Thật lâu, trên ban công tối tăm yên tĩnh, truyền đến tiếng thở dài phức tạp của Vương Nhất. Cứ phải đến nước này, mấy người mới cam tâm sao? Chuyện này, là Vương Nhất cho Lãnh Nhan đi làm. Vương Nhất có tình cảm với nhà họ Lý, nhưng mà Lãnh Nhan thì không có, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Mệnh lệnh nặng nề truyền xuống dưới, chờ đợi nhà họ Lý, là áp bách khắp nơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cơn ác mộng của nhà họ Lý vẫn còn tiếp tục, món nợ 105 tỷ, ép mọi người đến không thở nổi. Dù là Lý Thiên Dương hay là Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, hay là Lý Sung, Châu Mỹ Hoa đều không nhàn rỗi, dùng hết biện pháp đi góp tiền, nhưng vẫn là gặp trắc trở khắp nói. Tài khoản công ty cũng ở trong ngân hàng, lúc muốn rút ra, ngân hàng lại không phê duyệt, nguyên nhân là ngân hàng nghi ngờ tài khoản công ty con nhà họ Lý không sạch sẽ, cần phải nghiêm khắc kiểm tra xem, mới có thể được phép rút ra. Đây là một quá trình phức tạp, không thể nào hoàn thành trong một tuần. Những công ty khác, đều từ chối, nhà họ Lý giống như là chuột chạy qua đường, người người hô ránh. Cuối cùng là xin ngân hàng cho vay, cũng không đủ uy tín, bị từ chối. Nhất thời nhà họ Lý như bị cả thế giới bỏ rơi, không ai giúp đỡ không nói, còn bị khắp nơi xa lánh, chèn ép, nhìn thấy kỳ hạn một tuần đã đến rồi, cách số tiền 105 tỷ, còn rất xa. Mặt khác, người của Đồng Kiệt cũng thỉnh thoảng sẽ đi qua dạy dỗ nhà họ Lý một chút. Mặc dù không làm ra mạng người, nhưng cũng làm mấy người nhà họ Lý sợ không nhẹ. Không phải phái người đe dọa, chính là nửa đêm ném đá, lúc thì dùng máu viết lên tường, mấy ngày qua, thần kinh cũng sắp bị lăn qua lăn lại đến suy nhược. Cuối cùng, có người ý thức được là có người đang cố ý chỉnh nhà họ Lý, nhưng mà là ai chứ? Không ai đoán được. Thời hạn một tuần chỉ còn một ngày. Cả nhà họ Lý ảm đạm ủ rũ, tất cả mọi người đều có quầng thâm thật sâu. Uể oải không chút phân chấn. Bọn họ đã rất mệt, ban ngày vì chuyên tiền bạc mà loay hoay sứt đầu mẻ trán, buổi tối lại còn bị mấy tên lưu manh nhà họ Đồng quấy rầy, ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, cuộc sống như vậy đã duy trì liên tục mấy ngày rồi. Tôi không chịu được, đột nhiên, Lý Mộng Đình hỏng mất hét lên một tiếng. Mấy ngày trôi qua, sắc mặt cô ta tiều tụy đi không ít, ngay cả phấn lót cũng không dám đánh, bởi vì cô ta bây giờ, đánh phấn lót chỉ làm người nhìn như nữ quỷ. Mặt mũi tái nhợt, trong mắt lồi ra, trong mắt đầy tơ máu, đầu bù tóc rối, lúc Lý Mộng Đình soi gương, nhiều lần nghi ngờ người trong gương không phải mình. Những người khác cũng không tốt hơn, Lý Sung cứ đến tối, tóc từng nắm rụng ra, nếu như còn tiếp tục như vậy, cũng không mấy mà chọc. Bây giờ tôi gọi điện cho tên phế vật kia, dựa vào cái gì mà anh gây chuyện, chúng ta phải gánh. Tức chết tôi. Lý Mộng Đình tức đến cả người phát run. Móc điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, điện thoại được nối y thông, truyền đến một âm thanh bình tĩnh, alo. Phế vật, ba chuyện mà anh hứa đâu? Hoàn thành chưa? Giọng Lý Mộng Đình lạnh lùng chất vấn. Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, nói, còn cách kỳ hạn một ngày, gấp làm gì? Ha ha, anh cũng biết chỉ còn một ngày thôi sao? Nhờ hồng phúc của anh, nhà họ Lý xong rồi, toàn bộ xong rồi. Lý Mộng Đình giống như là phát tiết, thần kinh mà hét to lên, cả khuôn mặt cũng oán độc, Vương Nhất, bây giờ anh lập tức về đây, sau đó đến nhà họ Bạch xin lỗi, ngay, lập tức. Trong điện thoại, giọng điệu Vương Nhất vẫn bình tĩnh như trước, xin lỗi, bây giờ vẫn không có thời gian, thứ cho khó lòng tuân lệnh, ngày mai, tôi tự nhiên sẽ đến nhà họ Lý giải quyết mọi thứ. Nói xong, thì cúp điện thoại. Nó nói thế nào, gương mặt Châu Mỹ Ngọc lạnh lùng hỏi. Anh ta nói, đợi ngày mai kỳ hạn đến, lại đến. Giọng điệu Lý Mộng Đình lạnh như băng, chờ anh ta đến đây, hoa cúc cũng lạnh rồi. Thử đọc TG huyện không quảng cáo tại tgumguyen.vn. Mộng Đình, nếu như thật sự không có cách, cùng lắm thì thế chấp công ty ra ngoài, về phần phế vật kia. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc bỗng nhiên trở nên âm tàn, nó đi ngồi tù, chúng ta mất công ty, nó phải, ngồi tù. Những người nhà họ Lý khác. Đều có vẻ mặt khó coi, hận không thể giết chết Vương Nhất. Xem ra bọn họ đã bị ép đến gấp rồi. Lúc này, Vương Nhất nhàn nhã ngồi trên sofa ở biệt thự Sơn Thủy, thản nhiên nói. Đúng thế. Lãnh Nhan vẫn mặt không biểu tình. Theo cô thấy, nhà họ Lý thật sự quá ngốc, liều mạng tìm chỗ dựa mà không biết, chỗ dựa lớn nhất, ở ngay bên cạnh, lại chặn ở ngoài cửa. Vương Nhất cười nhạt một tiếng, hỏi,
nhà họ Bạch và Đồng Kiệt phản ứng thế nào. 9 giờ ngày mai, hai nhà đúng giờ đến nhà xin lỗi. Rất tốt, 8 giờ ngày mai, đi với tôi đến nhà Lý một chuyến. Khóe miệng Vương Nhất lộ ra một nụ cười thản nhiên. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng về nhà họ Lý. Tất cả người nhà họ Lý đã sớm đợi sẵn. Sau khi Vương Nhất và Lãnh Nhan vào cửa, Lý Mộng Đình trực tiếp đóng cửa chính lại, giống như sợ Vương Nhất sẽ chạy mất. Vương Nhất, kỳ hạn một tuần đã đến, chuyện mà anh đã hứa đâu? Giọng điệu Lý Mộng Đình không chút độ ấm. Cá chết lưới rách, hôm nay công ty nhà họ Lý không giữ được, nhưng mà, chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng, hôm nay nhất định phải đưa anh vào ngục giam. Nhưng mà, Vương Nhất lại vân đạm phong khinh đáp lại, đã hoàn thành. Thật sao? Lý Mộng Đình nghe vậy, nụ cười lạnh trên mặt càng sâu, như vậy, nhà họ Bạch và nhà họ Đồng thì sao? Sắp rồi, qua nửa tiếng sẽ đến. Vờ vịt, cứ tiếp tục vờ vịt đi. Lý Mộng Đình lạnh lùng nói, tôi thấy một tuần này anh căn bản là không làm gì cả. Sao cô biết, tôi có thật là làm hay không? Vương Nhất nhíu mày. Cái này Lý Mộng Đình xác định, Vương Nhất vẫn không biết trong tuần này nhà họ Lý xảy ra chuyện gì, lập tức tiếng cười lạnh càng sâu hơn. Được, tôi nói cho anh biết mấy hôm nay xảy ra chuyện gì. Nhờ hồng phúc của anh, tòa án ra công văn, muốn chúng tôi phải bồi thường cho nhà họ Bạch 105 tỷ trong vòng một tuần, không bồi thường được thì cưỡng chế sang tên công ty cùng với bất động sản, xe cộ, nói cách khác, ngay cả chỗ ở chúng tôi cũng mất. Còn nữa, chúng tôi cũng bị nhà họ Đồng trả thù, trong nhà có cái gì đập cái đó, đều bị đập nát, xe bị cạo sờn rồi, còn ghi chữ bằng máu trên tường. Vương Nhất cũng không bất ngờ với những cái này, giọng điệu bình thản nói, nhân quả luân hồi, làm chuyện xấu, nhất định sẽ trả giá nhiều, mặc kệ mấy người có tin hay không, nhà họ Bạch và nhà họ Đồng sẽ lập tức đến nhà xin lỗi vì chuyện mấy hôm nay. Vương Nhất, đã là lúc nào rồi, mày còn muốn lừa gạt chúng ta? Châu Mỹ Ngọc tức đến bật cười, chỉ vào Vương Nhất, nhà họ Bạch và nhà họ Đồng hôm nay sẽ đến, nhưng mà không phải đến xin lỗi, mà là đến đòi nợ. Những thứ này đều phải cảm ơn mày ban tặng. Vương Nhất, đợi lát nữa người của tòa án đến thì mày cũng đi theo bọn họ đi. Lãnh Nhan sau lưng sắc mặt lạnh lùng, Vương Nhất vẫn vân đạm phong khinh như cũ, nói, tôi nói, bây giờ mới 8 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là đến 9 giờ, chẳng lẽ, mấy người ngay cả nửa tiếng cũng không đợi được sao? Được, các vị, chúng ta lại đợi nửa tiếng nữa. Gương mặt Lý Sung khinh bỉ, ánh mắt hận thù nhìn Vương Nhất, nói, nửa tiếng nữa, nếu như nhà họ Bạch và nhà họ Đồng không đến, hoặc là đến đây nhưng không phải xin lỗi, cậu không chỉ phải rời khỏi nhà họ Lý, còn phải ngồi tù. Được thôi, Vương Nhất gật nhẹ đầu, còn xách một cái ghế đến, như không có việc gì ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ này của Vương Nhất, đám người Lý Mộng Đình Châu Mỹ Ngọc giận đến nghiến răng, nhưng mà nghĩ đến nửa tiếng nữa, anh phải ngồi tù, thì cười lạnh. Trên mặt Lý Thiên Dương có vẻ lo lắng. Ông ta không biết Vương Nhất lấy tự tin ở đâu, ngày hôm qua nhà họ Bạch và nhà họ Đồng còn gây sự, sao hôm nay có thể xin lỗi? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng mà, vẫn không có ai. Lý Mộng Đình đứng dậy, lạnh mặt hét lớn, Vương Nhất, đừng ở chỗ này làm ngứa mắt nữa, còn một phút nữa, là 9 giờ, anh còn có gì nói? Lời của Lý Mộng Đình còn chưa nói hết, bên ngoài đã có mấy cỗ xe vọt vào. Một hàng Mercedes. Một hàng Audi phân ra dừng hai bên, đứng ở trong đại viện nhà họ Lý. Hai nhóm người từ trên xe bước xuống. Người nhà họ Lý nhìn ra, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhà họ Bạch, nhà họ Đồng, thế mà thật sự đến rồi. Hơn nữa, sắc mặt mọi người lạnh lùng, một đám người đi đến, nhìn là biết là người đến không tốt. Bạch Phú cùng với Đồng Kiệt đứng ở trước nhất, hùng hổ đi vào nhà họ Lý trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Cuối cùng dừng lại trên người Lý Thiên Dương. Bùm một tiếng, Châu Mỹ Ngọc kéo Lý Mộng Đình trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bạch Vũ và Đồng Kiệt, sợ đến mức rơi nước mắt. Ông chủ Bạch, Kiệt gia, anh ta mới là đầu sỏ của mọi chuyện, không liên quan đến nhà họ Lý chúng tôi xin hai người, bỏ qua cho nhà họ Lý. Lý Mộng Đình cũng là sợ đến mức không dám thở mạnh, nhà họ Bạch và nhà họ Đồng, hôm nay ra quân toàn bộ, trong đám người, không chỉ nhìn thấy Bạch Hiền, mà còn nhìn thấy người phụ nữ của Đồng Kiệt, Liễu Mộng. Nhưng mà, Bạch Vũ và Đồng Kiệt đều lạnh lùng nhìn hai mẹ con Lý Mộng Đình, trực tiếp xem nhẹ. Bọn họ trực tiếp đi đến trước mặt Lý Thiên Dương,
sau đó quay lại nhìn người của mình, khẽ gật nhẹ đầu một cái. Ầm. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu 90 độ, âm thanh như sấm. Ngài Lý, xin lỗi. Chuyện này. Thấy nhà họ Bạch và nhà họ Đồng đều đồng loạt cúi đầu 90 độ, cảnh tượng trông rất hoành tráng khiến Lý Thiên Dương sững sờ một lúc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đang quỳ trên đất cũng ngơ ngác, tình hình có hơi khác so với bọn họ tưởng tượng. Theo bọn họ thấy thì nhà họ Bạch chắc chắn muốn đến nhà đòi nợ, còn nhà họ Đồng đến đập phá nhà cửa, tại sao bây giờ lại xin lỗi? Chỉ có mình Vương Nhất Nhàn nhã ngồi uống trà, mỉm cười nhìn hai nhà Bạch, Đồng xin lỗi. Cái cúi đầu này kéo dài 2 phút, lúc này Bạch Vũ và Đồng Kiệt mới đứng thẳng dậy, vẻ mặt đầy thành khẩn nhìn Lý Thiên Dương, anh Lý, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi tới đây xin lỗi anh vì những chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước. Mấy ngày trước, tôi và anh Bạch có xảy ra chút mâu thuẫn. Sau sự việc đó, tôi cũng tự kiểm điểm lại bản thân và nghĩ rằng chuyện này đã xong. Không ngờ thằng con trai không ra hồn của tôi lại ôm hận trong lòng, lén trốn tôi đến tòa án nhờ một người bạn luật sư giúp đỡ rồi còn nộp đơn lên tòa án, nên đã gây ra không ít rắc rối cho anh. Thằng con chó chết, mau lăn ra đây. Nói rồi, Bạch Vũ nhéo lỗ tai Bạch Hiển, thế là Bạch Hiển bị Bạch Vũ lôi ra trước. Bạch Vũ đá vào mông Bạch Hiển một phát khiến anh ta bước lảo đảo tới trước mặt Lý Thiên Dương, mặt mày u ám quát, còn không mau quỳ xuống xin lỗi chú Lý đi. Bạch Hiển không cam lòng nhưng vẫn thành thật dập đầu với Lý Thiên Dương, chú Lý, cháu xin lỗi. Sau đó, anh ta lại quay sang Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, tiếp tục dập đầu, Mộng Đình, xin lỗi, bác gái, cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi vợ chồng bác cả. Cháu xin lỗi vợ chồng bác hai. Bạch Hiển cũng xem như chân thành dập đầu xin lỗi tất cả mọi người trong nhà họ Lý. Người nhà họ Lý cũng ngơ ngác, cậu chủ nhà họ Bạch lại dập đầu xin lỗi bọn họ sao? Đây là chuyện bọn họ chưa từng nghĩ tới. Bạch Vũ hung dữ trừng mắt nhìn Bạch Hiển, sau đó đổi thành vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Lý Thiên Dương. Anh Lý, chúng tôi đã rút lại thư yêu cầu bồi thường từ tòa án, đồng thời chúng tôi sẽ trả thêm 30 tỷ đồng coi như bồi thường tổn thất tinh thần, mong anh. Đừng chê. Dứt lời, một hàng người bước tới, trên tay mỗi người đều cầm một cái dương, mở ra thì bên trong toàn là những xấp tiền giấy màu xanh. Đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung và Châu Mỹ Hoa đều nhìn chằm chằm nó, họ chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy trong đời. Ngoài ra, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Vẻ mặt Bạch Vũ bỗng trở nên mập mờ, coi như không đánh không quen biết, chuyện này coi như đã giải quyết xong, chớ làm sức mẻ tình cảm. Vậy chuyện giữa Mộng Đình và thằng con tôi? Thường xuyên qua lại, phải thường xuyên qua lại chứ. Lý Thiên Dương còn chưa nói gì thì Châu Mỹ Ngọc đã đồng ý ngay lập tức. Bà ta nhìn Lý Mộng Đình, Mộng Đình, sau này nên chăm chỉ ra ngoài đi dạo với cậu Vương để bồi dưỡng tình cảm nhé. Vâng ạ, Lý Mộng Đình cũng mỉm cười ngọt ngào. Vương Nhất bình tĩnh nhìn hết thảy, nhưng lãnh nhan sau lưng anh lại khinh thường nhìn đám người nhà họ Lý. Một đám nhà quê, mới cho 30 tỷ đồng đã biến thành thế này, nếu bọn họ biết được toàn bộ gia sản của cậu chủ chắc sẽ không bị dọa đến ngất xỉu đấy chứ. Thật ra ngay cả lãnh nhan cũng không biết Vương Nhất giàu có đến mức nào, bởi vì Vương Nhất mua đồ không cần tự mình trả tiền, chỉ cần hô một tiếng thôi là sẽ có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn tranh nhau trả tiền chỉ vì để kết thân. Cũng giống như Hồ Hoàng Việt, người giàu nhất Thiên An, mọi người nghĩ ông ta giàu lắm sao? Thật ra ông ta chỉ là một thương nhân đứng hạng chót của thương hội Hồng Ưng, còn có rất nhiều người giàu hơn ông ta nữa. Mà những người này đều ở dưới quyền Thương Si của nước Hát Thất Si, mà Thương Si thì lại ở dưới trướng của thiếu chủ. Nhà họ Bạch xin lỗi xong thì mang người rời đi, tiếp theo là đến nhà họ Đồng. Đồng Kiệt cũng tiến lên một bước, thành thật xin lỗi Lý Thiên Dương, anh Lý, ngày hôm qua tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, đầu óc chỉ toàn nghĩ về những chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm mấy ngày nay. Tôi thật sự rất xấu hổ. Người nhà họ Lý nghe xong thì mặt ai cũng trông rất kỳ lạ, Vương Nhất còn suýt nữa cười phun hết trà trong miệng ra. Nếu lời này được nói ra từ trong miệng một người có học có văn hóa thì chẳng có vấn đề gì, nhưng Đồng Kiệt là ai? Ông ta là đại ca xã hội đen, nói những lời này chẳng khác nào một tên lưu manh khoác lên mình một bộ com lê, không ra ngô ra khoai gì cả. Đoán rằng tối qua chắc Đồng Kiệt đã đọc đi đọc lại câu xin lỗi này cả đêm. Thật sự làm khó ông ta rồi. Thấy Đồng Kiệt lại sắp dập đầu, Lý Thiên Dương vội vàng đỡ ông ta dậy, cười khan nói, anh Đồng,
chuyện này là do chúng tôi sai, chúng tôi không nên đánh người phụ nữ của anh. À ta đáng bị đánh. Đồng Kiệt phẫn nộ, kéo Liễu Mộng đứng đằng sau ra, lăn ra đây cho tôi, tự cô nói xem mình đã làm ra chuyện tày trời gì. Liễu Mộng âm ức nói, tôi không nên giúp nhà họ Bạch biển thủ 300 tỷ đồng phải thanh toán cho tập đoàn Lệ Tinh, tôi không nên xúi giục ông Bạch không trả nợ, tất cả đều là lỗi của tôi. Lúc này mọi người mới biết nguyên nhân Vương Nhất đập phá Giải Trí Huy Hoàng là vì bọn họ chưa trả nợ. Nhà họ Bạch có gan đến mấy cũng không dám nuốt tiền của tập đoàn Lệ Tinh, dù sao bọn họ cũng chỉ là gia tộc hạng hai, không có gan đối đầu với những doanh nghiệp hàng đầu như Lệ Tinh, nhưng Bạch Vũ lại nghe những lời xúi giục của Liễu Mộng. Những chuyện sau đó mọi người cũng đều biết, khất nợ quá lâu, cuối cùng bị Vương Nhất xử mạnh tay. Mặc dù Đồng Kiệt tôi không phải là người tốt nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu. Tôi làm như vậy là đang tiếp tay cho hành vi sai trái của cấp dưới. Đồng Kiệt nghiêm nghị nói, lương tâm của tôi bị lên án, thế nên tôi quyết định đến xin lỗi. Mấy ngày qua, cấp dưới của tôi đã phá hỏng đồ đạc và một số bức tranh cổ, tôi sẽ đền bù. Ngoài ra, tôi sẽ bồi thường thêm 30 tỷ đồng. Lời vừa dứt, lại có một vài người nữa đi tới, hai tay cầm chiếc dương bạc, mở ra thì thấy vẫn là những xấp tiền sặc sỡ. Đưa tiền xong, Đồng Kiệt mang người rời đi. Sân nhà họ Lý bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Họ Bạch đưa 30 tỷ, họ Đồng đưa thêm 30 tỷ, tổng cộng là 60 tỷ. Không phải đang nằm mơ đúng không? Hai mẹ con tự nhéo mình thật mạnh, đau quá, lúc này mới nhận ra đây không phải là mơ. Giàu rồi, giàu to rồi. Không chỉ mẹ con Lý Mộng Đình mà tất cả các thành viên trong nhà họ Lý đều cố gắng hết sức kìm nén niềm vui trong lòng. Cứ tưởng hôm nay là ngày nhà họ Lý sa sút khốn đốn, không ngờ nhà họ Lý không những không diệt vong mà còn kiếm thêm được 60 tỷ đồng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, họ không những trải qua nỗi tuyệt vọng mà còn hiểu được niềm hy vọng sau cơn tuyệt vọng, niềm vui nỗi buồn, hài kịch của cuộc đời, hóa ra cũng chỉ thế thôi. Nhưng khi người nhà họ Lý đang chìm đắm trong niềm vui vì có được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Vương Nhất lại ngáp một cái, uể oải đứng dậy, thản nhiên nói, thế nào, tôi đã nói hai nhà này sẽ đến xin lỗi đúng chứ? Lời nói của Vương Nhất giống như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu bọn họ. Đặc biệt là Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Họ cũng thấy có gì đó không đúng lắm, nhà họ Bạch và nhà họ Đồng đã uy hiếp và khủng bố bọn họ suốt mấy ngày liền. Rồi còn đập phá nhà cửa, gây áp lực với bọn họ, nộp đơn lên tòa án, khiến bọn họ chìm trong tuyệt vọng, sao đột nhiên lại đến xin lỗi được? Lẽ nào thật sự là nhờ tên rác rưởi này giải quyết? Sao anh lại làm được? Lý Mộng Đình khó hiểu nhìn Vương Nhất, cô ta nghĩ nát óc cũng không hiểu. Có thể là do lương tâm thức tỉnh, Vương Nhất mỉm cười rồi nói. Đầu mọi người đầy vạch đen. Nhà họ Bạch và nhà họ Đồng đều quyết tâm muốn xử bọn họ thì đâu thể nào thức tỉnh chút lương tâm được. Chắc là có một ông lớn cấp cao nào đó đứng ra hòa giải. Người ấy là ai? Lý Thiên Dương ho khan một tiếng, giảng hòa, được rồi, nói thế nào thì Tiểu Nhất cũng thật sự khiến cho hai nhà Bạch, Đồng tha thứ cho chúng ta, cả nhà đều vui, nó cũng không cần phải rời khỏi nhà họ Lý nữa. Đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc không vui cho lắm. Nhưng Vương Nhất thực sự đã giải quyết được mối nguy cho nhà họ Lý. Bọn họ cũng không thể mặt dày đuổi anh đi được. Mọi chuyện đã giải quyết xong, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Vương Nhất nghênh ngang trở lại phòng khách, anh ngồi xuống sofa, giống y như chủ nhân của ngôi nhà. Bắt đầu cái gì, mọi người sửng sốt. Bưng trà rót nước. Vương Nhất nhìn Lý Mộng Đình rồi nói, không phải cô nói chỉ cần tôi có thể hoàn thành ba việc này thì cô sẽ làm người hầu bưng trà rót nước cho tôi sao? Cảnh tượng trở nên rất lúng túng. Nhà họ Lý trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp quét mắt nhìn sang Lý Mộng Đình. Không nhắc còn đỡ, giờ nhắc lại, bọn họ cũng nhớ ra, quả thật là có chuyện như vậy. Khi đó Lý Mộng Đình không nghĩ rằng Vương Nhất có thể hoàn thành ba việc rất khó này trong vòng một tuần, vì vậy cô ta không sợ hãi lấy bản thân ra đặt cược. Nếu cô ta thua, không chỉ bưng trà rót nước xin lỗi Vương Nhất mà còn làm người hầu cho anh một ngày. Kết quả Vương Nhất thực sự hoàn thành giao kèo, tập đoàn Lệ Tinh không chấm dứt hợp đồng với nhà họ Lý, nhà họ Bạch và nhà họ Đồng không chỉ tha thứ cho nhà họ Lý mà còn đích thân đến xin lỗi và bồi thường 60 tỷ đồng. Lần này tới lượt Lý Mộng Đình xấu hổ. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, sắc mặt Lý Mộng Đình cũng tái nhợt,
trong tích tắc lại đỏ bừng giống như tăng huyết áp. Đúng, cô ta quả thật có nói như vậy, nhưng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi, sao có thể coi là thật được. Nếu cô ta thật sự bưng trà rót nước và còn làm người hầu của Vương Nhất một ngày thì sau này cô biết cắm mặt vào đâu. Hơn nữa, cô ta từ nhỏ đã được chiều chuộng quen rồi nên đâu có biết làm việc nhà. Vương Nhất, anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Lý Mộng Đình tức đỏ bừng mặt, nói chuyện cũng không được lưu loát. Không phải chính miệng cô nói nếu cô thua cô sẽ bưng trà rót nước hầu hạ tôi một ngày. Lẽ nào cô định lật lọng? Tôi, Lý Mộng Đình bực bội, giờ đâm lao phải theo lao thôi. Cô ta dậm chân một cái, quay lại nhìn Châu Mỹ Ngọc, mẹ, anh ta ăn hiếp người quá đáng. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc cũng cực kỳ khó coi, bà ta nói, Phương Nhất, cậu đừng có quá đáng, chúng tôi cho cậu tiếp tục ở lại nhà họ Lý đã là nhân nhượng rồi, cậu đừng có không biết điều. Lý Mộng Đình là con gái ruột của bà ta, nếu con gái bà ta thực sự đi làm đầy tớ cho thằng rác rưởi này thì người làm mẹ như bà ta cũng coi như mất hết mặt mũi. Khụ khụ, Vương Nhất, nói sao thì Mộng Đình cũng là em gái cậu. Lúc này, bác cả Lý Sung cũng lên tiếng, ông ta ho khan một tiếng, hai đứa là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé đến lớn, và lại nó cũng đã biết sai rồi. Phụ cá cược này coi như bỏ qua, đừng nhắc tới nữa. Đúng vậy. Cậu nhẫn tâm bắt em gái mình làm người hầu sao? Bác cả gái Châu Mỹ Hoa cũng lên tiếng. Thấy nhiều người bênh vực mình như vậy, Lý Mộng Đình không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô ta kiêu ngạo nâng cằm lên, nhìn Vương Nhất đầy khiêu khích, sau đó lại nhìn Lý Thiên Dương, không vui nói, ba, con là con gái của ba nói giúp con đôi câu đi chứ. Lý Thiên Dương không biết phải làm sao, đành cắn răng nói, Tiểu Nhất à, bỏ qua chuyện này đi nhé. Chủ nhà cũng đã lên tiếng, dòng chính nhà họ Lý cũng lần lượt lên tiếng. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất chỉ bình tĩnh xem bọn họ nói năng không ngừng mà không nói lời nào. Dần dần, có người im miệng, tiếp theo là hai, ba. Tất cả mọi người đều im miệng. Bởi vì bọn họ chú ý tới ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất, nó giống hệt như lúc Vương Nhất rời khỏi nhà họ Lý lần trước. Các người không hiểu sao. Vương Nhất mỉm cười nhìn người nhà họ Lý. Nụ cười không chút độ ấm, trong mắt các người, đây chỉ là chuyện nhỏ nhoi, có cũng được mà không cũng chả sao. Tại sao tôi nhất định phải thực hiện vụ cá cược này? Hơn nữa bác cả, bác hai, còn ba nữa đều ở bên khuyên nhủ. Các người cảm thấy tôi nên biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành không có, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta thực sự có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Vẻ mặt Vương Nhất trở nên lãnh đạm, ánh mắt sắc bén. Dừng lại giây lát, anh mới chậm rãi thốt ra một câu cực kỳ lạnh lùng, đã không thể quay lại được nữa rồi. Đã không thể quay lại được nữa. Anh nói câu này khiến mọi người đều khiếp sợ, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên. Vương Nhất, anh có biết anh đang nói gì không? Mặt Lý Mộng Đình lúc đỏ lúc trắng. Khi cô đặt ván cược này, cô có từng nghĩ đến khả năng mình sẽ thua không? Ánh mắt Vương Nhất như một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng qua trái tim Lý Mộng Đình. Mộng Đình, cô có từng nghĩ đến một vấn đề, nếu tôi thua thì cô sẽ làm gì? Các người sẽ làm gì không? Các người sẽ không chút do dự đẩy tôi ra nhận tội thay để bảo vệ an toàn cho các người. Các người sẽ lấy tôi làm con chốt thí, mà tôi là con xe bị vứt bỏ, còn các người là con tướng kia. Đều là do ba mẹ sinh ra, không có ai đáng chết hơn ai cả. May mắn là tôi đã thành công và hoàn thành ba nhiệm vụ mà đối với các người là không thể, nhưng thứ chào đón tôi là cái gì? Đó là sự lạnh lùng, coi thường và coi đó là chuyện đương nhiên. Lạnh lùng như dao, vô tình như kiếm, các người sẽ đối xử với những người không có giá trị lợi dụng như vậy. Nếu không phải là tôi mà là những người không quyền không thế thì sao? Có phải cuộc sống của họ sẽ bị hủy hoại, bọn họ có thể sẽ bị nước bọt của các người dìm chết? Với các người, đây chỉ là một cuộc cá cược có cũng được mà không cũng chả sao, thậm chí hơi nực cười. Nhưng đối với tôi mà nói, nó là một thanh gươm sắc bén để đánh trả. Các người nghĩ tôi có thể bỏ qua cho cô ta được không? Toàn bộ phòng khách nhà họ Lý đều lặng như tờ, không có một chút tiếng động, chỉ có giọng nói trầm ấm đầy mạnh mẽ của Vương Nhất. Sắc mặt Lý Thiên Dương u ám, quay mặt đi không nói lời nào, là người đứng đầu nhà họ Lý. Ông ta đương nhiên biết cái nhà này thật sự không có tình thân. Lý Mộng Đình bị nói đến tái mặt, cơ thể run lẩy bẩy.
lời nói của Vương Nhất giống như một cây kéo sắc bén không chút lưu tình cắt ra xẻ thịt trên người cô ta, tách bỏ hoàn toàn thể xác và linh hồn cô ta. Cô ta như một tên hề hiện nguyên hình, máu tươi đầm đìa đứng trước mặt Vương Nhất, xấu xí, bẩn thỉu, dơ giấy khiến người ta ghê tởm. Đám người dòng chính như Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung, Châu Mỹ Hoa cũng không dám nói nữa, bọn họ chột dạ quay người đi. Ý của Vương Nhất rất rõ ràng, trà hôm nay không muốn bưng cũng phải bưng. Bưng trà đến đây, Vương Nhất hét lên. Lý Mộng Đình giật mình, cô ta hoàn hồn, cơ thể run rẩy, sững người hồi lâu, cuối cùng mới xoay người đi vào phòng bếp. Không ai thấy khoảnh khắc lúc quay đi, ánh mắt Lý Mộng Đình cực kỳ hiểm độc. Không bao lâu sau, cô ta bưng ra một tách trà đưa cho Vương Nhất. Vương Nhất liếc mắt nhìn, không nhận lấy mà hỏi lại, tôi ngồi, cô dám đứng. Lý Mộng Đình run lẩy bẩy, sau đó hít sâu một hơi, run rẩy quỳ xuống, cô ta cúi đầu dâng trà bằng hai tay. Mời dùng trà, giọng Lý Mộng Đình run rẩy dữ dội. Lúc này Vương Nhất mới nhận lấy, anh nhấp một ngụm, cau mày, đây là trà cô pha sao? Khó uống quá, pha lại lần nữa. Mặt Lý Mộng Đình bỗng cứng đờ, cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn. Cô ta cắn chặt môi đến mức bật máu, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt ẩn chứa vô vàn oán hận. Nhưng cô ta vẫn không nói gì, chỉ im lặng quay lại nhà bếp pha một tách trà khác. Cô ta vẫn quỳ xuống đưa bằng hai tay, mời dùng trà. Khó uống, pha lại lần nữa. Lý Mộng Đình pha một tách trà khác, sau đó lại quỳ xuống, dâng trà bằng hai tay, mời dùng trà. Làm lại. Đi tới đi lui 5-6 lần, lúc này Vương Nhất mới uống cạn tách trà. Đi thôi, Vương Nhất dẫn Lãnh Nhan Định rời đi. Trước khi đi, anh còn cúi đầu nhìn xuống Lý Mộng Đình đang quỳ trên đất, trong mắt không có chút dao động. Sau khi lên xe, Lãnh Nhan vững vàng lái xe rời đi, Vương Nhất ngồi ở phía sau không nói một lời, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ đến say sưa. Có thể nhìn ra tâm trạng thiếu chủ không tốt. Vương Nhất thở dài một hơi, sau chuyện lần này, nhà họ Lý nhất định sẽ hận mình. Nhưng anh không hối hận, nếu quay lại lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy. Bởi lẽ đây là thế giới động vật ăn thịt đồng loại, không có chỗ cho lòng tốt và sự khoan dung, chỉ có kẻ hung ác hơn kẻ kia mà thôi. Vương Nhất vừa bước vào tòa nhà quốc tế thì một người đàn ông mập mạp chạy về phía anh. Anh Vương, anh đến rồi à? Tăng Quốc Vinh mỉm cười nịnh nọt. Vương Nhất liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi cũng không đếm xỉa tới ông ta nữa. Tăng Quốc Vinh là người tinh mắt nên đương nhiên nhìn ra được anh Vương trẻ tuổi đầy hứa hẹn này đang có tâm trạng không tốt. Thế là ông ta biết điều không trêu chọc Vương Nhất nữa mà thành thật nói, anh Vương, chuyện anh nhờ tôi điều tra đã có manh mối rồi. Ồ, Vương Nhất nhìn Tăng Quốc Vinh thêm vài lần, mới một tuần mà đã có manh mối rồi sao? Mặc dù Tăng Quốc Vinh hơi béo nhưng tốc độ làm việc vẫn rất nhanh. Nói tôi nghe thử. Vâng, Tăng Quốc Vinh đáp, sau đó nói hết những gì mình biết. Thật ra vụ việc 316 đã có một số tờ báo và Internet đưa tin sản phẩm của công ty Ẩn Long. Công ty con của nhà họ Lý đã gây ngộ độc thực phẩm. Vụ việc này đã hủy hoại danh tiếng của họ và cũng trở thành ngòi nổ khiến nhà họ Lý sa sút. Nhưng rõ ràng các phương tiện truyền thông và Internet đã nhận hối lộ, nói trắng ra đây là cuộc chiến dư luận. Chất lượng sản phẩm của nhà họ Lý rất tốt, mà những người bị ngộ độc thực phẩm thật ra lại không bị gì cả. Tất cả các giấy tờ kiểm tra y tế đều là giả mạo, nhưng các báo cáo trên mạng lại gây bất lợi cho nhà họ Lý. Nguyên nhân của việc này tôi nghĩ tôi không cần nói rõ đâu đúng không anh Vương? Tăng Quốc Vinh cười lạnh. Vương Nhất lạnh lùng gật đầu, trong đó chắc chắn có người cố ý muốn hãm hại nhà họ Lý. Đã tra ra được nghi phạm chưa? Vương Nhất cảm thấy nhà họ Kim là nghi phạm lớn nhất. Nhưng Tăng Quốc Vinh lại đề cập đến một công ty xa lạ với Vương Nhất, Dược Phẩm Thường Kỳ. Đây là chủ mưu, vụ việc 316, mà nội bộ tôi tra ra được. Công ty này không có quan hệ làm ăn với nhà họ Kim. Tăng Quốc Vinh nghiêm túc nói, nếu phải nói có liên quan với nhau thì là ông chủ của Dược Phẩm Thường Kỳ có thù oán với nhà họ Kim. Câu này khiến Vương Nhất cau mày, không những không hợp tác với nhà họ Kim mà còn có thù oán. Đúng, vẻ mặt Tăng Quốc Vinh trông hơi lập dị, con trai cả của Thường Kỳ là Thường Lâm rất thích Kim Thúy như nhà họ Kim. Có lần anh ta đùa giỡn Kim Thúy như mấy câu ở buổi họp mặt thương hội nên đã bị tống ra ngoài. Chậc chậc, thằng nhãi này gan cũng lớn lắm, chọc ai không chọc lại đi chọc con gái nhà họ Kim. Sau đó thế nào? Vương Nhất cau mày hỏi.
Sau đó, Thường Kỳ cũng không trả đũa mà chọn im hơi lặng tiếng. Vương Nhất không nói gì, chuyện này không liên quan gì đến sự việc 316, nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nguyên nhân dược phẩm Thường Kỳ hãm hại nhà họ Lý rất đơn giản, chính là bởi vì nhà họ Lý đã cướp mối làm ăn của dược phẩm Thường Kỳ. Tăng Quốc Vinh nói, ngoài ra, lai lịch của Thường Kỳ cũng không nhỏ. Ông ta là một trong những hội viên của Thương hội Hồng Ưng. Thương hội Hồng Ưng. Nghe vậy, Vương Nhất bỗng sửng sốt, chẳng phải dưới trướng của Thương Si sao? Đúng vậy. Tăng Quốc Vinh tưởng Vương Nhất không biết Thương hội Hồng Ưng là gì nên kiên nhẫn giải thích, đó là một thương hội kinh doanh trải rộng khắp thành phố C. Tất cả các thành viên trong hội đều là những doanh nhân thành đạt và có địa vị rất cao. Sau khi gia nhập thương hội, họ sẽ có được rất nhiều mối làm ăn lớn, nghe nói còn có thể ăn cơm và chụp ảnh với tổng phụ trách. Nhưng mà còn có 7 thương hội giống như thế nữa. Cả nước có 8 thương hội lớn, tất cả đều thuộc về một ông lớn ít xuất đầu lộ diện. Hàng năm, thương hội sẽ lập danh sách những người đủ điều kiện tham gia thương hội. Năm nay, Thiên An chúng ta có 2 người. Là 2 người nào? Vương Nhất nhanh trí dò hỏi. Một người là cô con gái nhà họ Kim kia, còn người còn lại là... Tăng Quốc Vinh mỉm cười thần bí chỉ lên trần nhà, là Lý Tổng của chúng ta. Phải không? Vương Nhất cười, để về nhà hỏi xem Lý Khinh Hồng có muốn vào thương hội không, nếu cô muốn thì sẽ cho cô vào. Thường Kỳ là thành viên của thương hội Hồng Ưng, nếu không ông ta lấy quyền đâu để kiểm soát toàn bộ sự việc 316. Nói đến đây, Tăng Quốc Vinh lại cau mày, nhưng chuyện này cũng còn có rất nhiều chỗ rất mơ hồ và kỳ lạ. Có gì kỳ lạ? Vương Nhất hỏi. Chính là những người bị ngộ độc thức ăn kia. Trước đó không trúng độc nhưng mấy ngày sau lại trúng độc không sót một ai. Sau đó, tất cả bọn họ đều rời khỏi Thiên An với nhiều lý do khác nhau, hiện không rõ tung tích. Nghe vậy, Vương Nhất cau mày. Sản phẩm của nhà họ Lý không có vấn đề gì nên người ăn phải cũng sẽ không bị ngộ độc. Nhưng tại sao họ lại bị ngộ độc? Cho thấy có bên thứ ba nhúng tay vào. Vương Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói với Tăng Quốc Vinh. Ông tiếp tục điều tra chuyện này. Ngoài ra, đợi đến khi công ty Ẩn Long chuyển đến tòa nhà quốc tế, hãy giúp tôi để mắt đến họ. Sau này tôi sẽ không bạc đãi ông đâu. Tăng Quốc Vinh vui mừng khôn xiết, cúi đầu cảm ơn anh, cảm ơn anh Vương, cảm ơn anh Vương. Sau khi đuổi Tăng Quốc Vinh đi, Vương Nhất thở dài một hơi. Xem ra muốn biết được sự thật vụ việc 316 kia thì cách duy nhất là phải đến dược phẩm Thường Kỳ một chuyến. Cùng lúc đó ở tập đoàn Ẩn Long, hai người đàn ông đang ngồi trong văn phòng. Vương Nhất từng gặp hai người này, người đàn ông đẹp trai cao lớn kia là Kim Thành Vũ, con trai cả nhà họ Kim. Người còn lại là Tôn Lập, tổng giám đốc của Ẩn Long, vừa mới được bảo lãnh ra ngoài. Tôn Lập thấp thỏm ngồi trước mặt Kim Thành Vũ, sắc mặt Kim Thành Vũ cũng u ám ngồi trên sofa không nói một lời. Ngoài hành lang có người qua lại, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi. Bọn họ đang bàn chuyện chuyển địa điểm công ty. Tuần tới Ẩn Long sẽ chuyển đến tòa nhà quốc tế. Kim Thành Vũ càng nghĩ càng thấy tức, anh ta đột nhiên tát vào mặt Tôn Lập rồi mắng, đồ vô dụng, bảo anh đi đấu thầu, không thành công mà lại còn bị bắt nữa, suýt nữa ngay cả tôi cũng gặp rắc rối luôn rồi. Tôn Lập bị tát nhưng không dám nói lời nào. Tôi hỏi lại anh lần nữa, anh thật sự không lỡ mồm ở trong đồn chứ? Kim Thành Vũ u ám nhìn Tôn Lập. Lúc này đáy mắt xẹt qua ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Tôn Lập sợ tái mặt, vội vàng nói, thật mà Kim Tổng, tôi xin thề là tôi không khai gì cả, chỉ một mình tôi gánh tội mà thôi. Hơn nữa những người đó cũng không biết về vụ việc 316, đó chỉ là một vụ án tiết lộ bí mật kinh doanh bình thường thôi. Vậy thì tốt, vẻ mặt lạnh như băng của Kim Thành Vũ cuối cùng cũng tan biến, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn ông ta, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Anh đường đường là tổng giám đốc Ẩn Long mà không thể xử lý được tên rác rưởi nhà họ Lý, lại còn bị cậu ta tính kế. Mấy năm nay anh sống nhàn rỗi quá rồi nhỉ? Tôn Lập ấm ức nói, Kim Tổng, nhưng Vương Nhất rất lợi hại, cách đây không lâu không phải cậu cũng bị cậu ta ném xuống sông Thiên An sao? Thấy Tôn Lập dám chọc vào vết sẹo của mình, Kim Thành Vũ lập tức trợn to hai mắt, tát Tôn Lập một bạt tay, anh còn dám cãi lại hả, có tin tôi đánh chết tên anh không? Chẳng mấy chốc, tiếng kêu rên của Tôn Lập vang lên khắp văn phòng. Đánh đủ rồi, Kim Thành Vũ mới dừng tay, anh ta nheo mắt lại rồi lẩm bẩm, nhưng mà anh bị cảnh sát bắt được cũng không phải chuyện xấu.
Ông già họ Thường kia đã trở mặt không nhận người, chuyện này đúng lúc có thể nhắc nhở ông ta. Nếu bị lộ thì ông già kia cũng không thoát được. Trong mắt Kim Thành Vũ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh ta đá vào mông Tôn Lập, gọi điện thoại cho ông ta, nói tôi mở tiệc, mời ông ta tới ăn cơm. Lúc Vương Nhất trở về Tử Viên thì Lý Khinh Hồng vẫn chưa tan sở, nhưng điều kỳ lạ là cổng biệt thự không khóa. Vừa vào cửa, Vương Nhất đã nhìn thấy một đôi giày vải màu trắng, giống size giày của Lý Khinh Hồng, nhưng trong trí nhớ của Vương Nhất thì Lý Khinh Hồng thường mang giày cao gót và đôi lúc mang giày đế bệt, chưa từng mang giày vải trẻ trung như vậy bao giờ. Chắc có lẽ mới mua. Vương Nhất cũng không nghĩ nhiều, anh đẩy cửa bước vào. Sự việc 316 đầy rẫy những nghi vấn, muốn phanh phui sự thật ngay lập tức là chuyện không thể, nhưng Vương Nhất cũng không lo, rất nhiều vấn đề chỉ cần nghiêm túc một chút là có thể giải quyết dễ dàng. Vương Nhất xem đồng hồ, sắp tối rồi. Thế là anh xoay người đi vào phòng bếp nấu ăn, anh muốn nấu một bữa tối thịnh soạn cho Lý Khinh Hồng. Cắt rau và thịt, cho vào nồi, toàn bộ quá trình rất lưu loát, vừa nhìn đã biết kỹ năng nấu nướng rất đỉnh. Tất cả là nhờ Châu Mỹ Ngọc, trước đây Châu Mỹ Ngọc không thích anh, cho nên việc nhà đều do Vương Nhất quán xuyến. Ngoài ra, khẩu vị của Châu Mỹ Ngọc rất khó chịu, cố tình làm khó anh, bắt anh nấu đi nấu lại. Sau một thời gian dài, anh đã rèn được kỹ năng nấu nướng. Ở bộ đội cũng vậy, những ai đã từng nếm thử đồ ăn Vương Nhất nấu đều sẽ tấm tắc khen ngon. Ngay cả Khương Nhã Mi, người đẹp lạnh lùng trong quân đội cũng thay đổi ấn tượng với anh sau khi ăn đồ ăn anh nấu. Một lúc sau, bữa ăn nóng hổi đã ra lò. Ba món mặn, một món chay và một món canh, Vương Nhất bưng hết đồ ăn lên bàn rồi ra phòng khách ngồi đợi Lý Khinh Hồng về. Rào rào rào. Nhưng trong phòng vệ sinh ở tầng 1 lại vang lên tiếng xả nước bồn cầu, sau đó cửa phòng vệ sinh mở ra. Thơm quá! Một cô gái cao gầy giống Lý Khinh Hồng bước ra ngoài, hai mắt cô ta sáng rực lên khi nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn. Vương Nhất không ngờ trong phòng vệ sinh lại xuất hiện một cô gái lạ mặt, anh nhíu mày hỏi, cô là ai? Cô gái giật mình lập tức quay lại nhìn, khi nhìn thấy người đó là Vương Nhất, cô ta sững sờ một lúc, sau đó như nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt bỗng thay đổi, nhìn chằm chằm Vương Nhất hồi lâu. Một lúc lâu sau, cô ta không chắc chắn dò hỏi, anh rể. Anh rể. Vương Nhất quan sát cô gái trước mặt. Các đường nét trên khuôn mặt của cô ta rất tinh xảo, thoạt nhìn giống hệt Lý Khinh Hồng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không giống. Không giống như vẻ lạnh lùng băng giá của Lý Khinh Hồng, cô gái trước mặt tràn đầy nét xuân. Cô ta cũng trẻ hơn Lý Khinh Hồng rất nhiều, thoạt nhìn như học sinh. Nhưng mà cũng giống quá rồi, y như tạc ra từ một khuôn. Nhìn cô gái trước mặt, Vương Nhất rơi vào trầm tư, hình như anh chưa từng nghe Khinh Hồng nhắc đến gia đình mình. Đang ngơ ngẩn thì cô gái đã ngồi xuống cạnh Vương Nhất, quan sát Vương Nhất từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, phải không, anh thật sự là anh rể của tôi sao? Sao thế, Vương Nhất cau mày, anh nghe ra được vẻ thất vọng không chút che giấu trong lời nói của cô gái. Sắc mặt cô gái có hơi khó coi. Nói gì thì chị gái tôi cũng là người đẹp số một Yên Kinh, sao lại có thể yêu một người đàn ông tầm thường như anh được chứ? Lẽ nào anh có chỗ nào đặc biệt hơn người? Vương Nhất liếc cô một cái rồi không đếm xỉa tới nữa, ánh mắt của người khác không quan trọng. Này, anh nên nhanh chóng ly hôn với chị gái tôi đi. Đột nhiên, cô gái nghiêm túc nhìn Vương Nhất, giọng điệu rất nghiêm trọng. Ly hôn. Nghe vậy, trong mắt Vương Nhất lóe lên một tia sắc bén. Nhưng cũng không nổi giận, tại sao? Vương Nhất thấy cô gái trước mặt không có ác ý muốn chia rẽ anh và Lý Khinh Hồng, mà là thật sự nghĩ cho anh. Bởi vì anh sẽ chết rất thảm. Cô gái không giống như đang nói đùa, ba tôi sẽ giết anh. Ba cô. Vương Nhất cười, không để tâm nói, rất lợi hại sao? Rất lợi hại ngoài sức tưởng tượng của anh. Nói đến ba mình, trong mắt cô gái cũng có chút sợ hãi, cô ta thở dài. Có một số chuyện anh không nên biết thì hơn. Tóm lại, xuất thân của chị tôi rất phức tạp, tốt hơn hết anh đừng nên dây vào. Đủ rồi, tôi không thể ly hôn với Khinh Hồng. Tôi đã kết hôn với cô ấy rồi, chúng tôi còn có một cô con gái rất đáng yêu, tôi sẽ ở bên cô ấy đến bạc đầu. Cô gái chưa kịp nói xong, Vương Nhất đã lạnh lùng dứt khoát ngắt ngang lời cô ta, tôi biết cô có ý tốt, nhưng không ai có thể chia rẽ gia đình chúng tôi. Cô gái kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Cô ta cảm nhận được lúc Vương Nhất nói những lời này, nhiệt độ trong nhà cũng giảm xuống mấy độ. Sau khi định thần lại,
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái dần trở nên tức giận, cô ta nổi cáu, cái người này, sao nói không nghe vậy hả? Lấy ai không lấy, sao lại lấy chị tôi chứ? Nếu như anh là con cái nhà tài phiệt có bối cảnh lai lịch thì sẽ rất xứng đôi với chị gái tôi, nhưng anh lại chỉ là một người bình thường. Tôi không có ý xem thường anh, chỉ là. Nói đến đây, cô gái nhỏ có vẻ hơi nôn nóng, buột miệng nói, anh không xứng với chị tôi, anh làm chị tôi to bụng rồi kêu chị tôi sinh con gái cho anh. Anh nói xem làm sao ba tôi tha thứ cho anh được. Cô ta nhắc đến chuyện xảy ra 5 năm trước khiến Vương Nhất rơi vào trầm tư. Đặt mình vào vị trí của người khác, nếu điều này xảy ra với con gái anh thì anh có thể sẽ nổi điên. Ngoài ra, Khinh Hồng chưa từng kể với anh về gia đình cô, Vương Nhất chỉ biết cô đến từ Yên Kinh. Chắc cô sợ gia thế của mình khiến anh bị áp lực. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu nhìn cô em vợ trước mặt, bình tĩnh nói, tôi đáp ứng được những thứ cô nói, tôi có thể cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng cô gái vẫn không bị lay động và to tiếng, anh vẫn không hiểu sao. Không phải anh có tiền là có thể cưới được chị tôi đâu. Anh tưởng chỉ có mấy trăm tỷ trong tài khoản là có thể cưới được chị tôi sao? Không thể. Tôi có trách nhiệm nói cho anh biết rằng tất cả các doanh nghiệp ở Thiên An, bao gồm cả tập đoàn Lệ Tinh của chị tôi hiện nay đều chỉ là số ít trong số các sản nghiệp của nhà tôi, nó chỉ là hạt cát trong sa mạc. Anh căn bản không xứng tầm, nước của Yên Kinh sâu hơn anh tưởng tượng nhiều. Nhân lúc ba tôi còn chưa tìm ra anh, mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng. Mau ly hôn với chị tôi, có như thế thì anh mới có cơ hội sống tiếp. Cô gái nói, nếu anh vẫn không bỏ cuộc, vậy anh có thể đi hỏi thăm, ba tôi tên là Lý Thế Nhân còn tôi tên Lý Tuyết Nhi, xem thử gia đình chúng tôi thế nào. Lý Thế Nhân. Một hình ảnh xẹt qua đầu, Vương Nhất nhớ cái tên này. Tôi có thể nói với anh một điều nữa. Lý Tuyết Nhi nhìn Vương Nhất nói, 5 năm trước, sau khi tin chị tôi mang thai truyền đến tai ba tôi, ông ấy đã cho người đi tìm anh. Nếu tìm được anh thì anh chắc chắn sẽ chết, có hiểu không? Vương Nhất gật đầu, anh biết ba của Lý Khinh Hồng cũng là ba vợ anh vẫn luôn tìm kiếm anh trong suốt 5 năm qua. Ông ta muốn có một lời giải thích về cái thai của con gái. Nhưng lúc đó anh đã vào ẩn vu và đã lột xác biến thành một chiến thần trong quân đội, nên căn bản không thể tra ra được tin tức của anh. Nếu anh không xuất hiện thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của chị tôi? Giọng điệu Lý Tuyết Nhi có chút khó nghe, anh và chị tôi sẽ không có kết quả đâu, nghe lời tôi, mau ly hôn đi. Vương Nhất vừa định nói gì đó thì đột nhiên vang lên một tiếng rầm. Cửa bị đẩy ra, Lý Khinh Hồng dẫn Vương Tử Lam vào nhà. Những lời lạnh lùng và mạnh mẽ cũng vang lên theo. Quay về nói với người kia rằng chỉ có gả cho ai cũng không liên quan đến ông ta. Giọng nói lạnh lùng lãnh đạm vang lên khiến Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi giật mình, cô ta vô thức ngẩng đầu lên thì thấy Lý Khinh Hồng lạnh lùng đứng ngoài cửa, bên cạnh là Vương Tử Lam xinh như búp bê. Có lẽ Lý Khinh Hồng nghe được cuộc đối thoại của Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi nên trên mặt bao phủ đầy mây đen, đặc biệt đôi mắt cô bắn ra tia sáng lạnh lẽo khiến người ta chột dạ. Chạm phải ánh mắt cô, Lý Tuyết Nhi vô thức cúi đầu cười khan, chuyển đề tài, chị về rồi sao? À, Tử Lam. Như phát hiện ra một thế giới mới, Lý Tuyết Nhi nhanh chóng chạy tới trước mặt Vương Tử Lam. Cô ta ngồi xổm xuống, nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tử Lam, cười hi hi, dì nhớ cháu quá đi mất, Tử Lam, cháu có nhớ gì không nào? Nhớ ạ. Mặt Vương Tử Lam rất mềm giống hệt viên kẹo dẻo, biến thành nhiều hình dạng khác nhau dưới sự nhào nặn của Lý Tuyết Nhi. Cộng thêm dáng người nhỏ nhắn và đường nét gương mặt tinh xảo, dù không muốn thích cũng khó. Vương Tử Lam thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt trần của Lý Khinh Hồng, không khó để tưởng tượng ra sau khi cô bé lớn lên sẽ xinh đẹp như thế nào. Thấy em gái mình và Vương Tử Lam thân thiết với nhau, vẻ mặt Lý Khinh Hồng mới dịu đi một chút. Đợi Lý Tuyết Nhi chơi đủ rồi, cô mới vỗ nhẹ vào đầu Vương Tử Lam, nói, Tử Lam vào phòng chơi một lát được không nào? Vâng ạ. Vương Tử Lam ngoan ngoãn gật đầu, dùng đôi mắt to đen láy lo lắng nhìn Vương Nhất. Dặn cô, nhưng mẹ phải hứa không được chia tay với ba nhé. Lý Khinh Hồng khẽ run người, sắc mặt Lý Tuyết Nhi cũng trở nên mất tự nhiên, cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Tử Lam đã 5 tuổi nên đã bắt đầu hiểu chuyện rồi, chắc hẳn cô bé đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện của mình với Vương Nhất. Có thể thấy Tử Lam rất thích Vương Nhất, nhưng cô ta lại khuyên Vương Nhất ly hôn với Lý Khinh Hồng, tuy là có thiện ý nhưng không tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Im lặng một lúc.
Lý Khinh Hồng mỉm cười nói, được, mẹ hứa sẽ không chia tay ba đâu. Mẹ thật tốt. Nhận được lời bảo đảm, Vương Tử Lam mỉm cười yên tâm về phòng chơi một mình. Sau khi Vương Tử Lam rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại ba người Vương Nhất, Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi, bầu không khí có chút kỳ quái. Sao em lại đến đây? Lý Khinh Hồng nhìn em gái mình, không mặn không nhạt hỏi, giờ này không phải nên ở trường đại học sao? Trong mắt Lý Tuyết Nhi thoáng qua cảm giác chột dạ, tình cờ bị Vương Nhất nhìn thấy. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ lo lắng, bồn chồn và hối hận, các loại cảm xúc đan xen nhau, Vương Nhất cũng để ý nhiều hơn. Em sao, em thì có thể đến đây làm gì nữa, đương nhiên là đến thăm chị rồi. Vẻ mặt Lý Tuyết Nhi đã khôi phục lại bình thường, mỉm cười rạng rỡ. Khác với vẻ điềm tĩnh của Lý Khinh Hồng, tính cách của cô em vợ này khá cởi mở. Nhưng sao có thể qua mắt được Lý Khinh Hồng? Cô hờ hững nói, mỗi lần em đến đây đều không có chuyện gì tốt, không phải xin tiền chị thì chính là gây họa tìm chị giải quyết dùm. Lý Tuyết Nhi, em đã 22 tuổi rồi, em có thể trưởng thành lên một chút được không? Vương Nhất ngồi ở bên cũng nhìn Lý Tuyết Nhi thêm vài lần, không ngờ cô em vợ này lại là người phiền phức như thế. Lý Tuyết Nhi cũng không giận, ngược lại nắm lấy cánh tay Lý Khinh Hồng, lè lưỡi mỉm cười nịnh nọt nói. Em chỉ có một người chị là chị thôi, không dựa dẫm vào chị thì dựa vào ai đây? Nhưng lần này có trời đất chứng giám, em đến đây không có mục đích gì cả, chỉ đơn thuần là nhớ chị thôi. Lý Tuyết Nhi giơ tay thề thốt, nếu em nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh. Cô ta chưa nói xong từ, chết, thì Lý Khinh Hồng đã bịt miệng cô ta lại, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng mỉm cười, tối nay ở lại đi. Cảm ơn chị. Lý Tuyết Nhi mặt mày hớn hở. Còn không quên nhắc tới Vương Nhất, chị bận rộn cả ngày rồi, mau đi ăn cơm thôi, anh rể làm một bàn đồ ăn rất ngon, may mà em đến sớm, nếu không là mất lộc ăn rồi. Lý Khinh Hồng cũng nhìn thấy một bàn đồ ăn, sau đó có hơi ngạc nhiên nhìn Vương Nhất. Nói sao thì những người đàn ông biết nấu ăn sẽ được thêm điểm. Vương Nhất cũng mỉm cười đáp lại, đồng thời cũng nhìn Lý Tuyết Nhi bằng ánh mắt dễ chịu hơn. Bởi vì có Vương Tử Lam ở đây nên mọi người đều tránh nói về chuyện của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, Vương Nhất cũng ôm Vương Tử Lam cùng ăn tối. Vì có thêm cô em vợ nên bầu không khí trên bàn ăn không im ắng như mọi khi mà có thêm nhiều tiếng cười hơn. Lý Khinh Hồng vẫn không nói chuyện như cũ, phần lớn là Lý Tuyết Nhi hỏi Vương Nhất trả lời, nhưng chủ đề họ nói đều liên quan đến công việc và gia cảnh, rõ ràng là cô ta đang cẩn thận thăm dò anh. Khi biết Vương Nhất không có công ăn việc làm và gia đình chỉ là một gia tộc nhỏ ở Thiên An, ánh mắt Lý Tuyết Nhi lộ rõ vẻ thất vọng. Vương Nhất cũng không quan tâm, cùng lúc đó anh cũng biết một số thông tin về Lý Tuyết Nhi. Cô ta cũng là người Yên Kinh giống Lý Khinh Hồng, cấp 2 và cấp 3 đều học ở Yên Kinh. Do có gia thế hiển hách nên tầm hiểu biết và tầm nhìn của Lý Tuyết Nhi hơn hẳn người khác. Những cô gái cùng tuổi không khỏi hâm mộ cô ta khi thấy cô ta lái chiếc Lamborghini. Nhưng cô ta thì lại không quan tâm đến ánh mắt người đời. Do chị gái học ở Thiên An nên cô ta cũng chọn học đại học ở Thiên An, cô ta là sinh viên năm 2 chuyên ngành y khoa. Nhưng điều khiến Vương Nhất ngạc nhiên là Lý Tuyết Nhi nói Lý Khinh Hồng và người nhà ở Yên Kinh có mối quan hệ không tốt nên cô đã đi du học từ rất sớm. Nhưng xét về cách hai chị em họ nói chuyện với nhau thì có vẻ như mối quan hệ cũng không tệ lắm. Vương Nhất cũng không hỏi nhiều. Nếu Khinh Hồng không muốn kể thì anh cũng sẽ không ép buộc. Chẳng mấy chốc, trời đã về khuya. Căn nhà im ắng, không một tiếng động. Nhưng Vương Nhất đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt sâu không đáy hiện lên một tia sắc bén. Anh nghe thấy tiếng bước chân. Mặc dù chủ nhân của giọng nói đã cẩn thận hạ giọng nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai của Vương Nhất. Anh mở cửa xem thử, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một bóng đen đang từ từ đi lên cầu thang. Bóng đen đi vào phòng Lý Khinh Hồng, người đó thở phào nhẹ nhõm, lúc định mở cửa bước vào thì. Tách! Đèn bỗng nhiên bật sáng. Người đó sợ mất hồn mất vía, muốn hét lên theo bản năng nhưng vội vàng che miệng lại. Cô ta vô thức quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Nhất đang dựa vào thành cầu thang bình tĩnh nhìn mình. Vương Nhất, là anh. Trong chốc lát, sắc mặt Lý Tuyết Nhi bỗng tái nhợt, không dám nhúc nhích. Quả nhiên là cô có chuyện muốn che giấu. Vương Nhất liếc cô một cái, giọng điệu rất lạnh nhạt. Lý Tuyết Nhi vội vàng đi xuống lầu, rồi lại nhìn lên phòng Lý Khinh Hồng, bảo đảm Lý Khinh Hồng không bị đánh thức, sau đó nôn nóng nói, anh rể, tôi cầu xin anh đừng nói cho chị tôi biết,
Tôi, không dám nữa đâu. Vương Nhất không bị lay động, anh nhìn Lý Tuyết Nhi, nửa đêm cô lẻn vào phòng Khinh Hồng là muốn trộm đồ phải không? Tôi, mặt Lý Tuyết Nhi tái nhợt, hơi thở gấp gáp, thân thể khẽ run. Tại sao cô lại làm như vậy? Vương Nhất hạ thấp giọng để không đánh thức Lý Khinh Hồng, nghiêm nghị chất vấn cô ta. Anh không thể hiểu nổi, con nhà giàu như Lý Tuyết Nhi lại không thiếu tiền, tại sao lại làm như vậy? Tôi cũng hết cách mới làm vậy. Dưới sự thúc ép của Vương Nhất, Lý Tuyết Nhi cuối cùng cũng suy sụp. Cô ta ngồi xổm cúi thấp đầu, giọng nói mang theo chút nức nở. Anh rể, tôi gây họa rồi, tôi không cẩn thận hại chết người rồi. Chết người. Nghe thấy câu nói gần như sụp đổ của Lý Tuyết Nhi, Vương Nhất cũng nhíu mày, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc hơn. Xảy ra chuyện gì vậy, nói đàng hoàng cho tôi nghe xem. Thật ra thì trước bữa cơm tối, Vương Nhất đã nhìn ra Lý Tuyết Nhi không như bình thường. Từng có lúc cô ta trông có vẻ mang đầy tâm sự, mặc dù che giấu rất kỹ, nhưng mà vẫn bị Vương Nhất nhìn ra. Quả nhiên là cô ta đến đây là có mục đích. Dường như Lý Tuyết Nhi đã bị đè nén rất lâu, 10 phút trôi qua, cảm xúc của cô ta lâm vào trạng thái không ổn định. Vương Nhất cũng không nóng nảy mà kiên nhẫn đợi đến khi cảm xúc của Lý Tuyết Nhi khôi phục như bình thường thì mới nghiêm túc nói, yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện này cho Khinh Hồng biết đâu, nhưng mà cô phải nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lý Tuyết Nhi lại lắc đầu, anh không giải quyết chuyện này được đâu, có nói với anh cũng vô dụng thôi. Sao cô lại biết tôi không thể giải quyết được? Vương Nhất hỏi ngược lại, tôi biết cô cảm thấy tôi không xứng với Khinh Hồng, nhưng mà cô có nghĩ tới chưa? Ba cô đã tìm tôi 5 năm, nhưng mà không tìm được tôi, một người bình thường có thể biến mất 5 năm được à? Lời nói này khiến Lý Tuyết Nhi ngẩn người, cô ta phút chốc ngừng khóc, cứ ngây ngốc nhìn Vương Nhất. Hình như là lời anh ta nói cũng đúng. Quyền lực của ba mình đã đạt được vị trí cao nhất ở nước Hát, muốn điều tra một người, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay à? Nhưng mà suốt 5 năm trời đều bật vô âm tính, chuyện này có hơi không bình thường. Hơn nữa, Khinh Hồng cũng không phải là kẻ ngốc, nếu như tôi không đáng tin thì tôi đã bị cô ấy đá từ sớm rồi, còn giữ tôi đến bây giờ à? Vương Nhất cười cười rồi tiếp tục nói cho tôi nghe đi, nói không chừng là tôi thật sự có cách đó. Lý Tuyết Nhi im lặng một hồi, cuối cùng đã bị thuyết phục, cố gắng nói đầu đuôi câu chuyện một cách thật ngắn gọn. Vương Nhất nghe xong, mắt nheo lại như có điều suy nghĩ. Chuyện này rất đơn giản. Lý Tuyết Nhi là sinh viên ngành y của trường Đại học Thiên An, đến gần thi cuối kỳ, sinh viên đều đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng mà lần thi cuối cùng lại không giống với những lần thi trên giấy vở, tất cả những sinh viên ngành y đều có nghĩa vụ chữa bệnh cho mọi người trong xã hội, nói về chữa bệnh thì thật ra là khám bệnh, kê đơn thuốc, vài ngày sau sẽ có một buổi kiểm tra, nếu như hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn thì sẽ thông qua cuộc thi, nếu như không hợp tiêu chuẩn thì sẽ không thông qua. Kỳ thi lần này ảnh hưởng đến vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp, Lý Tuyết Nhi cũng phải nghiêm túc thực hành, kết quả lúc chẩn bệnh lại xảy ra vấn đề. Đối tượng chữa bệnh của cô ta là một người già bị cảm lạnh, theo lý mà nói loại bệnh nhẹ như cảm lạnh sẽ được giải quyết rất dễ dàng. Lý Tuyết Nhi kê mấy đơn thuốc đông y, không ngờ là người kia không chỉ không thể khỏi bệnh mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Vài ngày trôi qua, người kia đã thoi thóp, lần này người thân của ông cụ không muốn tiếp tục nữa. Trực tiếp đến viện y khoa làm loạn một trận, nghe nói là còn đánh mấy giáo viên bị thương, chỉ mặt gọi tên đòi Lý Tuyết Nhi bồi thường tiền. Trường học sợ xảy ra chuyện, thế là liền đuổi học Lý Tuyết Nhi. Bọn họ muốn tôi bồi thường 15 tỷ, trong vòng 3 ngày phải gửi vào trong tài khoản ngân hàng của bọn họ, nhưng mà tôi chỉ là sinh viên đại học thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Lý Tuyết Nhi ưu sầu không thôi. Vương Nhất gật gật đầu, đúng là như vậy. Mặc dù gia thế của Lý Tuyết Nhi hiển hách, nhưng mà tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng chỉ có khoảng 600 triệu mà thôi. Số tiền đó đối với người bình thường mà nói là một số tiền cao ngất ngưỡng, nhưng mà đối với Lý Tuyết Nhi mà nói, đó chỉ là tiền tiêu vặt trong vòng một tháng. Cộng với việc bình thường Lý Tuyết Nhi dùng tiền vung tay quá chán đã quen, mỗi tháng cơ bản đều tiêu sạch, cô ta chắc chắn không thể bỏ ra nổi 15 tỷ. Cho nên cô liền muốn đẩy chuyện này lên trên người chị cô. Vương Nhất lườm Lý Tuyết Nhi, lên giọng chất vấn. Lý Tuyết Nhi chột dạ đỏ mặt, nhưng mà vẫn nhỏ giọng lầm bầm, bình thường chị tôi rất thương tôi, còn là một phú bà, đừng nói là tiền tiết kiệm, ngay cả mấy món đồ trang sức mà trước đó chị tôi mua bán ra ít nhất cũng 5-60 tỷ rồi.
đủ rồi. Giọng điệu của Vương Nhất có hơi lớn, Lý Tuyết Nhi lập tức bị dọa run lên một cái, có hơi ấm ức mà cúi đầu. Đau đầu xoa xoa khóe mắt nhức mỏi, Vương Nhất bất đắc dĩ mà nói, tôi sẽ giải quyết chuyện này giúp cho cô, nhưng mà cô phải đồng ý với tôi, từ nay về sau không cho phép làm ra loại chuyện này nữa, càng không thể đến nhà chị gái cô mà trộm đồ, cô làm như vậy là làm tổn thương trái tim chị gái cô, có biết không hả? Lý Tuyết Nhi lại mang theo vẻ mặt không tin, anh ấy hả? Anh giải quyết như thế nào, anh có thể giúp tôi tìm ra 15 tỷ trong vòng 3 ngày. Cô đừng có quan tâm. Vương Nhất lạnh mặt, ngày mai đến Đại học Thiên An với tôi sẽ nói với giáo viên hướng dẫn của cô. Làm hư luôn thì có. Lý Tuyết Nhi bĩu môi, vẻ mặt không vui. À đúng rồi, lúc chữa bệnh cho ông cụ đó, cô kê thuốc đông y gì vậy? Vương Nhất đột nhiên lại hỏi. Đây chính là vấn đề mấu chốt, nếu như phương thuốc mà Lý Tuyết Nhi kê không sai, vậy thì là do vấn đề của thuốc. Lý Tuyết Nhi vội vàng trả lời, 10 gam bạch thược, 10 gam quế, 10 gam phục linh, 6 giờ cuống quýt. Vương Nhất gật đầu, những thứ này đúng là dược liệu đông y dùng để trị bệnh cảm lạnh, mà từ dáng vẻ trả lời nhanh chóng của Lý Tuyết Nhi, có thể nhìn thấy được cô ta đã nhớ kỹ trong lòng. Ở bên phía Lý Tuyết Nhi không có vấn đề, vậy thì vấn đề nằm ở thuốc. Thuốc mà các người dùng để chữa bệnh là do ai cung cấp? Vương Nhất hỏi. Lý Tuyết Nhi suy nghĩ rồi trả lời một cách không chắc chắn, tôi quên rồi, hình như là cái gì đó. Dược phẩm thường kỳ. Dược phẩm thường kỳ. Trong nháy mắt, ánh mắt Vương Nhất lóe lên một tia sáng, lại là dược phẩm thường kỳ. Sao vậy? Lý Tuyết Nhi nhận ra được sự thay đổi trên mặt Vương Nhất, cô ta không khỏi thắc mắc. Không có gì. Vương Nhất lắc đầu, cô đi ngủ nhanh đi. Ngày mai đi đến Đại học Thiên An với tôi. Cô không hề làm sai, không nên bị đuổi học. Lý Tuyết Nhi còn muốn hỏi thêm cho rõ ràng mà Vương Nhất đã về phòng rồi. Lý Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn căn phòng của Lý Khinh Hồng, sắc mặt thay đổi, cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ không có ý tốt mà trở về phòng mình. Sáng ngày hôm sau, Lý Khinh Hồng đưa Vương Tử Lam đến nhà trẻ từ rất sớm. Vương Nhất thấy Lý Tuyết Nhi còn đang ăn cháo, anh thản nhiên nói, đi thôi. Trong sạch quan trọng hơn là cơm. Cùng lúc đó ở tòa nhà Ẩn Long, một người đàn ông trung niên với dáng người cao lớn, mắt hổ mày kiếm, sải bước đi vào phòng làm việc của chủ tịch. Kim Tổng, ông Thường Kỳ của dược phẩm Thường Kỳ đến rồi. Tôn Thanh Cúc cúi người nói, cố gắng hạ thấp mình. So với hai người này, ông ta quả thật nhỏ đến mức không đáng nói tới. Kim Thành Vũ lập tức đứng dậy, khuôn mặt tươi cười chào đón, Thường Tổng xa xôi đến đây. Đúng là quý hóa quá. Nói xong thì liền muốn cho Thường Kỳ một cái ôm nhiệt tình, nhưng lại bị Thường Kỳ từ chối. Kim Thành Vũ, mấy năm không gặp, cậu vẫn giả tạo như thế. Thường Kỳ cười nhạt một tiếng, giảm bớt thời gian nói mấy lời nhàm chán này đi, cậu sẽ phát hiện ra có thể làm rất nhiều chuyện. Thấy vậy, Kim Thành Vũ cũng không tức giận, ngày hôm nay tìm ông đến đây cũng không có việc gì, chính là muốn thông báo cho ông một chuyện. Đã có ai đó bắt đầu điều tra lại sự kiện 316. Tôi biết. Thường Kỳ lạnh nhạt gật đầu, giọng điệu cũng không hề bối rối, là nhà họ Lý có đúng không? Tin tức của Thường Tổng đúng là nhanh nhạy. Kim Thành Vũ cười nói, vậy ý của Thường Tổng là. Chỉ là một nhà họ Lý nhỏ nhoi, dẹp đi là được. Thường Kỳ ngạo nghễ nói, tôi có thể dùng một phương pháp giống nhau để tiêu diệt bọn họ hai lần. Vừa ra khỏi chung cư thì có một chiếc Rolls Royce đen tuyền dừng ở cổng. Lý Tuyết Nhi nhìn thêm mấy lần, nhất là khi nhìn thấy biển số xe 5 số 8, nhịn không được mà cảm thán. Không ngờ ở Thiên An cũng có nhà giàu ẩn danh như thế này. Vương Nhất đứng ở bên cạnh cười hỏi, con xe này đắt tiền lắm à? Đương nhiên rồi. Vừa mới nhắc tới xe thì Lý Tuyết Nhi liền lên tinh thần, nói cực kỳ nghiêm túc, người nào thì đi xe nấy. Người có tiền thì phải chọn những loại xe thể thao như là Lamborghini, Porsche gì đó, trông rất khí phách. Xe Rolls Royce vốn dĩ được lái bởi những người có địa vị cao, mẫu mã không đẹp mắt cho nên rất ít người giàu mua loại xe này, nhưng mà những người lái loại xe này đều là người nổi tiếng, loại máy bay chiến đấu trong vòng Rolls Royce, trên toàn cầu chỉ có 60 chiếc. Là vậy à? Vương Nhất gật đầu mà không đưa ra ý kiến, anh không có nghiên cứu gì về xe cộ. Lý Tuyết Nhi thở dài một hơi, tôi có khá nhiều xe thể thao, nhưng mà so với con xe này thì quả thật toàn là tép siêu. Vậy chờ một lát nữa cô phải trải nghiệm một chút nha. Vương Nhất cười nói,
Hả? Trong lúc Lý Tuyết Nhi đang ngây người, Lãnh Nhan đã bước xuống từ trong xe rồi đi về phía Vương Nhất. Ngày hôm nay Lãnh Nhan đã thay một bộ quần áo khác, không còn mặc bộ đồ da màu đen bó sát người như trước kia mà đã đổi thành một bộ quần áo công sở. Dáng người cao gầy, đường cong đầy đặn, nhìn như thế nào thì vẫn là Lý Tuyết Nhi với gương mặt ngây thơ. Thiếu chủ, mời người. Lãnh Nhan chủ động mở cửa xe cho Vương Nhất. Câu nói này càng làm Lý Tuyết Nhi trợn mắt há hốc mồm, chiếc xe này là của anh. Vương Nhất cười cười, xem là như thế đi. Thật ra thì anh cũng không biết chiếc xe này là từ đâu tới, bắt đầu kể từ khi mình tới Thiên An thì Lãnh Nhan đã lái chiếc xe này đón mình, sau đó cũng không có thay đổi. Đến Đại học Thiên An, Lãnh Nhan đạp mạnh chân ga, xe lập tức khởi động, ổn định lái trên đường đi. Những chiếc xe chạy tới đều vô tình hay cố ý mà nhường đường cho nó, cô em vợ ngồi ở trên xe có vẻ hưng phấn, lúc cô ta lái xe thể thao cũng chưa được trải nghiệm như thế này. Thời gian dần dần trôi qua, Lý Tuyết Nhi đã lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất có nhiều thêm một chút hoài nghi. Ngày hôm qua cô ta còn cảm thấy anh rể của mình chỉ là một người bình thường, nhưng mà bây giờ xem ra hình như anh ta không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Chẳng mấy chốc đã đến Đại học Thiên An. Nhưng chờ đến lúc Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi đi vào đến cửa trường thì lại đông nghịt người, biểu ngữ răng đầy ở khắp mọi nơi. Xung quanh đều là tiếng chửi cha mắng mẹ, bên trong còn có một đám người đang giằng co với giáo viên đại học, trên biểu ngữ thì viết bốn dòng chữ màu đỏ rất to lang băm giết người. Con nhỏ sinh viên kia đâu rồi, kêu nó ra đây. Cô ta kê thuốc gì đây, ba tôi bệnh nặng thì không nói, vậy mà còn lây bệnh cho chúng tôi. Mấy giáo viên khó khăn giải thích. Sinh viên Lý Tuyết Nhi đã bị trường chúng tôi đuổi học rồi, chuyện này không có liên quan gì với chúng tôi. Không liên quan hả? Một người trẻ tuổi cầm đầu gào to nhất, đừng có định trốn tránh trách nhiệm, nếu như ngày hôm nay không giao con nhỏ sinh viên đó ra thì trường đại học các người chờ đợi mà lên trang nhất đi. Tanh tách tanh tách. Xung quanh còn có rất nhiều phóng viên cầm máy chụp ảnh, cục diện hỗn loạn không chịu nổi. Lý Tuyết Nhi hoảng sợ run lên một cái, không dám bước về phía trước. Ánh mắt Vương Nhất lại phát lạnh, liếc mắt liền nhìn thấy tình huống là như thế nào. Y náo. Người nhà bệnh nhân dẫn một đám người đến đây gây chuyện, nói là chữa trị cho bệnh nhân bị tàn phế, yêu cầu bồi thường với cái giá trên trời. Bên cạnh bọn họ còn có một người phụ nữ trung niên đang đứng lau nước mắt, không khó để đoán ra đó chính là người mà bọn họ mời đến khóc thương để tranh thủ sự đồng tình. Suy nghĩ ban đầu của Vương Nhất là trước tiên đến trường học giúp Lý Tuyết Nhi đi học trở lại. Sau đó đến nhà của người bệnh xem xét tình huống, nhưng mà dựa vào tình huống hiện tại, anh cần phải thay đổi chủ ý mới được. Trong đám giáo viên có một người có ánh mắt sắc bén, vừa liếc nhìn liền thấy Lý Tuyết Nhi, hai mắt lập tức sáng lên, tôi tìm được rồi, cô sinh viên mà các người tìm đang ở đây. Vừa mới nói xong, ông ta lập tức đi đến trước mặt Lý Tuyết Nhi, nắm chặt lấy cánh tay của Lý Tuyết Nhi, cũng không quan tâm lực nắm của mình làm cô ta đau mà cứ kéo cô ta đi đến đám đông. Cô ta đang ở đây, các người muốn tìm thì tìm cô ta đi, không có liên quan gì đến trường của chúng tôi hết. Vương Nhất thấy thế, anh nhanh chân dẫn Lãnh Nhan bước theo. Người đàn ông gào to nhất còn dẫn theo người nhà bao vây bọn họ. Lý Tuyết Nhi làm gì từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vừa sợ lại vừa tức, tôi đã nói rồi, tôi sẽ bồi thường cho các người 15 tỷ, các người còn muốn như thế nào nữa. Người đàn ông kia cười lên ha hả, bây giờ không chỉ có 15 tỷ đâu. Lý Tuyết Nhi giật mình chất vấn, có ý gì? 15 tỷ là cái giá để chữa trị cho người ba tàn tật của tôi, nhưng mà mấy ngày trước chúng tôi phát hiện anh chị em của chúng tôi cũng đã bị nhiễm bệnh cảm lạnh rất nghiêm trọng, cái này phải tính sau đây. Người nhà của bệnh nhân đó ác ý nhìn Lý Tuyết Nhi, nói một cách hùng hồn, bây giờ cô phải đưa cho bọn tôi 24 tỷ thì chuyện này mới có thể bỏ qua. 24 tỷ? Lý Tuyết Nhi tức đến nỗi run cả người, sao anh không đi cướp luôn đi? Không đưa hả, không đưa thì gặp nhau ở tòa án vậy. Lúc này, Vương Nhất bước lên một bước che chắn Lý Tuyết Nhi sau lưng mình, anh híp mắt nhìn anh ta, cậu không phải là con trai của bác Trương đó à? Anh là ai? Trương Lượng liếc xéo Vương Nhất, anh ta cũng không nhận ra người này. Tôi là Vương Nhất. Trương Lượng có chút ấn tượng với cái tên này, suy nghĩ một hồi, biểu cảm trở nên quái dị, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cái tên phế vật nhà anh. Vương Nhất không nói gì, chỉ là nhìn anh ta bằng ánh mắt âm trầm. Bác Trương là quản gia của nhà họ Lý,
từ nhỏ đối xử với Vương Nhất giống y như là con ruột, còn từng đến nhà bác Trương ăn vài bữa cơm, cũng có mấy lần gặp Trương Lượng. Đó là chuyện của nhiều năm trước, lúc đầu hoàn cảnh gia đình bác Trương khá giàu có nhưng lại sinh ra một đứa con trai ham mê cờ bạc, hoàn toàn phá hoại cả gia đình. Nhưng mà điều khiến sắc mặt Vương Nhất trở nên âm trầm không phải là cái này. Người nhà bệnh nhân đến gây sự là Trương Lược, vậy thì người xảy ra chuyện là... Bác Trương! Bác Trương bị gì? Vương Nhất lạnh lùng hỏi, có một tia sát khí lướt qua trong mắt anh. Trương Lượng chẳng thèm để ý, người mà anh cần hỏi là cô gái ở bên cạnh anh kìa, ba của tôi là do cô ta chữa cho tàn phế. Không phải tôi. Lý Tuyết Nhi lớn tiếng cãi lại, tôi đã kê thuốc đồng y để trị cảm lạnh. Vậy tại sao ba của tôi lại bệnh nặng liệt giường như thế? Trương Lượng quyết không tha người, đừng có nói nhảm nữa, 24 tỷ, một đồng cũng không thể thiếu. Những người khác cũng đồng loạt mắng chửi. Ba tôi lớn tuổi lại bị cô chữa trị thành tàn phế thì cũng thôi đi, ngay cả tôi cũng bị lây bệnh, nếu như chúng tôi xảy ra chuyện thì cô bồi thường nổi không hả? Đúng rồi đó, cô nhìn nó đi kìa, đều ho thành cái dạng gì rồi. Nói xong, tất cả bọn họ đều chỉ về phía một cậu thanh niên gầy gò ốm như que củi. Thỉnh thoảng còn ho khan mấy tiếng, trông có vẻ bệnh rất nặng. Vương Nhất nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Trương Lượng, lại nhìn người thanh niên gầy như que củi đang không ngừng ho khan, ánh mắt chợt lạnh xuống, anh hỏi, người kia thật sự bị bệnh à? Sắc mặt Trương Lượng liền thay đổi, sau đó lại nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt như là nhìn một kẻ ngốc, anh bị mù hả, không nhìn thấy anh ta đang ho sắp chết rồi à? Vương Nhất không nói chuyện mà bỗng nhiên lại cười lạnh vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nhan. Lãnh Nhan lập tức hiểu ý, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người thanh niên gầy gò kia. Người đang đỡ anh ta liền biến sắc, cô muốn làm cái gì? Nhưng mà Lãnh Nhan chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, liền để anh ta ngậm miệng lại. Không ai dám bước lên ngăn cản, bao gồm cả Trương Lượng cũng bị sát khí dày đặc trên người Lãnh Nhan làm cho cứng người. Nhất là đôi mắt đỏ tươi như máu càng làm cho người khác không rét mà run. Người thanh niên gầy gò sợ hãi nhìn Lãnh Nhan. Run rẩy hỏi, cô muốn làm cái gì? Không quan tâm đến lời của anh ta, Lãnh Nhan xách anh ta giống như là xách một con gà đi đến trước mặt Vương Nhất. Vương Nhất lấy một hộp ngân châm, lấy một cây châm thật dài, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ngân châm phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn cây châm này, không chỉ sắc mặt của người thanh niên gầy gò thay đổi mà Trương Lượng cũng luống cuống theo, anh muốn làm gì? Lý Tuyết Nhi nhìn thấy ngân châm này mà giật nảy cả mình, cô ta chưa từng nhìn thấy một ngân châm nào dài như thế. Khóe miệng Vương Nhất mang theo nụ cười lạnh, không phải là anh ta bị truyền nhiễm bệnh cảm lạnh rất nghiêm trọng hả, tôi chữa trị giúp cho anh ta. Biểu cảm của Trương Lượng lập tức trở nên khó coi, giống như ăn phải đồ thối. Lúc còn trong quân đội, Vương Nhất đi theo Khương Nhã Mi, thủ tịch quân Y Ẩn Vu cũng học được vài thứ, mặc dù chỉ học được qua loa. Nhưng mà những thứ đó còn phải cao cấp hơn nhiều so với đám chuyên gia ở bên ngoài, chỉ cần liếc mắt thì liền nhìn ra người thanh niên kia căn bản không phải bị cảm lạnh, thân thể rất khỏe mạnh, đó cũng là do anh ta giả vờ. Nếu đã như vậy, cái được gọi là y náo cũng không thành lập, chắc chắn là do Trương Lượng lòng tham không đủ muốn lừa thêm một ít tiền. Còn về phần bác Trương như thế nào, anh ta căn bản không quan tâm, anh ta chỉ ham mê cờ bạc, còn bởi vì đánh bạc mà cãi nhau với bác Trương nhiều lần. Trong lòng rất ghét bác Trương, ước gì bác Trương chết sớm một chút, anh ta cũng có thể chia tài sản. Lúc đầu, Vương Nhất còn muốn nể mặt bác Trương mà không khiến cho Trương Lượng quá xấu hổ, xem ra là bây giờ chỉ là do mình suy nghĩ dư thừa. Anh buông cậu ta ra. Trương Lượng cùng với một vài người khí thế xung phong chạy đến vây quanh, anh ta đã yếu lắm rồi, sao có thể bị hành hạ như vậy chứ? Với lại anh có biết gì về y thuật không, có giấy phép hành nghề không hả? Vương Nhất nhìn anh ta một cái, cười nói, cậu sợ à? Nói chuyện cười, tôi biết sợ ư. Trương Lượng lập tức giống như nghe thấy một câu chuyện cười, giễu cợt nói, tôi là sợ anh làm chuyện điên rồ, rõ ràng không biết trị bệnh mà nhất định phải ra vẻ ta đây, nếu như xảy ra chuyện thì anh có bồi thường nổi không? Lúc này, Lý Tuyết Nhi cũng lo lắng lôi kéo ống tay áo Vương Nhất, anh rể, không phải là anh nói anh có biện pháp tìm ra 15 tỷ kia à? Sao mà tiền không thấy đâu mà còn thêm dầu vào lửa vậy? Giải quyết vấn đề mà tôi nói chính là phải biết rõ ai muốn hại cô, mà không phải là ngu ngơ đưa tiền theo ý bọn họ. Vương Nhất bình thản nói, hay là nói, cô đồng ý bị người khác lừa gạt như thế?
Em. Lý Tuyết Nhi nghẹn ngào, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đương nhiên cô ta không muốn bị lừa tiền, nhưng mà là do tình thế ép buộc con người. Yên tâm đi, tôi sẽ không khiến cô phải thất vọng đâu. Vương Nhất nhìn Lý Tuyết Nhi, trầm giọng nói. Nhìn ánh mắt kiên định của Vương Nhất, trong lúc nhất thời Lý Tuyết Nhi cũng không biết phải nói gì thêm. Vương Nhất lại nhìn Trương Lượng, cười ha hả, có bồi thường nổi hay không là chuyện của tôi, cậu chỉ cần đừng làm chuyện ảnh hưởng tới tôi là được rồi. Nói xong, anh nhẹ nhàng búng ngón tay. Xoẹt! Cây kim nhỏ mảnh mai đâm xuyên qua người thanh niên gầy. Người thanh niên bị dọa, sắc mặt lập tức trắng bệt, ra sức vùng vẫy nhưng lại bị Lãnh Nhan nắm chặt. Phập phập! Cây kim đâm vào người của người thanh niên, anh ta đau đến nỗi liên tục kêu rên, a, à, đau, đau chết mất. Nhìn cảnh tượng này, Trương Lượng thật sự sợ hãi, anh dám. Lúc đang nói chuyện, anh ta đã bước lên giật lấy ngân châm trong tay Vương Nhất. Bịch! Nhưng mà còn chưa đụng vào một sợi tóc của Vương Nhất thì Trương Lượng đã bị một cước đá bay. Dầm! Bên cạnh đúng lúc có một cái thùng rác, đầu Trương Lượng chúi vào đống rác. Chỉ còn có hai cái chân quơ lung tung giống như con ếch. Thiếu chủ đang làm việc, người không có phận sự không được đến gần. Ánh mắt Lãnh Nhan tràn ngập sát khí quét nhìn tất cả mọi người một lượt, giọng nói rét lạnh giống như cơn gió đến từ một lớp băng dày. Đám người giật mình, đồng loạt lui về phía sau, Lý Tuyết Nhi cũng hoảng sợ khiếp vía mà nhìn Lãnh Nhan, trong lòng thầm nghĩ cái chị gái này trông có vẻ trầm mặc ít nói, sao lại ra tay hung ác như thế. Cô chờ đó cho tôi. Người nhà bệnh nhân nhìn Lãnh Nhan với vẻ mặt phẫn nộ, nhưng cô ta vừa mới liếc nhìn thì bọn họ lập tức bị dọa phải lui chân, khí thế của một nhóm người còn không bằng một mình Lãnh Nhan. Trương Lượng không sao đó chứ. Bọn họ đi đến bên cạnh thùng rác, một người nắm lấy một chân của Trương Lượng kéo anh ta từ trong thùng rác ra ngoài. Trên đầu Trương Lượng còn dính vỏ chuối phát ra mùi hôi thối, trên mặt còn có một đám ruồi nhặng bay bay, nhóm người vô thức lùi lại phía sau, tay che kín mũi. Vương Nhất, mày hay lắm, dám cho người của mày làm nhục tao, bọn mày xong rồi. Trương Lượng gạt phần vỏ chuối hôi thối trên đầu mình, tức giận phóng về phía Vương Nhất. Nhưng mà Vương Nhất căn bản ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Trương Lượng một cái nào, chỉ là ánh mắt nghiêm túc nhìn người thanh niên gầy gò, tôi cho cậu một phút, phải nói sự thật với tất cả mọi người, nếu không thì... Soạt! Vương Nhất lại rút thêm một cây ngân châm, giọng nói bình thản, đã từng nghe qua châm phạt chưa? Hai mắt người thanh niên gầy gò mông lung, ngược lại là Lý Tuyết Nhi đứng sau lưng không khỏi phát lạnh. Cô ta học y, đương nhiên biết châm phạt là cái gì. Châm cũng là một loại biện pháp, nhưng mà so với việc gọi nó là châm liệu, chẳng bằng gọi nó là cực hình. 720 huyệt vị ở trên người đều bị ngân châm đâm vào, những ngân châm này sẽ loại trừ các loại bệnh nhẹ trong cơ thể của bệnh nhân, nhưng mà bệnh nhân cũng sẽ cảm nhận một loại cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm. Bởi vì quá tàn khốc, cho nên từ đó đông y mới bị cấm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Lý Tuyết Nhi nhìn bóng lưng Vương Nhất trở nên hoảng hốt, chẳng lẽ là anh ta biết. Người sử dụng châm phạt cần có yêu cầu kỹ thuật rất cao, không chỉ tinh thông huyệt vị toàn thân mà còn phải hạ châm đủ nhanh, hung ác, chuẩn xác, không có nhiều người biết đến nó. Người không biết thì không sợ, người thanh niên này vừa nhìn thoáng qua cây ngân châm mảnh mai, trong lòng hạ quyết tâm không phải chỉ là châm thôi sao. Có cái gì để sợ chứ? Anh ta cắn răng, tằng hắng một tiếng, khụ khụ. Tôi không biết anh đang nói cái gì. À, còn chưa dứt lời thì anh ta đã thảm thiết kêu lên một tiếng, ngân châm ở trong tay Vương Nhất đã đâm vào người anh ta. Ngay lập tức, mồ hôi anh ta chảy như suối, trong chớp mắt này anh ta cảm thấy thân thể mình như bị một thanh kiếm bén nhọn đâm xuyên qua. Cậu còn 30 giây. Vương Nhất lại không nhanh không chậm rút ra một cây ngân châm. Hờ hững nói. Người thanh niên gầy gò cắn chặt răng, mồ hôi đã thấm ướt quần áo, anh ta nhìn giống như là mới vừa được vớt lên từ dưới sông. Nhưng mà anh ta vẫn mạnh miệng, giết người, đây là đang giết người. Khụ khụ, mau báo cảnh sát đi. Ánh mắt Vương Nhất trở lên lạnh lẽo, cong ngón tay một phát liền búng ra. Soạt, ngâm châm mang theo tiếng xé gió lại cắm vào cơ thể anh ta. A. À. Người thanh niên gầy gò phát ra một tiếng hét như tiếng heo kêu. Lần này, trạng thái tinh thần của anh ta rốt cuộc cũng đã hỏng mất, lớn tiếng khóc. Vừa khóc vừa mắng chửi, Trương Lượng mẹ nó chứ, mày dám chơi ông đây, ông mày không làm nữa. Tôi căn bản không bị cảm lạnh,
tất cả đều là do cái tên này kêu tôi giả vờ. Anh ta vừa khóc bù lu bù loa vừa mắng chửi, anh ta đưa cho tôi một khoản tiền, kêu tôi giả vờ làm bệnh nhân bị cảm nặng, nói là sẽ có một cô gái nhiều tiền ngu ngốc đưa cho anh ta 10 mấy tỷ, đến lúc đó chúng tôi chia đều. Mọi người đều hoàn toàn choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Trương Lượng. Lý Tuyết Nhi tức giận đến nỗi toàn thân phát run, hóa ra từ đầu đến cuối chính là một kế hoạch nhằm vào cô ta. Sắc mặt của Trương Lượng lúc đỏ lúc trắng, vô cùng khó coi. Vương Nhất lại thỏa mãn nở nụ cười, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đó, có thật không? Nhưng mà tôi lại có thể nhìn ra cậu bị bệnh không nhẹ nha. Người thanh niên gầy gò nghe xong liền bị dọa mất hồn mất vía, đại ca à, anh tha cho tôi đi, tôi thật sự không bị bệnh mà. Nói xong còn dùng lực nhảy vài cái, nói chuyện cũng không còn tiếng ho khan, mọi người nhìn đi, nào có người bị bệnh cảm nặng mà có thể tràn đầy sức sống như thế. Không có người nào nói chuyện, bầu không khí tràn ngập sự xấu hổ. Chạy mau! Đột nhiên, Trương Lượng lại hét lớn một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Những người khác thấy vậy thì cũng nhanh chóng co chân chạy theo. Đứng lại! Lý Tuyết Nhi thấy vậy liền muốn đuổi theo. Lại bị Vương Nhất ngăn cản, không cần phải đuổi theo đâu, đây đều là bọn tôm tép nhảy nhép. Anh có ý gì, chẳng lẽ phía sau còn có người? Lý Tuyết Nhi mở to mắt nhìn. Vương Nhất không nói gì, chỉ cười lạnh vài tiếng. Nếu như anh đoán không sai, chắc chắn chuyện này có liên quan đến dược phẩm thường kỳ. Còn đang lo lắng sự kiện 316 không có bước đột phá, đúng là không tốn chút sức nào mà. Trương Lượng chạy mất, cuộc nổi loạn cũng tản đi, ở cổng viện khoa y chỉ có mấy giáo viên đứng đó với vẻ mặt xấu hổ. Ở trường học xảy ra chuyện lớn như thế, chắc chắn là bọn họ đối xử với người nhà của bệnh nhân giống như là cúng bái tổ tông. Không ngờ là lại bị lừa gạt. Nếu như nói Trương Lượng là hung thủ, vậy thì chẳng phải bọn họ là đồng lõa nối giáo cho giặc à? Cái kia, anh đây là người nhà của bạn học Lý Tuyết Nhi. Có một giáo viên kiên trì bước tới. Tôi là anh rể của nó. Vương Nhất điềm nhiên nói, nghe nói bởi vì chuyện này mà Tuyết Nhi bị đuổi học. Câu nói này khiến cho trong lòng bọn họ đều trầm xuống, quả nhiên là đến đây để hỏi tội. Ông Dương! Ông là người gây ra chuyện, ông đến giải quyết đi. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía một người đàn ông bụng bia. Người đàn ông bụng to ấy đành phải kiên trì nói, chúng tôi không có cách nào khác, tầm ảnh hưởng của chuyện này quá nghiêm trọng, nếu như không xử lý một cách nghiêm khắc thì Đại học Thiên An sẽ phải đóng cửa. Tôi chỉ hỏi một câu, đơn thuốc mà em gái tôi kê cho bệnh nhân có vấn đề. Vương Nhất bình tĩnh hỏi. Chuyện này, Dương Siêu bất đắc dĩ, không có vấn đề. Vậy tại sao nó lại bị đuổi học? Giọng nói của Vương Nhất dần dần lạnh đi, vì bo bo giữ mình, cho nên bán học sinh mình đi, coi như là con dê thế tội. Các người có tư cách gì mà làm nhà giáo chứ? Anh thét lớn một tiếng, dọa một đám giáo viên Dương Siêu không dám thở mạnh. Trên mặt Lý Tuyết Nhi mang đầy biểu cảm phức tạp mà nhìn giáo viên của cô ta, trong lòng vô cùng thất vọng. Tôi muốn gặp hiệu trưởng của các người. Sắc mặt Dương Siêu liền thay đổi. Bây giờ hiệu trưởng đang họp, không thể đi vào được. Cút ngay. Lãnh Nhan lạnh lùng nhìn ông ta, ngay lập tức không có ai dám ngăn cản nữa. Trong lòng cô ta, những người này đã bị tuyên án tử hình, bộ giáo dục có chuyện hay để xem rồi. Lý Tuyết Nhi thành thành thật thật đi theo sau lưng Vương Nhất, ánh mắt vô cùng bàng hoàng. Cô ta với người anh rể này chỉ mới quen biết nhau có vài ngày, nhưng mà cô ta lại có thể tìm được một loại cảm giác an toàn từ trên người của anh. Cô ta biết là loại cảm giác an toàn này cô ta chỉ tìm thấy ở trên người ba và chị gái. Dầm. Vương Nhất đá văng cửa phòng hiệu trưởng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên ở trong phòng làm việc, ông chính là Tô Hiệu, hiệu trưởng Tô. Tô Hiệu mang cặp kính mắt trông có vẻ rất trầm ổn, hàng lông mày khẽ nhíu lại, cậu là. Sau đó, Dương Siêu liền thở hồng hộc chạy vào, hiệu trưởng Tô thật sự xin lỗi, chúng tôi không thể ngăn cản. Tô Hiệu nhìn ông ta. Thờ ơ gật đầu, thầy đi xuống trước đi. Dương Siêu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng dưới ánh mắt áp lực của Tô Hiệu, ông ta vẫn xám xịt lui ra ngoài. Tôi tên là Vương Nhất. Vương Nhất đi đến gần Tô Hiệu lạnh lùng hỏi, nghe nói ông tuyên bố đuổi học em ấy. Tôi còn tưởng rằng các người đến đây để làm gì, hóa ra là vì chuyện của cô sinh viên này mà đến. Tô Hiệu cười cười, vững vàng như núi Thái Sơn, tôi làm như vậy có gì sai.
cô sinh viên này học hành không đến nơi đến chốn, chữa bệnh cho người khác bị tàn phế, tôi đuổi cô ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nếu không thì làm sao có thể làm dịu sự phẫn nộ của người nhà bệnh nhân. Ông ta ăn nói rất hiên ngang, dường như những chuyện mà ông ta làm là đúng, càng khiến cho ánh mắt Phương Nhất lạnh thêm mấy phần, theo như tôi được biết phương thuốc mà em ấy kê không có gì là sai. Nhưng mà thật sự là do cô ta khiến bệnh tình của bệnh nhân trở nên nghiêm trọng hơn. Tô Hiệu đanh mặt nói, đây là sự thật không có cách nào xóa bỏ. Sắc mặt Phương Nhất liền tối xuống, đối phương căn bản không có ý muốn biện luận với mình, chỉ đang cố gắng níu lấy vấn đề này không thả. Đúng là như thế, Lý Tuyết Nhi khiến cho bệnh tình của bệnh nhân trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện này thật sự không thể chối cãi. Nếu như các người muốn để sinh viên Lý Tuyết Nhi đi học trở lại, vậy thì nhất định phải tìm ra chứng cứ chứng minh sinh viên vô tội, nếu không thì tất cả chỉ là lời nói suông. Tô Hiệu bình thản nói, còn có chuyện nào khác không? Chỉ cần tôi có thể vạch trần sự thật là được rồi có đúng không? Sắc mặt Phương Nhất trở nên bình tĩnh. Đương nhiên. Tô Hiệu cười nói, nếu như chúng tôi làm sai thì đương nhiên chúng tôi sẽ xin lỗi cô sinh viên này. Chỉ sợ là cái ghế dưới mông ông ấy, ngồi không lâu đâu. Nói xong, Phương Nhất liền dẫn Lý Tuyết Nhi rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn thoáng qua vẻ mặt âm trầm của Phương Nhất, Lý Tuyết Nhi nhìn không được mà lên tiếng, anh rể, không sao đâu, em không học Đại học Thiên An thì có thể học đại học ở trường khác được mà, nếu như không được nữa thì em sẽ rời khỏi Yên Kinh. Cô cho rằng chuyện này chỉ là chuyển trường đơn giản như vậy à? Phương Nhất bình tĩnh nói, vết sơ này sẽ được ghi vào hồ sơ của cô, đi theo cô cả đời. Cái gì? Lý Tuyết Nhi bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Yên tâm đi, đây không phải là chuyện của cô, bây giờ đã đổi thành chuyện của tôi rồi. Biểu cảm của Vương Nhất đã hòa hoãn đôi phần, anh cười cười với Lý Tuyết Nhi, bác Trương có ơn với tôi sẽ tìm hiểu rõ chuyện này, trả lại cho cô sự công bằng. Lý Tuyết Nhi cắn chặt môi, im lặng thật lâu rồi bỗng nhiên nói xin lỗi với Vương Nhất, anh rể, em xin lỗi. Nói xin lỗi cái gì chứ? Vương Nhất sửng sốt. Đều là do em mới làm liên lụy đến anh. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Lý Tuyết Nhi đầy vẻ tự trách. Không có trách cô. Vương Nhất mỉm cười vỗ vỗ bả vai Lý Tuyết Nhi. Cô đi về trước đi, chuyện còn lại cứ để tôi điều tra. Nào ngờ Lý Tuyết Nhi lại nghiến chặt răng, sâu trong đôi mắt là một sự quật cường. Chuyện là do em đã gây ra thì em phải giải quyết. Vương Nhất kinh ngạc nhìn cô em vợ vài lần, sau đó mới bật cười. Được rồi, vậy thì đi theo tôi. Được. Vẻ uể oải của cô em vợ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại tính tình trẻ trung hoạt bát, anh rể, bây giờ em đã thay đổi cái nhìn với anh rồi. Có lẽ chị gái em lựa chọn anh là chính xác. Vương Nhất cười mà không nói gì. Lý Tuyết Nhi vỗ ngực, Trưởng Nghĩa nói, anh rể yên tâm đi, anh giúp em nhiều như thế, em cũng không thể khiến anh thất vọng được. Nếu như ba em có hỏi tới thì em sẽ đứng về phía anh, nói mấy lời có ích cho anh. Vậy thì cảm ơn cô. Vương Nhất sở khóc sở cười. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Vương Nhất cười nhạt một tiếng, nói ra ba chữ. Nhà bác Trương. Cùng lúc đó, có một chiếc Buick đang phóng nhanh trên đường, vượt qua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác. Có thể nhìn ra được tâm trạng của người lái xe không tốt cho lắm. Vương Nhất, Vương Nhất. Trương Lượng điều khiển xe với tốc độ cao, vừa hung hăng kêu tên Vương Nhất, sắc mặt dữ tợn. Chuyện này chả có gì liên quan tới mày mà mày cứ nhất định phải phá chuyện tốt của tao, lần này bảo tao phải ăn nói thế nào với cậu Thường đây. Reng reng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Nhìn màn hình điện thoại, biểu cảm của Trương Lượng liền thay đổi, khóe mắt co giật liên hồi. Nhắc Tào Tháo đến liền. Tôi nghe đây cậu Thường, sao cậu lại nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho tôi vậy? Vừa mới nhận điện thoại. Trương Lượng lập tức giống như thay đổi một khuôn mặt mới, mỉm cười rạng rỡ. Bớt nói nhảm đi, chuyện của cái cô Lý Tuyết Nhi đó có động tĩnh gì chưa? Trong điện thoại truyền đến giọng nói lớn tiếng của người đàn ông. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Trương Lượng trở nên vô cùng khó coi, không biết phải ăn nói với cậu Thường như thế nào. Chuyện là, cậu Thường à, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Cái gì? Giọng nói của cậu Thường trong điện thoại lập tức tăng cao mấy phần, họ Trương kia, tôi kêu cậu làm việc là yêu ái cậu, nếu như cậu phá hỏng chuyện của tôi thì xem tôi có vặn cái đầu của cậu ra không. Vâng vâng vâng, Trương Lượng lập tức đáp lời.
giọng điệu của cậu thường không mấy tốt lành, nói đi, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trương Lượng chỉ có thể thuật lại chuyện vừa mới xảy ra. Anh ta đã cố gắng đặt mình vào vị trí người bị hại, nhưng mà vẫn hứng chịu một trận mắng chửi. Trương Lượng, tôi nói chứ không phải là đầu óc cậu có vấn đề à? 15 tỷ còn chưa đủ để cậu ăn hả, cứ nhất định phải đi gây chuyện như thế. Bây giờ thì hay rồi, phá hỏng hết rồi đúng không? Cậu thường mắng ầm cả lên, từ giọng điệu cũng có thể thấy được hiển nhiên là anh ta không hề hài lòng đối với vụ việc náo loạn lần này. Là do Trương Lượng lòng tham trỗi dậy, tự mình đi gây chuyện. Trương Lượng, cậu nghe rõ cho ông đây, tôi đã để mắt tới con nhỏ Lý Tuyết Nhi đó từ lâu rồi, vẫn không thể có được cô ta, trông cậy vào lần này để cô ta lâm vào đường cùng mà đến nhờ vả tôi. Cậu thì hay lắm rồi, chuyện ngoài ý muốn hả? Trương Lượng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cậu thường mắng một hồi lâu, rốt cục cơn giận cũng đã tiêu tan được một chút. Nhưng mà vẫn may, cũng không phải là quá lộn xộn. Cậu thường trầm giọng nói, ngày hôm nay là thời gian giao tiền có đúng không, cậu cứ khăng khăng kêu cô ta bồi thường 15 tỷ tiền thuốc men, nếu như cô ta không tìm đủ số tiền đó, hừ hừ, vậy thì dùng thân thể đền tội đi, trói cô ta đưa đến chỗ tôi. Vâng cậu thường, lần này tôi nhất định có thể làm tốt, sẽ không khiến anh thất vọng. Được rồi, đi đi. Vương Nhất dẫn Lãnh Nhan và Lý Tuyết Nhi đến một khu bình dân gọi là Trương Thị, nơi này chính là nhà của bác Trương. Trên đường đi, cô em vợ xung phong mua một bó hoa và một giỏ trái cây lớn, ba người rẽ vào một cái ngõ sâu, đi đến một căn nhà gỗ. Cốc cốc cốc. Vương Nhất gõ cửa nhà bác Trương, là cháu đây, Nhất. Rất nhanh, có một cô gái trạc tuổi Lý Tuyết Nhi cẩn thận mở cửa ra thành một khe hở nhỏ, rụt rè hỏi, các người là ai? Em là Tô Thắm, giọng nói của Vương Nhất mang theo chút mừng rỡ. Nhìn thấy người trẻ tuổi trước mặt lại biết tên mình. Tô Thắm không khỏi bất ngờ. Là anh Vương Nhất đây, trước kia có đến nhà em ăn cơm đó. Tô Thắm cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó kinh ngạc kêu lên một tiếng, anh là anh Vương Nhất hả? Vương Nhất mỉm cười gật đầu. Tô Thắm là con gái nuôi của bác Trương, hoàn toàn khác biệt với Trương Lượng, cô ta ngoan ngoãn nghe lời, học hành rất giỏi. Hai người là bạn của anh Vương Nhất đúng không, mau vào nhà đi. Tô Thắm nhiệt tình mời bọn người Vương Nhất vào nhà. Sau đó liền chạy vào bên trong, vui vẻ nói, ba ơi, có anh Vương Nhất đến thăm. Vương Nhất đánh giá cách trang trí trong căn nhà, diện tích rất nhỏ, chỉ có hai phòng. Một phòng là phòng ngủ, một phòng khác là phòng khách ăn cơm, phòng bếp cũng ở bên trong, trông vô cùng chật hẹp. Lúc này, Tô Thắm bưng ba ly trà ra, có chút áy náy, nhà chật hẹp, mong anh bỏ qua cho. Không sao đâu. Vương Nhất cười nói. Sau đó giống như nhớ là cái gì đó, anh hỏi, Thắm, anh nhớ là trước kia mọi người sống ở trung tâm thành phố mà, sao lại dọn đến đây vậy? Hai, đừng có nói nữa. Chắc đến chuyện này, vẻ mặt của Tô Thắm liền trở nên ảm đạm, anh Trương Lượng mê cờ bạc nợ nần chồng chất, vì để trả nợ nên bọn em chỉ có thể bán căn nhà ở trung tâm thành phố. Là vậy à? Biểu cảm của Vương Nhất không có thay đổi, nhưng chỉ có Lãnh Nhan nhìn ra được trong mắt anh lóe lên thần sắc lạnh lẽo. Vậy Trương Lượng đâu rồi? Anh ấy chê nhà cửa nghèo nàn, ngoại trừ mấy ngày nay ba bị bệnh nặng có trở về nhà mấy chuyến thì thời gian khác đều ở bên ngoài, bây giờ chỉ có em chăm sóc cho ba thôi. Vương Nhất có hơi thay đổi sắc mặt, nhưng mà anh nhớ là em còn đang học đại học mà. Vốn dĩ hai mắt Tô Thắm còn đang phát sáng, phút chốc liền trở nên ảm đạm, nhưng mà vẫn miễn cưỡng cười nói, em thôi học rồi. Lời này vừa mới nói ra. Không chỉ có sắc mặt của Vương Nhất thay đổi mà ngay cả Lý Tuyết Nhi cũng có chút không đành lòng. Đối với Tô Thắm mà nói, tước đoạt quyền lợi học đại học của cô ta là thật sự quá mức tàn nhẫn. Vương Nhất quay đầu nhìn Lãnh Nhan nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu sẽ chuẩn bị tất cả thật thỏa đáng. Không nói chuyện này nữa, để em đi gọi ba. Tô Thắm cười cười, chuẩn bị đứng dậy. Vương Nhất liền ngăn cản, không cần đâu, bác Trương bị cảm lạnh nghiêm trọng không nên bước xuống giường. Tô Thắm giật mình nhìn Vương Nhất, sao anh lại biết? Bọn anh đến đây là vì chuyện này. Biểu cảm Vương Nhất trở nên nghiêm túc, anh nói, bên cạnh đó, còn có một chuyện mà em có tư cách được biết. Cô Lý này đây chính là người kê thuốc cho bác Trương. Cái gì? Tô Thắm lập tức trố mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Nhi. Nhưng mà anh có thể lấy danh dự của mình ra để đảm bảo cô ấy bị oan. Vương Nhất còn nói thêm,
phương thuốc đông y mà cô ấy kê cho bác Trương hoàn toàn chính xác, vấn đề là nằm ở dược liệu. Tô Thắm nghe vậy thì cũng tỉnh táo lại. Cô ta không phải là kẻ ngốc, cũng đã nhìn thoáng qua phương thuốc đó, đúng là thuốc để trị bệnh cảm lạnh. Nhưng mà có làm như thế nào cô ta cũng không hiểu ba đã uống thuốc đông y chữa bệnh cảm lạnh, tại sao bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng vậy chứ? Rất đơn giản, có người đang giở trò quỷ. Vương Nhất cười lạnh nói, mà còn có thể là người trong nhà. Không phải đó chứ. Tô Thắm khó mà chấp nhận sự thật như vậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vương Nhất không nói gì, nếu như không có chuyện Trương Lượng đến bệnh viện làm ầm ĩ, anh cũng sẽ không nghĩ tới mức độ này. Nhưng mà Trương Lượng lại đi gây chuyện, rõ ràng là đi đòi tiền, ngược lại đã giúp anh tìm được một bước đột phá mới. Đây chính là một vòng xoáy vô cùng lớn, Trương Lượng chỉ là một con rối ở phía sau, càng có một âm mưu lớn hơn nữa. Thậm chí là ngay cả nhân viên nhà trường cũng là một trong số những người đã tham dự. Dù sao đi nữa thì trước tiên vẫn nên cứu bác Trương tỉnh lại cái đã rồi hẳn nói. Vương Nhất nghiêm túc nói. Tô Thắm lắc đầu, sắc mặt ảm đạm, không được đâu, bác sĩ đã nói cảm lạnh ăn vào phổi, cần phải nằm viện trong thời gian dài, nhà bọn em không trả nổi tiền thuốc men. Vương Nhất lại cười nói, không thử thì làm sao biết được chứ, đúng lúc anh cũng biết chút y thuật. Tô Thắm cắn chặt môi, có chút do dự. Nhưng mà thấy ánh mắt chân thành tha thiết của Vương Nhất, cô ta vẫn cắn răng đồng ý, vậy được rồi. Cô ta dẫn Vương Nhất đi vào trong phòng ngủ, bên trong có một cái giường làm ấm, trên giường có một ông cụ yếu ớt đang nằm đó, người đó chính là bác Trương. Nhất đến rồi à? Bác Trương đang muốn ngồi dậy, nhưng mà trên người lại không có chút sức lực. Vương Nhất hoảng sợ vội vàng nói, bác Trương, bác cứ nằm đi, đừng có cử động. Người già rồi, không làm gì nổi. Bác Trương ho khan vài tiếng, nụ cười có chút bất đắc dĩ, trước kia còn muốn nhìn cháu kết hôn, còn muốn ôm con của cháu, xem ra là bây giờ bác không thể nhìn thấy được rồi. Nhìn thấy chứ? Biểu cảm của Vương Nhất rất kiên định, anh nhìn bác Trương rồi nói, cháu đã kết hôn rồi, cũng có một cô con gái rất đáng yêu, sau này cháu sẽ dẫn vợ và con đến gặp bác, bây giờ để cháu chữa bệnh cho bác cái đã. Được. Trên mặt bác Trương mang theo nụ cười phức tạp, ông ta không hề kháng cự chút nào, nhưng chỉ có Vương Nhất biết rằng bác Trương đã chấp nhận số phận. Bác Trương, cháu sẽ không để bác chết đâu. Vương Nhất chạm tay vào cổ tay của bác Trương, cẩn thận cảm nhận. Ba em thế nào rồi? Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi vô cùng khẩn trương. Vương Nhất lắc đầu, mạch đập yếu ớt, tà thịnh vượng ngoại, nhịp tim không đủ, thể trạng bất ổn, giống y như là bệnh viện đã chẩn đoán. Cảm lạnh vào phổi, trong nóng ngoài lạnh. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi trở nên tái nhợt. Nhưng mà còn có thể cứu. Vương Nhất nghiêm túc nói, anh cần có người hỗ trợ. Để em. Lý Tuyết Nhi xung phong nhận việc, biểu cảm nghiêm túc, em phải làm thế nào? Đỡ bác Trương dậy giúp tôi phải thanh trừ nội hỏa rồi lại dùng ngân châm trừ khử phong hàn. Lý Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Sau đó cẩn thận đỡ bác Trương ngồi dậy, để ông ta ngồi thẳng người. Reng reng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lý Tuyết Nhi lại vang lên, là một số điện thoại lạ. Cô ta nhíu mày, trong lúc mấu chốt mà ai lại gọi điện thoại cho cô ta vậy chứ? Nhưng mà cô ta vẫn nhấn nghe, alo, cho hỏi ai vậy? Em gái, nhanh như vậy đã không nghe ra giọng nói của anh rồi à? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông. Sắc mặt của Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm liền thay đổi, lại là Trương Lượng. Cái thằng thối tha này. Bác Trương tức đến xanh cả mặt, Vương Nhất lại ra dấu kêu ông ta và Tô Thắm im lặng, tạm thời không thể để Trương Lượng biết bọn họ đang ở nhà của bác Trương. Sao anh lại biết số điện thoại của tôi? Lý Tuyết Nhi tức giận hỏi lại. Cô đừng có quan tâm chuyện này. Trương Lượng chậm rãi nói, tôi gọi tới hỏi một chút, số tiền 15 tỷ bồi thường, cô đã chuẩn bị đến đâu rồi? 15 tỷ cái gì chứ? Tô Thắm mở mịt. Nhìn biểu cảm hoàn toàn không biết gì của Tô Thắm, Vương Nhất lại càng thêm chắc chắn phía sau có một tổ chức có một âm mưu to lớn. Trương Lượng tiếp tục hung hăng uy hiếp, chuyện lúc trước coi như tôi nhận thua, nhưng mà chuyện cô chữa bệnh cho ba tôi bị tàn phế thì là chuyện chắc chắn, nếu như còn không bỏ ra 15 tỷ bồi thường thì cô đợi mà ngồi tù đi. Nghe thấy lời nói của Trương Lượng, sắc mặt Tô Thắm trở nên tái nhợt. Cô ta giải thích với Vương Nhất, anh Vương Nhất, bọn em không hề biết chuyện này,
em và ba trong sạch, cho dù ba có bị bệnh thì cũng sẽ không làm ra loại chuyện tống tiền người khác như vậy. Vương Nhất thở dài, anh nói, anh biết là hai người sẽ không làm, nhưng mà không có nghĩa là cái thằng con bất hiếu chỉ biết cờ bạc không làm chuyện đó. Dừng một chút, anh nhìn Lý Tuyết Nhi, ra hiệu cho cô ta trước tiên cứ thuận theo ý của anh ta mà nói. Lý Tuyết Nhi dựa theo ý của Vương Nhất, tôi đã chuẩn bị xong 15 tỷ rồi, anh muốn như thế nào? Trương Lượng ở bên kia tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ là con nhóc này lại có thể chuẩn bị đủ tiền, sau đó anh ta lại bật ra vài tiếng cười nham hiểm, chuẩn bị xong là được rồi, 15 tỷ này cô cứ đổi thành tiền mặt, 5 giờ chiều nay chúng ta gặp nhau ở công viên Trung Sơn. Chỉ cho phép một mình cô đến, nếu như để tôi biết cô dẫn theo người, vậy thì đừng có trách tôi khiến cho cả thành phố biết chuyện này. Sau khi Trương Lượng cúp điện thoại, Tô Thắm và bác Trương mặt tràn đầy tức giận. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện Trương Lượng tống tiền, mỗi ngày Tô Thắm đều chăm sóc bác Trương bị bệnh nặng, anh ta thì hay rồi, lại lấy chuyện này làm công cụ để tống tiền. Bác Trương nhìn Lý Tuyết Nhi, có khí phách nói, cô gái, cô yên tâm, 15 tỷ này, một đồng cô cũng không cần phải đưa, đợi nó trở về, tôi sẽ dạy dỗ lại đứa con bất hiếu kia, khụ khụ. Sau khi nổi giận, bác Trương lại ho kịch liệt. Vương Nhất vội vàng vỗ lưng bác Trương, nói, bác Trương, cháu biết tâm trạng của bác, nhưng, đợi khỏi bệnh rồi mới có thể dạy dỗ cậu ta. Bác Trương lắc đầu, mặt mày ủ rột, Nhất à, bác biết cháu có ý tốt, nhưng bệnh này của bác, không thể khỏi được đâu. Vương Nhất không nói nữa, mà quay đầu nhìn Lý Tuyết Nhi, chuẩn bị sẵn thùng rác. Trong lòng Lý Tuyết Nhi nghi hoặc, cần thùng rác làm gì? Nhưng, cô ta vẫn lấy thùng rác dưới gầm giường ra. Bác Trương, lát nữa có thể có chút khó chịu, bác chịu đựng một chút. Nói xong, Vương Nhất nhẹ nhàng cầm lấy khớp cổ tay của bác Trương, sau đó khẽ xoa bóp. Lúc đầu rất chậm, sau đó tốc độ ngày càng nhanh, lực cũng ngày càng lớn. Hô hấp của bác Trương đột nhiên trở nên gấp gáp, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, tự nhiên sinh ra một cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Đến cuối cùng, cổ họng của ông ta dao động kịch liệt, trên dưới mí mắt không ngừng co giật. Cuối cùng, phần bụng bị sình lên, cơ thể bác Trương đột nhiên nghiêng về phía trước, miệng há to. Quẹ! Một đống nôn mửa màu đen nôn vào trong thùng rác, tất cả đều là thuốc đã quá hạn. Ba sao rồi? Nhìn thấy bác Trương nôn ra, Tô Thắm đột nhiên trở nên lo lắng, muốn lao đến, nhưng lại bị Lãnh Nhan ngăn lại. Ba cô không sao đâu, Lãnh Nhan thờ ơ nói. Tôi đã để cho bác Trương nôn hết những dược liệu thuốc bác không tiêu hóa được ở trong người ra, bây giờ bác Trương sẽ không còn cảm giác ngoài lạnh trong nóng nữa. Vương Nhất giải thích. Sau đó, anh lại lấy ra một cây kim bạc, chính là chiếc kim bạc lúc trước dùng để đâm chàng trai gầy. Nhưng, lúc đâm lên người bác Trương lại không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại rất thoải mái. Chiếc kim bạc trong tay Vương Nhất lập tức trở nên vô cùng linh hoạt, hoặc đâm hoặc khều, lưu loát, sinh động. Mà dưới sự đâm chích của những chiếc kim bạc này, trên trán của bác Trương xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Lau sạch, Vương Nhất nói. Ồ, Lý Tuyết Nhi cầm khăn mặt, liên tục lau cho bác Trương. Vương Nhất liếc nhìn cô ta, nói, tôi bảo là lau cho tôi. Hả? Lý Tuyết Nhi sững sờ một lúc, sau đó nhìn Vương Nhất, vô cùng ngạc nhiên. Mồ hôi trên trán Vương Nhất còn chảy nhiều hơn bác Trương. Chỉ có Lãnh Nhan biết nguyên nhân là gì. Phong hàn của bác Trương đã xâm nhập vào tim phổi, điều trị bằng thuốc hiệu quả sẽ rất chậm, cách duy nhất chính là dùng nội công. Cũng chính là cái mà người luyện võ vẫn nói, nội kình. Xua đuổi tà ma tránh độc, loại bỏ hàn khí để tặng thêm hơi ấm, là chuyện nhỏ. Nhưng, cái này không phải người bình thường có thể luyện ra được, trong hàng nghìn, hàng vạn võ giả, cũng miễn cưỡng chỉ xuất hiện một võ giả biết nội kình, chính là nội giang hồ mà người trong nghề vẫn nói. Diệp Kình Hiên cũng luyện võ, nhưng cả đời này anh ta cũng không thể luyện ra được nội kình. Lúc nãy thiếu chủ đã dựa vào nội kình để di chuyển kim, ép phong hàn trong cơ thể bác Trương ra ngoài. Sau khoảng 10 phút, bác Trương khẽ ho một tiếng, không còn nhìn thấy sự tái nhợt trên mặt nữa, thay vào đó là sự hồng hào khỏe mạnh. Vương Nhất thu kim bạc lại, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cũng có thể phát hiện ra, mũi của kim bạc có màu đỏ rực, giống như một khối sắt được nung đỏ. Tiếp xúc với không khí, còn phát ra tiếng cháy xèo xèo. Anh ném kim bạc vào trong thùng rác, lau mồ hôi trên trán, trên mặt xuất hiện một nụ cười, được rồi.
Bác Trương cảm nhận được, cơ thể không còn khó chịu nữa, cũng không cảm thấy lạnh, ông ta thử xuống giường, đi mấy bước, nhưng lại không hề mệt mỏi. Khỏe rồi, khỏe rồi. Tôi không nhìn nhầm chứ, cứ vậy khỏe rồi. Tô Thắm trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, rất khó có thể tưởng tượng bác Trương bây giờ đang vô cùng khỏe mạnh và ông lão yếu ớt lúc nãy là một người, cho dù ngay cả bản thân bác Trương cũng không dám tin. Nhưng Lý Tuyết Nhi lại trầm ngâm lén nhìn trộm Vương Nhất, lẩm bẩm, anh rể, rốt cuộc anh là ai? Nhìn giống như một người bình thường ngay cả công việc cũng không có, nhưng lại có chiếc xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn làm xe đưa đón, lại có một người phụ nữ như Lãnh Nhan đi theo, y thuật còn cao siêu như vậy. Anh rể, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lý Tuyết Nhi nhìn thời gian, vẻ mặt có chút lo lắng, sắp 5 giờ rồi. Bây giờ cô ta đối với Vương Nhất giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, anh giống như có một loại ma lực đặc biệt, chuyện vốn dĩ hết đường xoay sở, gần như không có một chút đầu mối nào, sau khi anh xử lý, lại dần trở nên sáng sủa hơn. Vương Nhất do dự một lúc, sau đó nói, tôi nhớ, vị trí của công viên Sơn Trung đã lệch khỏi quỹ đạo xanh hóa công viên của giai đoạn trung tâm thành phố Phồn Hoa đúng không? Lý Tuyết Nhi không phải là người bản địa, không biết công viên Sơn Trung ở đâu, nhưng Tô Thắm, nơm nớp lo sợ gật đầu, rất lệch hướng, ở đó gần như không có người, mấy năm trước nghe nói ở đó còn xảy ra mấy vụ án giết người, thi thể chất đống ở trên đất. Vậy thì đi một chuyến. Vương Nhất nghiêm nghị, lại quay đầu nhìn bác Trương, làm phiền bác cũng phải đi với chúng cháu một chuyến. Biểu cảm của bác Trương cũng trở nên nghiêm trọng, cháu quá khách khí rồi, Nhất, cái mạng già này của bác là cháu cứu, hơn nữa, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Xem lát nữa bác dạy dỗ thằng nhóc thối tha kia như thế nào. Tô Thắm lo lắng bác Trương xảy ra chuyện, cũng đề nghị đi theo. 40 phút sau, nhóm Vương Nhất đúng giờ xuất hiện ở công viên Sơn Trung. Lúc này, mặt trời đã xuống núi, trong công viên Sơn Trung rất yên tĩnh, không có âm thanh gì. Bốn phía xung quanh đều là rừng cây tươi tốt, xuyên qua một cánh rừng, lại là một cái hồ trong veo, mênh mông, nghe nói là một nhánh của sông Thiên An. Vương Nhất và Lãnh Nhan mặt không biến sắc bước đi, nhưng Lý Tuyết Nhi có chút căng thẳng nhìn bốn xung quanh không có ai, nói, hay là chúng ta vẫn nên trở về đi, ở đây thật tối. Vương Nhất liếc nhìn Lý Tuyết Nhi, hóa ra cô sợ tối. Lý Tuyết Nhi lập tức giống như một con báo mẹ xù lông, tức giận nói, ai sợ tối. Vương Nhất cười ha ha, tiếp tục đi về phía trước. Đến khi cách địa điểm hẹn chỉ còn 100 mét, Vương Nhất quay đầu lại nói với bác Trương và Tô Thắm. Hai người đừng đi ra, tôi đi cùng cô ấy. Tất cả phải cẩn thận, bác Trương nghiêm túc gật đầu. Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi đi qua một con đường nhỏ, đến một khoảng đất trống, chỉ thấy ở đó có một người đàn ông đang đứng, vừa đợi vừa sốt ruột nhìn đồng hồ, chính là Trương Lượng. Trương Lượng cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức đi về phía trước, nhìn Lý Tuyết Nhi cười hì hì nói, tôi còn tưởng cô không dám đến, thế nào, có mang tiền đến không? Không có. Vương Nhất cười, nói, cái gì, không có mang. Khuôn mặt của Trương Lượng lập tức trở nên lạnh lùng. Bất ngờ là anh ta lại không tức giận, mà đã đoán được một nửa, lạnh lùng nói, nếu đã không mang theo tiền, vậy thì để người lại đi. Bốp bốp, anh ta vỗ tay hai cái, hai bên rừng cây lập tức lay động, xào xạc, một nhóm người mặc đồ đen đi ra, đột nhiên bao vây lấy Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi. Trương Lượng chỉ vào Lý Tuyết Nhi nói, đưa người phụ nữ đi, người đàn ông thì giết. Anh rể, bây giờ chúng ta phải làm sao? Rất nhiều người mặc đồ đen, không có ý tốt đến gần, dọa Lý Tuyết Nhi phải trốn sau lưng Vương Nhất. Trương Lượng đã nói rất ràng, đưa người phụ nữ đi, còn người đàn ông thì giết chết. Phụ nữ bị một nhóm đàn ông đưa đi, thông thường chỉ có một kết cục. Nhìn cảnh tượng này, Trương Lượng cũng không đắc ý quên hình tượng, mà căng thẳng nhìn đông nhìn tây. Lúc nhìn thấy người phụ nữ ban ngày không có ở đây, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó biểu cảm trở nên điên cuồng, ngang ngược. Vương Nhất, cái đồ bỏ đi, người phụ nữ lúc ban ngày không có ở đây, tôi xem anh lấy gì để đấu với tôi. Ánh mắt của Trương Lượng tham lam đánh giá cơ thể Lý Tuyết Nhi, nói thật cho anh biết, người phụ nữ này tối nay nhất định phải đi theo chúng tôi, còn anh, lại không biết sống chết đi cùng với cô ta đến đây, anh chắc chắn sẽ phải chết. Cậu Thường đã đồng ý, chỉ cần tối nay đưa người phụ nữ này đến phòng của anh ta, sau khi hoàn thành xong việc, cũng có thể cho anh ta sảng khoái. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Trương Lượng trở nên càng tham lam,
lớn như vậy rồi, mà anh ta vẫn chưa từng chơi một người phụ nữ cực phẩm như thế này. Lý Tuyết Nhi ghét bỏ nhìn anh ta, đồng thời càng thêm sợ hãi lùi về phía sau Vương Nhất. Nếu như bây giờ cô ta vẫn còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô ta chính là một con ngốc. Cho dù là chuyện tống tiền lúc trước, hay là làm ầm ĩ ở bệnh viện, Trương Lượng đều không phải vì tiền, mà đơn thuần nhắm vào cô ta. Nhưng, Vương Nhất vẫn không hề bị ảnh hưởng, còn không thèm liếc nhìn những người mặc đồ đen ở bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Lượng. Tôi có thể rất có trách nhiệm nói cho anh biết, cô ấy, anh không đưa đi được đâu, hơn nữa, anh cũng sẽ chết rất thảm. Tôi sợ quá đi. Trương Lượng giả vờ run rẩy, biểu cảm càng thêm xem thường, anh chỉ là một đồ bỏ đi, quê mùa mà thôi, cho dù có một nữ vệ sĩ biết đánh nhau, vậy thì sao, vẫn không thể thay đổi được anh là một đồ bỏ đi dựa vào sức lực của người khác, chơi chết anh, đơn giản giống như chơi chết một con kiến. Xem ra, anh vẫn chưa rõ tình hình. Vương Nhất khẽ thở dài, không nói những lời vô nghĩa với Trương Lượng nữa, thờ ơ nói, Lãnh Nhan, ra tay đi. Bù! Vương Nhất vừa dứt lời, ở đó đột nhiên có một luồng gió yêu quái. Đột nhiên, Trương Lượng giống như chim sợ cành cong, vội vàng lùi về sau một bước. Bày ra tư thế, hai tay bảo vệ trước ngực, tiến hành ngăn chặn. Nhưng, sau khi trận gió kia thổi qua, không nhìn thấy bất kỳ người nào. Trương Lượng giống như được đại xá, thở ra một hơi, ban ngày anh ta thật sự đã bị Lãnh Nhan dọa sợ. Sau đó, Trương Lượng vô cùng tức giận nói, được lắm, Vương Nhất, dám lừa tôi, người phụ nữ kia không hề ở đây, có đúng không? Nói không chừng. Trong đám người, Vương Nhất thở ơ cười một tiếng, nhìn Trương Lượng với ánh mắt thương hại, các anh đã bị bao vây rồi. Anh nói ai bị bao vây? Bịch bịch bịch. Trương Lượng đang muốn chế nhạo mấy câu. Đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh bí bách, nặng nề. Trương Lượng nhìn về phía phát ra âm thanh, đột nhiên, giọng nói giống như con diều đứt dây, im bặt. Cùng lúc đó, khuôn mặt của anh ta đột nhiên trở nên trắng bệch, trợn tròn mắt, co rúm lại, giống như nhìn thấy chuyện gì rất đáng sợ. Trời, trời ơi, vừa xảy ra chuyện gì? Lý Tuyết Nhi cũng kinh ngạc, không thể tin được nhìn bốn xung quanh, ngay cả nói chuyện cũng không thể lưu loát. Chỉ thấy những người mặc đồ đen vốn dĩ đang bao vây bọn họ, đứng nguyên tại chỗ như người gỗ, 3 giây sau, giống như quân cờ domino bị đẩy ngã, ngã xuống vô cùng có quy luật, không chút tiếng động, còn không kịp phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Mà những người mặc áo đen này ngã xuống như thế nào, thì không có ai biết được. Chỉ cảm thấy một trận gió yêu ma thổi nhanh qua, sau đó, bọn họ giống như con rối bị đứt dây, ngã xuống. Yên tâm đi, bọn họ không chết. Chỉ là gân tay gân chân đều đã bị cắt đứt. Hiện trường chỉ có một mình Vương Nhất mang theo ý cười thoải mái, cười ha ha nói, đây là sự trừng phạt đối với bọn họ. Anh chấm ANS. Sắc mặt Trương Lượng trắng bệnh nhìn Vương Nhất, miệng ấp úng, không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tôi cảm thấy tốt nhất anh nên nhìn về phía sau của anh. Nụ cười trên mặt Vương Nhất ngày càng rạng rỡ, chỉ về phía sau Trương Lượng. Đột nhiên một luồng khí lạnh giống như mầm độc quấn lấy người, cả người Trương Lượng run rẩy. Dường như anh ta cảm nhận được điều gì đó, cả người cứng đờ, quay về phía sau. Đối diện với đôi mắt đỏ rực. Đôi mắt kia giống như bị máu tươi đổ qua, chỉ cần nhìn qua, đã khiến con người rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng. Lãnh Nhan giống như âm hồn lạnh lùng đứng phía sau Trương Lượng, nhìn chằm chằm vào anh ta, giống như một luồng sát khí thật sự thâm nhập sâu vào trong linh hồn của anh ta. Khiến anh ta không dám cử động. Giống như chỉ cần cử động, anh ta sẽ lập tức biến thành một người chết. Lý Tuyết Nhi cũng há hốc miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Nhan, người kia ban ngày ra tay đã khiến cô ta kinh ngạc, không ngờ đây mới là thực lực thật sự của Lãnh Nhan. Nhưng, chỉ có Vương Nhất biết, tạo thành cục diện như thế này, Lãnh Nhan đã lưu tay rồi. Từ sau khi trở về nước với Vương Nhất, đã rất lâu rồi cô không giết người, trái tim giết hại đỏ tươi đã dục dịch. Nếu như Vương Nhất đồng ý cô có thể ra tay mà không cần màng đến hậu quả, vậy thì đám người mặc đồ đen kia, căn bản không có cơ hội lộ mặt, bởi vì trong lúc bọn họ đang ẩn nấp đã bị Lãnh Nhan giết sạch rồi. Bịch! Lãnh Nhan đá một phát vào người Trương Lượng, đá anh ta bay đến trước mặt Vương Nhất. Giây phút này, ánh mắt của Vương Nhất đã trở nên vô cùng lạnh lùng, nhìn Trương Lượng giống như loài run rế. Có biết người mà anh muốn hãm hại không? Chỉ vào Lý Tuyết Nhi ở bên cạnh. Giọng điệu của Vương Nhất thờ ơ hỏi.
Trương Lượng mù mờ lắc đầu, cô ta không phải chỉ là một sinh viên đại học bình thường sao, có một chút tiền, ở Thiên An cũng không có chỗ dựa gì. Cô ấy là em vợ của tôi. Trương Lượng run rẩy, kinh ngạc nhìn Vương Nhất, anh đã kết hôn rồi. Biết tại sao tôi không giết anh không? Vương Nhất lạnh lùng nhìn anh ta, lại hỏi. Bởi vì tôi là con trai của Trương Gia Anh. Trương Gia Anh là tên đầy đủ của bác Trương, Vương Nhất khẽ thở dài một tiếng, không sai, bởi vì anh là con trai của bác Trương, nên, tôi không có tư cách động vào anh. Nghe thấy vậy, Trương Lượng lập tức thở phào nhẹ nhõm, giống như sức lực lại quay trở lại, nói kiểu ra lệnh, tôi là con trai của bác Trương, vậy anh còn không bảo thuộc hạ của anh thả tôi ra. Ngoài ra, 15 tỷ này, các người không được thiếu một đồng, ba tôi bị các người chữa trị đến mức bị tàn phế. Vương Nhất nhìn anh ta với ánh mắt mang theo sự thương hại, hình như anh đã hiểu nhầm ý của tôi rồi, tôi không giết anh không phải vì anh là con trai của bác Trương, tôi vì vậy mà bỏ qua cho anh, là con trai nối dõi, mấy năm nay anh cũng chỉ làm tròn một chút trách nhiệm phụng dưỡng của con cái. Nói đến đây, giọng nói của Vương Nhất trở nên trầm và khàn, tràn đầy một luồng sát khí còn đáng sợ hơn lãnh nhan. Có gửi tiền về nhà, trợ giúp gia đình, có quan tâm đến em gái nhỏ trong nhà, vì chuyện trong nhà mà từ bỏ việc học đại học. Anh chỉ biết đánh bạc, đánh thua còn thế chấp nhà của bác Trương, bây giờ ba anh bị bệnh nặng, anh không trở về chăm sóc ông ấy thì thôi đi, còn vì chuyện này mà hãm hại một cô gái không có chút quan hệ gì, người giống như anh, có tư cách gì để sống trên đời. Bùm! Vừa dứt những lời cuối cùng, Vương Nhất trở nên sát khí đằng đằng, từng chữ giống như sấm, dưới khí thế như thế này, Trương Lượng bị dọa đến mức cả người run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng, tôi vẫn không có tư cách ra tay với anh phải cảm ơn vì anh có một người ba tốt. Sát khí trên người Vương Nhất biến mất, thở dài, chỉ có bác Trương mới có thể xử lý anh. Trương Lượng sững sờ, sắc mặt cũng trở nên căm hận, ba tôi bị bệnh nặng, đã không sống được mấy năm nữa. Trước khi chết cống hiến cho tôi một chút, có gì không đúng? Sắc mặt Vương Nhất trở nên vô cùng lạnh lùng, chỉ về phía sau, nói, anh mở to mắt ra, nhìn cẩn thận xem, kia là ai? Trương Lượng quay đầu lại nhìn, đồng tử đột nhiên co rút lại, không khỏi kinh ngạc kêu lên, ba. Hừ, đi cùng với Tô Thắm, bác Trương từ trong rừng đi ra, sắc mặt u ám, anh còn có người ba này là tôi. Bịch, Trương Lượng ngồi xuống đất. Hai mắt đờ đẫn, giống như mất đi toàn bộ sức lực, trong miệng lẩm bẩm không rõ lắm, không thể nào, điều này không thể nào, ông nên bị bệnh nặng không thể xuống được giường mới đúng. Bác Trương sải bước đi đến bên cạnh Vương Nhất, lớn tiếng nói, anh nói đúng, nếu như không phải Nhất đã cứu tôi, bây giờ tôi vẫn còn đang nằm trên giường. Vương Nhất, Trương Lượng đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt. Anh thật sự khiến người khác quá thất vọng. Tô Thắm cũng đau lòng nói. Người khác không đánh anh, tôi sẽ đánh anh, xem tôi không đánh chết cái tên nghịch tử anh. Bác Trương đột nhiên sải bước đi đến trước mặt Trương Lượng, cho Trương Lượng một cái tát thật mạnh. Nhưng vì bác Trương đã già rồi, hành động chậm chạp, sau khi Trương Lượng giật mình, cũng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức né tránh. Anh còn dám né. Bác Trương tức đến mức hai mắt trợn tròn, tức đến mức sắc mặt xanh mét, nói xong lại tát cho Trương Lượng một cái nữa. Trương Lượng đang muốn tiếp tục né, chỉ nghe thấy Vương Nhất thở ơ nói, ba đánh con trai, là lẽ đương nhiên, đứng lại cho tôi. Bịch, bịch, lãnh nhan nhấc chân, nhanh chóng đá vào phía sau đầu gối của Trương Lượng hai cái. Trương Lượng đột nhiên cảm thấy phía sau đầu gối mình đột nhiên đau nhói, không chịu được phải quỳ xuống trước mặt bác Trương. Chát, bác Trương lại tát cho Trương Lượng một cái. Cái tát này bác Trương đã dốc toàn bộ sức lực. Nửa khuôn mặt của Trương Lượng đột nhiên sưng lên, thậm chí khóe miệng còn có chút máu. Những lời lúc nãy, tôi đã nghe thấy hết rồi, người đàn ông thì giết, người phụ nữ thì mang đi. Đây là lời của con người nên nói sao? Nhà họ Trương tôi không có tiền bạc gì, cũng không phải là gia tộc giàu có gì, nhưng vẫn luôn giữ khuôn phép, làm người một cách minh bạch, sao lại có một đứa nghịch tử như anh chứ, hôm nay tôi phải đánh chết đứa con bất hiếu này. Bác Trương nói, chạy vào trong rừng. Nhổ một cành cây chắc chắn, đánh về phía Trương Lượng. Theo bản năng, Trương Lượng muốn trốn, nhưng lãnh nhan ở phía sau nhìn chằm chằm anh ta cũng không dám, chỉ có thể chịu đựng bị đánh. Ầm, lực đánh cái sau lại mạnh hơn cái trước, đánh đến mức Trương Lượng liên tục hét lên thảm thiết. Ba, con biết sai rồi,
con không dám nữa, a. À. Ba, chuyện chữa bệnh con không hề biết, con chỉ nhất thời bị tiền bạc che mờ mắt, mới làm như vậy, 15 tỷ này con không cần nữa. Trương Lượng vừa đau đớn kêu gào, vừa nhận sai, nhưng bác Trương không chấp nhận tình cảm này. Cái đồ khốn khiếp, tôi còn chưa chết, hôm nay tôi phải đánh chết anh, ai đến cũng vô cùng thôi. Ầm ầm ầm, cành cây từng cái đánh lên người Trương Lượng, đánh đến mức da nứt ra, máu chảy ra, đánh đến mức cành cây gãy nát. Bác Trương lại bẻ một cành khác, tiếp tục đánh. Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm hoàn toàn sững sờ, đặc biệt là Tô Thắm, càng không thể chịu nổi, nói thế nào, đó cũng là anh trai của mình. Anh Vương Nhất, anh mau khuyên. Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được. Tô Thắm đang muốn nhờ Vương Nhất khuyên bác Trương, nhưng lại bị Vương Nhất từ chối một cách vô tình. Đột nhiên phát hiện, sắc mặt Vương Nhất vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc. Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng tôi không làm được, nếu như tôi khuyên, vậy sẽ không công bằng với cô ấy. Vương Nhất chỉ vào Lý Tuyết Nhi, trầm giọng nói, tôi không tin cái gì mà ngẩng đầu ba thước có thần linh, nhưng tôi tin, làm chuyện xấu, sẽ luôn gặp một người có thể xử lý anh ta. Tuyết Nhi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, cô ấy không làm gì sai, dựa vào cái gì mà phải bị hãm hại. Hơn nữa, anh ta nhắm vào một người cô gái, nếu như bị một đám đàn ông đưa đi, sẽ xảy ra chuyện gì, liệu tôi không cần nói nhiều nữa. Cái này, sắc mặt Tô Thắm có chút tái nhợt, sắc mặt Lý Tuyết Nhi cũng có chút hốt hoảng. Cô ta không chút nghi ngờ, nếu như không có Vương Nhất, kết cục của cô ta sẽ thảm đến mức nào. Không nói đến chuyện thân bại danh liệt, còn mất đi thứ đáng quý nhất của cuộc đời, mà người đã cứu cô ta, là người mà hôm qua cô ta vẫn cảm thấy là một người bình thường, không xứng làm chồng của chị cô ta. Chị, người đàn ông mà chị nhìn chúng, rốt cuộc là người như thế nào? Cô ta lẩm bẩm nói với mình. Đánh một trận gay gắt, Trương Lượng đã bị đánh đến mức hôn mê, bác Trương cũng đã đánh đến mệt, ném cây gậy gỗ, thở hổn hển đứng qua một bên. Làm anh ta tỉnh lại, Vương Nhất thờ ơ nói. Tô Thắm cho là làm anh ta tỉnh lại, là kiểu như vỗ vào mặt anh ta, kết quả Lãnh Nhan trực tiếp túm lấy đầu Trương Lượng, xách anh ta như một con chó chết đến bên bờ sông, ấn đầu anh ta vào trong nước. Ục ục, trong nước không ngừng có bọt khí xuất hiện, sự tuyệt vọng, cảm giác nghẹt thở khi bị giam cầm ở dưới nước khiến Trương Lượng lập tức tỉnh lại, há miệng ho. Lúc này Lãnh Nhan mới ném anh ta đến mức trước mặt Vương Nhất. Cho anh một cơ hội chuộc lỗi, nói ra người đứng đằng sau là ai. Vương Nhất lạnh lùng nhìn Trương Lượng, dùng một giọng điệu ra lệnh nói. Trương Lượng nín thinh, cắn răng không nói gì. Thấy vậy, Vương Nhất cười ha ha, cũng trung thành đó, nhưng, anh không nói, tôi không có cách sao. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Vương Nhất, Trương Lượng lập tức run rẩy, anh muốn làm gì? Vương Nhất không nói gì, chỉ gật đầu với Lãnh Nhan lập tức xách anh ta lên, đi vào trong rừng sâu. Anh Vương Nhất, người bạn kia của anh muốn làm gì với anh trai của tôi? Tô Thắm lập tức chạy lên vẻ mặt lo lắng hỏi, bác Trương cũng lo lắng nhìn anh. Mình đánh là mình đánh, nhưng nói thế nào cũng là con trai của mình. Yên tâm đi, bác Trương, Thắm. Vương Nhất mỉm cười an ủi nói, chỉ cần Trương Lượng phối hợp một chút, cháu đảm bảo, anh ta sẽ không mất một sợi lông nào. Bác Trương và Tô Thắm vừa nghe thấy vậy, sắc mặt đều có chút thay đổi, ngược lại, nếu như không phối hợp, không biết. Bác Trương còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra, dù sao, đây cũng là anh ta gieo gió gặt bão. A, à, đột nhiên, vang lên tiếng hét kinh hãi đến cực điểm của Trương Lượng, tôi nói. Vương Nhất nghe thấy vậy, cũng cười, xem ra, anh ta vẫn rất phối hợp. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Vương Nhất, mặc dù nhân phẩm của Trương Lượng rất tồi tệ, nhưng cũng là một người bình thường, tâm lý mạnh đến mức nào, có thể có ý chí quyết tâm như người lính sao. Cuộc thẩm vấn của Lãnh Nhan, ngay cả một người có ý chí kiên định cũng sẽ trên bờ sụp đổ, chứ đừng nói đến một người bình thường như Trương Lượng, chỉ lần cần dọa dẫm một chút đã nhận tội. Đương nhiên, cái này cũng liên quan đến nghiệp vụ của Lãnh Nhan trước khi rửa tay gác kiếm. Rất nhanh, Lãnh Nhan đã kéo Trương Lượng từ trong rừng đi ra. Thật sự giống như Vương Nhất nói, không mất một cọng lông tơ, nhưng, khuôn mặt tái nhợt, kinh hồn bạt vía. Đã nhận tất cả rồi sao? Nhận tất cả rồi. Lãnh Nhan gật đầu, người xúi dục anh ta tên là Thường Dĩnh, giúp anh ta trả nợ, nhưng, muốn kêu ba anh ta đi đến chỗ cô Lý khám bệnh,
thuốc mà viện y khoa cung cấp, đều do dược phẩm thường kỳ cung cấp, duy nhất thảo dược của cô Lý, đều là thuốc đã quá hạn, khi dùng sẽ có hại cho cơ thể. Trương Lượng đã đi đến công ty bảo hiểm để tăng số tiền bảo hiểm của bác Trương, sau đó lại dẫn người đến vơ vét tài sản của cô Lý, cho dù cô Lý có lấy ra được 15 tỷ hay không, đều sẽ bị bắt cóc, anh ta cũng thừa nhận, đây là ván cờ nhắm vào cô Lý. Sự thật đã được phơi bày, Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm nghe xong sắc mặt đều tái nhợt, lòng người nham hiểm, có thể đạt đến mức này. Vương Nhất cũng vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả bên phía trường học cũng tham gia vào, dược phẩm thường kỳ này đùng là uy phong rất lớn. Tôi nhớ ra rồi. Đột nhiên, Lý Tuyết Nhi hét lên một tiếng, sắc mặt u ám, bất định. Nhớ ra cái gì? Vương Nhất lập tức truy hỏi. Thường Dĩnh học cùng trường với tôi, nhưng lại không cùng khoa. Lý Tuyết Nhi vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh ta đã theo đuổi tôi rất lâu rồi, gần đây có một lần quấn mãi không buông, bị tôi hắt cà phê vào mặt ở trước mặt mọi người, sau đó anh ta bảo tôi đợi đó. Vương Nhất trầm mặc rất lâu, nói, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Cô Lý, chuyện này lão Trương tôi có lỗi với cô. Lúc này, bác Trương đột nhiên cúi người rất sâu với Lý Tuyết Nhi, vẻ mặt hổ thẹn nói, tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Bác Trương, không cần đâu, Lý Tuyết Nhi vội vàng đỡ lấy bác Trương. Nhưng bác Trương lại xua tay, quay đầu lại, nói với Tô Thắm, báo cảnh sát đi, bắt thằng khốn này. Cái gì? Ba, đừng mà, con đã biết sai rồi. Câu này vừa được nói ra, sắc mặt của Tô Thắm cả Trương Lượng đều thay đổi. Cái thứ không biết hối cải, câm miệng lại. Bác Trương hét lên một tiếng, vành mắt đỏ lên, đi vào tù để xem xét lại mình cho tôi. Ba, anh đã biết sai rồi. Tô Thắm vẫn muốn khuyên bảo, bác Trương vẫn xua tay, đột nhiên giống như già đi mười mấy tuổi, tôi đã quyết định rồi, không cần khuyên nữa. Trương Lượng giống như mất đi toàn bộ sức lực, bịch một tiếng ngã xuống đất, Tô Thắm cũng cắn chặt môi, quay người đi, lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Rất nhanh, xe cảnh sát đã đến, vẫn là nữ cảnh sát Bạch Yến, lần trước có duyên gặp một lần, dẫn Trương Lượng đi. Bác Trương và Tô Thắm cũng được đưa đi, muốn lấy lời khai. Trước khi đi, Bạch Yến nhìn Vương Nhất nhiều thêm mấy lần, nhưng Vương Nhất không hề để ý. Tâm trí của anh đều đặt lên người bác Trương. Vì đại nghĩa diệt thân, bác Trương sao muốn nhìn thấy chứ, thương trên người con trai, nhưng đau ở trong lòng người ba. Đi thôi, đi tìm Thường Dĩnh. Vương Nhất liếc nhìn Lý Tuyết Nhi, đi về phía chiếc xe Rolls-Royce màu đen ở phía sau. Thường Dĩnh, 24 tuổi, là con trai thứ hai của chủ tịch thường kỳ của dược phẩm thường kỳ, con trai lớn Thường Lâm sau khi bị tàn phế, đã đem tất cả hy vọng đặt lên người Thường Dĩnh, đang học tại Đại học Thiên An. Dựa vào gia thế hiển hách, làm rất nhiều chuyện xấu không thể gặp người khác. Lãnh Nhan vừa lái xe, vừa báo cáo thông tin cá nhân của Thường Dĩnh, nghe đến mức trong lòng Lý Tuyết Nhi có chút kinh ngạc. Bản báo cáo danh tính này có chút quá chi tiết, ngay cả Thường Dĩnh làm gì ở độ tuổi nào cũng có thể nhớ rất rõ. Người phụ nữ tên Lãnh Nhan này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Là đặc công sao? Sao anh rể lại quen biết một người phụ nữ như thế này? Chị mình có biết không? Từng câu hỏi liên quan đến Vương Nhất giống như măng sau cơn mưa xuân mọc lên trong đầu Lý Tuyết Nhi. Ánh mắt nhìn Vương Nhất cũng không còn là kiểu xem thường như ngày hôm qua, nếu có, chỉ là sự khâm phục, nghi hoặc và một chút ao ước. Giây phút này, ngay cả cô ta cũng không cảm nhận được mình đã sinh ra khát khao đối với người đàn ông giống như một câu đố này. Nhưng, Vương Nhất chỉ khẽ cười nói, ba xuất sắc con thì bình thường, thường kỳ một đời oanh liệt. Nhưng lại sinh ra hai đồ ăn hại bôi nhọ danh tiếng của ông ta, một cái Đức Hạnh. Con trai lớn Thường Lâm trêu chọc ai không được, lại muốn trêu chọc Kim Thúy như của nhà họ Kim, kết quả bị Kim Thúy như biến thành một người tàn phế không thể như người bình thường. Con trai út Thường Dĩnh lại dùng thủ đoạn ép buộc muốn có được Lý Tuyết Nhi, kết quả lại chọc phải Vương Nhất. Có lẽ, bản thân bọn họ không biết, dược phẩm thường kỳ đã đi đến cuối đường rồi. Tinh tinh! Đúng lúc này! Điện thoại của Vương Nhất vang lên, nhìn ai đi người gọi đến, là Lý Khinh Hồng gọi đến. Vương Nhất vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lý Khinh Hồng gọi điện thoại cho Vương Nhất. Alo, Khinh Hồng. Giọng điệu Vương Nhất dịu dàng nhận điện thoại, bất giác sắc mặt cũng trở nên dịu dàng. Cho dù sự tàn ác trong lòng nhiều đến mức nào, chỉ cần ở trước mặt Lý Khinh Hồng, Vương Nhất vĩnh viễn đều trở nên dịu dàng. Muộn như vậy rồi sao vẫn chưa trở về?
Giọng điệu của Lý Khinh Hồng luôn lạnh lùng như vậy, nhưng Vương Nhất vẫn nghe ra sự quan tâm ẩn chứa trong đó. Vương Nhất nở nụ cười từ trong lòng nói, phải đi xử lý một chút chuyện, sẽ về nhà muộn một chút. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên rơi vào im lặng, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói, Tử Lam nhớ anh. Dừng một chút, Lý Khinh Hồng lại nói, cùng với Tuyết Nhi về nhà sớm một chút, trước 9 giờ Tử Lam phải đi ngủ rồi. Được. Nói xong, Lý Khinh Hồng cúp điện thoại. Vương Nhất trầm mặc một lúc, sau đó nói với Lãnh Nhan, lái nhanh một chút, giải quyết lúc 8 giờ 30, có thể làm được không? Vâng. Lãnh Nhã lập tức đạp chân ga xuống tận dưới cùng, tốc độ của xe được tăng lên không ít. Cuộc đối thoại của hai người, Lý Tuyết Nhi nghe thấy rất rõ ràng, sở dĩ Vương Nhất gấp gáp như vậy là vì Vương Tử Lam nhớ ba. Một chi tiết nhỏ như thế này, lại khiến Lý Tuyết Nhi vô cùng cảm động. Cô ta há miệng, hình như muốn hỏi cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Cả đường đi không nói gì. Rất nhanh, đã đến chỗ ở của Thường Dĩnh. Với tư cách là cậu chủ của một công ty khổng lồ như Dược Phẩm Thường Kỷ, Thường Dĩnh sao có thể ở trong ký túc xá giống như những sinh viên đại học bình thường khác. Câu lạc bộ xa hoa, phòng tổng thống. Đây là nơi anh ta ở. Vương Nhất và Lãnh Nhan xuống xe, Lý Tuyết Nhi đang định xuống xe, Vương Nhất lại ngăn cô ta lại. Cô ở trong xe đợi đi, 10 phút, rất nhanh. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Vương Nhất ngắt lời Lý Tuyết Nhi, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Cảnh tượng tiếp theo, đối với Lý Tuyết Nhi mà nói, có thể có chút khó chấp nhận. Chiếc xe Rolls-Royce này được đặt làm đặc biệt, thủy tinh ngay cả đạn cũng không bắn vỡ được, ngay cả ở bên trong cũng giấu vũ khí bí mật, nên, Lý Tuyết Nhi ở lại trong xe, rất an toàn. Vương Nhất và Lãnh Nhan đi vào câu lạc bộ xa hoa, lập tức có một nữ nhân viên lịch sự chặn đường hai người, xin chào, xin hãy xuất trình thẻ thành viên. Cách vận hành của câu lạc bộ xa hoa là thẻ hội viên, cho dù bạn có nhiều tiền như thế nào, không có thẻ hội viên, cũng không thể đi vào. Nhưng, Vương Nhất không thèm liếc ngang, cũng không hề nhìn cô ta. Thưa anh, Lãnh Nhan đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta, không muốn chết thì đừng ngăn cản chúng tôi. Nữ nhân viên phục vụ lễ nghi kia lập tức bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất và Lãnh Nhan đi vào trong thang máy. Tầng 29, phòng tổng thống. Một chàng trai tuấn tú, đeo đồng hồ Rolex đắt tiền, trên người toàn đồ hiệu buồn chán nằm trên sofa, trong lòng đang đếm những cô gái xinh đẹp, đẫy đà. Xung quanh sofa, còn bày không ít đạo cụ khiến người khác không lạnh mà run, giống như roi da, dây thừng, xích tay. Xích chân, v.v. Sao vẫn chưa đưa đến? Chàng trai tuấn tú liếc nhìn thời gian, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Cậu Thường, gấp cái gì, có em ở bên cậu, không tốt sao? Người phụ nữ xinh đẹp vặn vẹo cơ thể, cười yêu kiều nói. Tốt thì cũng tốt, nhưng khí chất phong trần trên người em quá nặng, tôi không thích lắm. Thường Dĩnh nghiêm mặt nói, so sánh với cô gái nhỏ kia, kém quá nhiều. Hoàn toàn không phải là hàng hóa cùng một đẳng cấp. Người phụ nữ xinh đẹp vừa nghe xong, ánh mắt cũng có chút ghen tị, có chút không phục nói, lát nữa em muốn xem, cô gái kia rốt cuộc trông quốc sắc thiên hương thế nào. Thường Dĩnh cười ha ha, đợi lát nữa em sẽ biết thôi. Dừng một lúc, Thường Dĩnh lại nói, tôi biết trong lòng em cảm thấy tủi thân, không sao, đợi người ta được đưa đến, tôi sẽ đưa roi ra cho em, để em quất mấy cái. Lúc này lông mày của người phụ nữ xinh đẹp mới giãn ra, mặt mày rạng rỡ, cậu Thường, cậu đối xử với em thật tốt. Thường Dĩnh lại nhìn thời gian, vẫn chưa có động tĩnh gì, đột nhiên có chút lo lắng, chuẩn bị gọi điện cho Trương Lượng mắng một trận. Nhưng đập vào tai lại là giọng nói máy móc, cứng nhắc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thường Dĩnh lập tức thay đổi sắc mặt, miệng lẩm bẩm, cái tên khốn kia làm cái gì? Sao vẫn chưa đưa Lý Tuyết Nhi đến? Nếu như không xảy ra điều bất ngờ gì, tối nay anh ta không đến được. Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến một giọng đàn ông vô cùng lạnh lùng. Soảng. Giây tiếp theo, truyền đến tiếng động lớn, cánh cửa chống trộm cần phải nhập vân tay mới có thể vào được, lại đột nhiên đổ xuống giống như một tờ giấy. A, à, người phụ nữ xinh đẹp kia bị dọa sợ, vội vàng ôm đầu trốn vào trong góc. Ai? Thường Dĩnh cũng vừa kinh ngạc vừa tức giận, đứng lên nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một nam một nữ không được sự cho phép đã đi vào.
Sắc mặt của người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt nhìn Thường Dĩnh giống như đang nhìn một thi thể, người phụ nữ tóc đen mắt máu, nhìn từ xa giống như sát thần. Cậu chính là Thường Dĩnh, Vương Nhất lạnh lùng nói. Thường Dĩnh lập tức nổi giận, các người là ai, không biết đây là địa bàn của ai sao? Bịch, Lãnh Nhan đạp một phát thật mạnh vào bụng Thường Dĩnh, đột nhiên cơ thể anh ta cong lên giống như con tôm, bị đá bay ra rất xa. Thiếu chủ hỏi, anh chỉ cần trả lời là được. Thường Dĩnh chỉ cảm thấy giống như bị xe tải đâm, cả người vô cùng đau đớn, khó khăn bò dậy, ánh mắt nhìn Vương Nhất và Lãnh Nhan có thêm một chút sợ hãi. Hai vị hảo hán, tôi và các anh không thù không oán, tại sao phải ra tay với tôi? Không thù không oán. Khóe miệng Vương Nhất cong lên nở một nụ cười khẩy, nói, hãm hại em vợ tôi, còn hỏi tôi tại sao muốn ra tay với anh. Em vợ. Thường Dĩnh sững sờ một lúc, sau đó nhớ ra điều gì đó, đồng tử đột nhiên co rút lại, anh là anh rể của Lý Tuyết Nhi. Nụ cười của Vương Nhất không có một chút ấm áp nào, hời hợt nói một câu, phế đi. Soạt. Gây tiếp theo, Lãnh Nhan đi thẳng về phía Thường Dĩnh. Người đâu, cứu tôi, mau cứu tôi. Nhìn thấy Lãnh Nhan đến gần mình với vẻ mặt lạnh nhạt, Thường Dĩnh lập tức sợ hãi hét lớn lên. Bộp bộp bộp. Đúng lúc này, cửa xung quanh phòng đột nhiên mở ra, một nhóm vệ sĩ được huấn luyện bài bản xông vào, một nhóm bao vây Vương Nhất với Lãnh Nhan, nhóm còn lại đứng thành một hàng ngang, bảo vệ Thường Dĩnh ở phía sau lưng. Lúc này, trái tim vốn dĩ đang căng thẳng của Thường Dĩnh mới được thả lỏng, bình tĩnh trở lại. Phải cảm ơn ba của anh ta vì điều này, sau khi anh cả Thường Lâm trở thành một kẻ tàn phế không còn khả năng tình dục, Thường Kỳ đã dành hết tâm tư của mình đặt lên người Thường Dĩnh, vì sợ sẽ có chuyện xảy ra với Thường Dĩnh, Thường Kỳ đã bố trí rất nhiều vệ sĩ đi theo anh ta. 20 tên vệ sĩ có mặt lúc này đủ để Thường Dĩnh lấy lại sự ngạo mạn, anh ta đứng sau bức tường người đang chắn trước mặt mình. Biểu cảm đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Tao cứ thắc mắc tại sao lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì của Trương Lượng, hóa ra là đang ở trong tay mày, tao không quan tâm mày là ai, nhưng nếu như mày dám tới phá hỏng việc tốt của tao thì ngay cả thần thánh cũng chẳng thể cứu được tụi mày đâu. Vương Nhất với Lãnh Nhan vẫn dửng dưng đứng nhìn Thường Dĩnh, hoàn toàn không coi đám vệ sĩ đó ra gì. Thấy bọn họ không lên tiếng, Thường Dĩnh tưởng Vương Nhất với Lãnh Nhan đang sợ hãi. Anh ta châm điếu thuốc khác rồi nói tiếp, không muốn chết cũng không phải không được, mày là anh rể của con đàn bà thối Lý Tuyết Nhi phải không nhỉ, mày nhanh gọi cô ta đến đây, dẫn cô ta đến trước mặt tao, sau đó bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi, nói một câu, ông nội, con sai rồi, đến lúc đó tao sẽ tha cho mày. Khi Thường Dĩnh liếc nhìn qua cơ thể nuột nà của Lãnh Nhan kiêu ngạo lạnh lùng, trái tim của anh ta bỗng nhiên ngứa ngáy khó chịu, nhanh chóng thay đổi lời nói. Với lại người phụ nữ kia. Mày cũng phải để lại đây hầu hạ tao, thỏa mãn tao, như vậy thì tao mới có thể tha cho mày. Sau khi Thường Dĩnh nói dứt lời, Lãnh Nhan chỉ liếc nhìn anh ta giống như nhìn một tên ngốc, lạnh lùng nói, ngớ ngẩn. Phế hết đám người này đi, Vương Nhất ra lệnh. Vâng, thiếu chủ. Trong đôi mắt đỏ rực của Lãnh Nhan cũng lóe lên tia sát ý lạnh lùng, bóng người cô ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay khi cô ta xuất hiện trở lại đã bắt đầu xuống tay tàn sát. Tung hoành hiên ngang như thể cọp vờn bầy dê. Rắc rắc, tiếng xương gãy lần lượt vang lên, theo sau đó là tiếng la hét thảm thiết của những tên vệ sĩ kia. A, à, âm thanh vang lên khủng khiếp và đau đớn vô cùng. Chỉ trong vòng chưa tới 30 giây, đám vệ sĩ vây quanh Vương Nhất đều run rẩy tay chân. Thường Dĩnh lập tức trợn to mắt, miệng hơi hé ra, thậm chí còn bỏ điếu thuốc trong miệng xuống. Còn đám người mấy người nữa? Lãnh Nhan lạnh lùng nói. Ngay khi câu nói này được cất lên, cổ tay của một tên vệ sĩ đã bị vặn. Cách thức ra tay vô cùng tàn bạo, cơ thể của Thường Dĩnh run rẩy kịch liệt, so với bọn họ, rốt cuộc ai mới là kẻ xấu chứ? Về phần người phụ nữ xinh đẹp kia, cô ta đã bị dọa sợ đến mức quên cả hét lên. Đám vệ sĩ hung hăng xông tới, chưa đầy một phút, toàn bộ đều bị Lãnh Nhan đánh ngã xuống, Thường Dĩnh nuốt nước bọt liên tục, anh ta lớn đến từng tuổi này. Chưa từng gặp qua người phụ nữ nào đáng sợ như vậy. Còn ai nữa không? Vương Nhất đi tới bên cạnh Lãnh Nhan, lạnh lùng liếc nhìn Thường Dĩnh, thờ ơ nói, gọi người đến cùng một lúc luôn đi, tôi đang gấp. Sắc mặt Thường Dĩnh tái nhợt, vào lúc này, anh ta mới nhận ra mình đã khiêu khích chúng người không nên khiêu khích. Bịch! Thường Dĩnh khuỵu gối, quỳ xuống trước mặt Vương Nhất, nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt cầu xin. Đừng giết tôi,
đừng giết tôi, ba của tôi là Thường Kỳ. Vương Nhất nhếch môi nói, tôi biết ba của anh là Thường Kỳ. Thường Dĩnh giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức bò tới túm lấy ống quần của Vương Nhất, cầu xin, đúng vậy, ba tôi là Thường Kỳ, ông ấy là chủ tịch của dược phẩm Thường Kỳ, anh muốn bao nhiêu tiền ông ấy cũng sẽ đưa. Nghe vậy, Vương Nhất cười khẩy một cách kỳ quái nói, dược phẩm Thường Kỳ. Anh cho rằng một cái dược phẩm Thường Kỳ đủ mua mạng của anh sao? Ngay lập tức sắc mặt của Thường Dĩnh lại trở nên tái nhợt, anh ta không hiểu, dược phẩm Thường Kỳ cũng được tính là một trong những doanh nghiệp lớn ở Thiên An, tại sao trong mắt người thanh niên này lại không có giá trị như vậy? Dược phẩm Thường Kỳ mở chưa được bao lâu thì anh chính là khởi đầu của sự sụp đổ rồi đấy. Nói xong, Vương Nhất liếc mắt nhìn Lãnh Nhan. Không, không, đừng. Lãnh Nhan gật đầu, sau đó tiến lên, bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Thường Dĩnh. Phụt! Bên trong căn phòng vang lên âm thanh giống như tiếng trứng vỡ. Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống từ đũng quần của Thường Dĩnh, còn Thường Dĩnh thì cúi đầu nhìn xuống đũng quần đẫm máu của mình với vẻ tuyệt vọng. Biện pháp giải quyết vấn đề của Vương Nhất rất đơn giản, vì Thường Dĩnh có ý đồ xấu với cô em vợ của mình, vậy nên anh sẽ phá bỏ công cụ gây án của anh ta, khiến anh ta vĩnh viễn mất đi khả năng vốn có của một người đàn ông. Cho đến giờ phút này, hai đứa con trai của Thường Kỳ đều đã trở thành những kẻ tàn phế không còn khả năng tình dục. Vương Nhất lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt vẫn bình tĩnh không hề dao động, giống như hành động vừa rồi đối với anh mà nói chính là một chuyện rất đỗi bình thường. Ngay khi Vương Nhất định rời đi thì ánh mắt đột nhiên dừng lại ở những chiếc roi da và dây thừng trên sofa, lông mày anh chợt nhíu lại. Anh quay đầu lại hỏi người phụ nữ xinh đẹp đang sợ hãi đến mức co mình trong góc không dám nhúc nhích, đây là cái gì? Người phụ nữ cẩn thận liếc nhìn Vương Nhất, sau khi cô ta đảm bảo rằng anh không có ác ý muốn ra tay với mình thì mới lên tiếng trả lời, đây là dụng cụ khi làm chuyện đó, vốn là để sử dụng với Lý Tuyết Nhi, Thường Thiếu bình thường có sở thích đặc biệt. Vậy sao? Vương Nhất suy nghĩ một lúc, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, anh vẫy tay với người phụ nữ, cô lại đây. Cô ta sợ hãi run lên bần bật, nhưng không dám trái lệnh Vương Nhất, run rẩy bước tới. Trói anh ta lại, Vương Nhất liếc nhìn người phụ nữ, thờ ơ ra lệnh. Người phụ nữ xinh đẹp đó không hiểu Vương Nhất có ý định gì. Cơ thể đột nhiên trở nên buốt lạnh không biết vì sao. Vẻ mặt của Thường Dĩnh cũng có chút kinh hãi. Đừng, Tiểu Lệ, ngày thường tôi đối xử với cô rất tốt mà, cô không thể đối xử với tôi như vậy được. Thường Thiếu, tôi xin lỗi. Tiểu Lệ nghiến răng, ngoan ngoãn làm theo lời của Vương Nhất, nhanh tay trói hai tay Thường Dĩnh ra sau lưng. Cô muốn tôi dạy cô phải làm gì tiếp theo sao? Vương Nhất nhìn Tiểu Lệ, thờ ơ nói. Cơ thể Tiểu Lệ khẽ run lên, lập tức lấy điện thoại ra, đặt ở một góc hướng thẳng về phía Thường Dĩnh rồi bắt đầu bấm nút quay. Ngay sau đó, trong camera xuất hiện một người phụ nữ, trên tay cầm một chiếc roi da dài, quất liên tục vào người Thường Dĩnh. Rất nhanh sau đó, những tiếng la hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên. Đổi đi! Tiểu Lệ ngoan ngoãn đổi cách đánh khác, vừa xuống tay vừa nói thầm, Thường Thiếu, xin anh đừng hận tôi cũng bị ép buộc mà thôi. Chẳng mấy chốc một đoạn video dài 5 phút đã được quay xong. Vương Nhất gửi video gốc cho Lãnh Nhan, nói. Hãy ẩn danh gửi đoạn video này cho một số phóng viên của thời báo tin tức, đồng thời đăng nó lên mạng. Vâng. Lãnh Nhan lưu video. Cô ta hoàn toàn có thể đoán trước được việc đoạn video này sẽ chếm trệ nằm ở trang đầu của các trang web và mục tin tức lớn, nó cũng sẽ là một cú đánh lớn đối với dược phẩm Thường Kỳ. Lý Tuyết Nhi lo lắng ngồi đợi trong xe, mặc dù nhà họ Thường không là gì so với nhà cô ta, nhưng đây là Thiên An, không phải Yến Kinh. Như có câu nói mà người ta hay nói đấy, một con rồng mạnh cũng không lấn át được những con rắn địa phương, bản thân Đường Đường chính chính là một người có quyền có thế ở Yến Kinh, thế mà lại bị ức hiếp khi đến Thiên An, sự chênh lệch này khiến trong lòng Lý Tuyết Nhi có chút ủ rũ. Đã 10 phút trôi qua nhưng Vương Nhất vẫn chưa quay lại, trong lòng Lý Tuyết Nhi không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Nếu như anh rể xảy ra chuyện gì, cô biết phải giải thích như thế nào với chị gái đây? Ngay khi cô ta đang suy nghĩ về điều đó, hai bóng người một nam một nữ bước ra từ câu lạc bộ, đó chính là Vương Nhất với Lãnh Nhan. Trái tim đang căng thẳng của Lý Tuyết Nhi cuối cùng cũng được thả lỏng, anh rể, cuối cùng anh cũng quay trở lại rồi, em cứ tưởng anh. Tưởng anh làm sao? Vương Nhất nở nụ cười,
nhìn vẻ mặt ngập ngừng muốn nói nhưng nói không ra lời của Lý Tuyết Nhi cũng có thể đoán được cô ta đã lo lắng đến mức nào. Ây ra, thì chỉ là rất lo lắng thôi. Lý Tuyết Nhi ngượng ngùng nói, khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô ta quan tâm đến Vương Nhất. À đúng rồi, Thường Dĩnh sao rồi? Lý Tuyết Nhi hỏi. Đã giải quyết xong rồi. Cái gì cơ, đã giải quyết xong rồi sao? Lý Tuyết Nhi sửng sốt một chút, sao mới đó mà đã giải quyết xong rồi chứ? Cô ta hoàn toàn quên mất mình đã lo lắng bất an như thế nào khi Vương Nhất không có ở đây. Sau khi thấy Vương Nhất gật đầu thì Lý Tuyết Nhi mới tin bọn họ thật sự đã giải quyết xong Thường Dĩnh, cô ta tò mò hỏi, anh rể, anh giải quyết như thế nào? Chuyện này em không cần biết. Vương Nhất nhắc nhở, có điều em nhớ đọc báo ngày mai nhé. Lý Tuyết Nhi lộ vẻ ngạc nhiên, sao lại phải đọc báo chứ? Vương Nhất không nói gì thêm nữa, nhìn cây cối xung quanh đang lướt nhanh lùi lại phía sau, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nở nụ cười thờ ơ. Chậm nhất là trong ngày mai, nhà họ Thường sẽ chủ động liên lạc với anh. Vương Nhất đưa cô em vợ có sắc mặt hơi tái nhợt trở về tử viên, mới 8 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới tới 9 giờ. Lãnh Nhan nghĩ đến việc phải đưa Vương Nhất về đến nhà trước 9 giờ thì liền nhấn ga đến tốc độ tối đa, lao nhanh như tia chớp trên đường. Cô em vợ luôn tự khoe tài lái xe của mình khá tốt, mặc dù chưa thể so với những tay đua lão làng nhưng trong chớp mắt giết chết 80% người qua đường thì vẫn có thể. Nhưng sau khi đã trải nghiệm qua kỹ năng lái xe của Lãnh Nhan, cô ta không dám khoe khoang trình lái xe của mình nữa. Sắc mặt Lý Tuyết Nhi trắng bệch trong suốt cả đoạn đường về, ruột gan phèo phổi trong bụng giống như chơi lộn nhào, sau khi vừa xuống xe, cô ta không nhịn được nữa mà nôn ra. Vừa mới mở cửa, một giọng nói trong trẻo ngay lập tức truyền đến, ba, ba về rồi. Nghe thấy giọng nói của Vương Tử Lam, Vương Nhất ngay lập tức trở nên vui vẻ. Muộn như vậy rồi mà sao Tử Lam của ba còn chưa ngủ đi? Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay ôm Vương Tử Lam vào lòng. Ba không có ở đây, con ngủ không được, Vương Tử Lam nói với vẻ mặt có chút ủy khuất. Vương Nhất áy náy nhìn cô bé, vội vàng xin lỗi Tử Lam, tối nay ba có việc phải làm. Hứ, nếu sau này ba lại về muộn, con sẽ mặc kệ ba luôn. Vương Tử Lam đột nhiên cong khóe môi lên. Ngạo nghễ khịt mũi. Đọc thêm nhiều chuyện ở tzoom.truyen.vn. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất nhìn thấy Vương Tử Lam như vậy, dở khóc dở cười hỏi, tại sao? Rõ ràng đây là con gái yêu của mình, vậy mà trông thái độ và lời nói thật giống như người mẹ. Vương Tử Lam thể hiện dáng vẻ trưởng thành, nghiêm túc nói, bởi vì khi ba không ở đây, Tử Lam thường nghe thấy tiếng mẹ khóc một mình. Nếu như ba đã quay về rồi thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, có được không? Nghe những lời nói này của Vương Tử Lam, cả Vương Nhất với Lý Khinh Hồng đều chìm trong im lặng. Trong lòng Vương Nhất bây giờ tràn đầy sự áy náy, còn Lý Khinh Hồng thì nhớ lại những chuyện đã qua. Được. Sau một lúc im lặng, Vương Nhất lên tiếng đồng ý. Vương Tử Lam lập tức vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ, nheo mắt cười, tuyệt quá, sau này ba sẽ ở bên chúng ta nhiều hơn. Nhìn thấy Vương Tử Lam cười vui vẻ trở lại, Vương Nhất với Lý Khinh Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó bọn họ lại nghe giọng nói trong trẻo của Tử Lam cất lên, ba, tối nay ba ngủ cùng mẹ và Tử Lam nhé, có được không? Sau khi nghe được lời nói này của Vương Tử Lam, Vương Nhất với Lý Khinh Hồng đồng thời sửng sốt, sau đó cả hai liếc mắt nhìn đối phương, khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau thì liền chột dạ chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Hành động nhỏ này vừa hay bị Lý Tuyết Nhi bắt được, ngay lập tức cô ta chớp mắt hai cái. Trẻ con luôn nói mà không suy nghĩ gì. Nhưng vì trẻ con thường nói không suy nghĩ nên mới làm lộ ra những vấn đề quan trọng. Ánh mắt của Lý Tuyết Nhi quét qua quét lại giữa Vương Nhất với Lý Khinh Hồng như một cái radar, hai người này lẽ nào vẫn chưa sống chung với nhau hả? Suy nghĩ một lúc, Lý Tuyết Nhi cảm thấy càng nghĩ càng có khả năng. Vương Tử Lam được sinh ra đời chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, trong suốt 5 năm, chị gái không hề biết chồng mình trông như thế nào, cho dù người đàn ông này trở về gần đây, chị ấy cũng chẳng biết rõ về anh. Với tính cách của chị gái, chị ấy sẽ không bao giờ cho phép một người đàn ông bước vào phòng của mình và ngủ với chị ấy, ngay cả khi người đàn ông đó là chồng hợp pháp của chị. Một lúc lâu sau, Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại, vẻ mặt hơi ửng hồng, cô khiển trách nói, Tử Lam. Con đang nói nhảm gì vậy, ai dạy con nói những lời này?
Vương Tử Lam giật mình, cô bé rụt cổ lại, núp sau lưng Vương Nhất, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lý Khinh Hồng. Giữa ba với mẹ, cô bé sợ Lý Khinh Hồng hơn, suốt ngày bám lấy Vương Nhất. Vương Nhất nhanh chóng khuyên giải, đừng dọa con bé sợ. Lý Khinh Hồng lúc này mới nhận ra mình đã phản ứng thái quá, vẻ mặt lập tức dịu đi, Tử Lam, mẹ xin lỗi, mẹ không nên tức giận với con, nhưng con có thể nói cho mẹ biết ai đã dạy con nói những lời đó không? Vâng ạ. Sau đó Vương Tử Lam mới đi ra từ phía sau Vương Nhất, ra vẻ chững chạc nói, mấy bạn ở nhà trẻ đều như thế, buổi tối đều sẽ ngủ cùng với ba mẹ của mấy bạn. Nói đến đây, trong giọng nói của Vương Tử Lam đột nhiên phảng phất sự buồn tủi, cô bé bật khóc, mấy bạn khác đều được ngủ chung với ba, vậy nên con cũng muốn ngủ cùng với ba mẹ. Nhìn thấy Vương Tử Lam tủi thân đến mức vừa khóc vừa nói, Vương Nhất với Lý Khinh Hồng lập tức dỗ dành. Được rồi, ba ngủ với con, Tử Lam đừng khóc nữa nhé. Vương Nhất dịu dàng nói. Còn mẹ thì sao? Vương Tử Lam vẫn kiên quyết không từ bỏ, nhìn về phía Lý Khinh Hồng. Lần này, Lý Khinh Hồng vô cùng khó xử, cô liếc nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt phức tạp, trong phút chốc không biết phải làm sao. Thấy Lý Khinh Hồng không nói gì, Vương Tử Lam cho rằng mẹ mình không đồng ý, vậy nên bật khóc dữ dội hơn, oa a. Mẹ không đồng ý, mẹ là người xấu. Ngay lập tức, Lý Khinh Hồng tái xanh cả mặt, cô cắn chặt răng bất chấp nói, mẹ đồng ý, mẹ đồng ý. Nước mắt Vương Tử Lam đột nhiên ngừng như một cái vòi nước bị ai đó khóa lại, sau đó ngáp một cái, mẹ, con buồn ngủ rồi. Nói rồi cô bé vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra, muốn được mẹ ôm vào lòng. Lý Khinh Hồng lộ ra vẻ bất lực xen lẫn xấu hổ trên mặt, cô bế Vương Tử Lam lên, sau đó quay đầu lại nói với Vương Nhất, lát nữa lên lầu ngủ nhé. Sau khi cô nói dứt lời liền ôm Vương Tử Lam đi lên lầu trước. Vương Nhất ngây người đứng nguyên tại chỗ, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh thấy rõ ràng rằng Vương Tử Lam, cô con gái nhỏ đang ở trong vòng tay của Lý Khinh Hồng mỉm cười một cách tinh quái với chính mình. Vương Nhất vẫn đứng sững tại chỗ mà nhìn theo bóng dáng hai mẹ con Lý Khinh Hồng bước lên lầu 2. Còn Lý Tuyết Nhi thì nhìn Vương Nhất bằng vẻ mặt kỳ quái rồi chậc chậc, anh rể, em có thể phỏng vấn anh một chút không? Sắp được ngủ cùng với chị của em rồi, hiện giờ anh rể có cảm giác gì? Tuyết Nhi, đừng làm loạn nữa. Vương Nhất cười khổ, anh cũng không biết phải nên làm thế nào nữa. Bảo anh làm nhiệm vụ thì được, chứ hễ mà động đến tình cảm nam nữ thì làm khó Vương Nhất rồi. Không thể nào chứ anh rể. Lý Tuyết Nhi hơi há miệng, kinh ngạc hỏi, chị em đã bảo anh lên lầu ngủ rõ ràng như thế rồi, anh còn không biết phải làm sao á? Anh thấy không ổn lắm. Có gì không ổn chứ? Chẳng lẽ để hai mẹ con chị em ở một mình trong căn phòng trống thì ổn sao? Lý Tuyết Nhi mới hiểu được cái gì gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cô ta nhìn anh khó hiểu, anh rể ơi là anh rể, anh đúng là một đời anh minh một khắc hồ đồ mà, anh tưởng Tử Lam vì muốn ngủ chung với ba và mẹ nên mới khóc nháo thật sao? Chẳng lẽ không phải sao? Vương Nhất thắc mắc, cũng có thể là có lý do đó, nhưng phần lớn là vì Tử Lam thấy anh vừa quay trở về, không có nền tảng tình cảm vợ chồng với chị em nên mới làm ầm ĩ như thế. Lời của Lý Tuyết Nhi bỗng chốc khiến Vương Nhất ngây người, không thể nào. Tử Lam mới 5 tuổi. Lúc 5 tuổi, chị em đã học hết nội dung của Olympic toán tiểu học rồi. Lý Tuyết Nhi cười lạnh cắt ngang lời anh, Tử Lam là con trai của chị em, IQ và EQ sẽ thấp sao? Vương Nhất không nói nên lời, anh bắt đầu nghi ngờ Vương Tử Lam cố ý gây ra chuyện lúc nãy. Anh rể, anh đúng là đầu gỗ trên phương diện tình cảm mà. Nhưng tất nhiên, chị em cũng chẳng hơn anh là bao. Lý Tuyết Nhi thở dài, sau đó nghiêm túc phân tích cho Vương Nhất, anh biến mất suốt 5 năm, bây giờ lại đột nhiên quay về bên cạnh chị em. Chị em đồng ý sống chung với anh khả năng cao là chỉ vì một lý do duy nhất, đó chính là Tử Lam. Ngoại trừ Tử Lam, hai người có căn cơ tình cảm nào không? Vương Nhất lắc đầu. Cách anh và chị em tiếp xúc với nhau có giống vợ chồng không? Vương Nhất lại lắc đầu. Vậy thì không ổn đâu, có vợ chồng nào lại chia phòng ngủ chứ? Lý Tuyết Nhi vỗ vai Vương Nhất rồi nói, nhớ kỹ lời em vừa nói, phải nắm bắt được nội tâm của chị em thì mới có thể chiếm được trái tim chị ấy, anh hiểu chưa? Anh hiểu rồi. Vương Nhất trịnh trọng gật đầu, vô thức hành quân lễ, vẻ mặt nghiêm túc khó tả. Lúc này,
Vương Nhất cảm thấy mình đang gánh trên vai một nhiệm vụ rất nặng nề, như thể quay lại thời đại mưa bom bão đạn trước kia vậy. Không có đường lui, không thể đào ngũ, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Vương Nhất ưỡn ngực, từng bước đi lên tầng 2. Anh do dự trước của phòng Lý Khinh Hồng rất lâu, liên tục hít sâu vài lần rồi mới mở cửa phòng ra. Lý Khinh Hồng đang ôm Vương Tử Lam nằm trên giữa, hai con người xinh đẹp, một lớn một nhỏ đều đã thay đồ ngủ. Lý Khinh Hồng mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm màu tím nhạt, trông vừa tri thức tinh anh vừa xinh đẹp. Vương Tử Lam thì mặc một bộ đồ ngủ hình Pikachu. Ba ơi! Thấy Vương Nhất tiến vào, Vương Tử Lam lập tức vui vẻ, bé cười rộ lên rồi nhích sang bên cạnh, trở lại một khoảng trống rồi vỗ vỗ vào chỗ đó, ở đây. Vương Nhất liếc nhìn Lý Khinh Hồng, thấy cô không kháng cự, còn hơi nhích sang một bên thì anh mới yên tâm nằm xuống giường. Nghiêm túc mà nói thì Vương Nhất và Lý Khinh Hồng không hề ngủ chung. Lý Khinh Hồng nằm bên phải, Vương Nhất nằm bên trái, ở giữa còn cách cả một Vương Tử Lam. Ba ơi, ba kể chuyện cho con được không? Vương Tử Lam dụi nhẹ mắt rồi nhìn Vương Nhất, con buồn ngủ rồi. Được, Vương Nhất cười cười gật đầu. Lý Khinh Hồng nằm bên cạnh liền đưa chuyện cổ tích cho Vương Nhất. Nhưng Vương Tử Lam lại kêu lên, con không muốn nghe chuyện trong sách. Con muốn nghe chuyện của ba cơ. Vương Nhất hơi sững sốt, sau đó bật cười, được thôi, vậy thì kể chuyện của ba vậy. Lý Khinh Hồng khép quyển sách trong tay lại, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất. Trong buổi đấu thầu lần trước, Vương Nhất đã kể giản lược câu chuyện của mình rồi. Nhưng trong khoảng thời gian 5 năm xa cách ấy, cô hoàn toàn không biết anh đã trải qua những chuyện gì. Không phải cô chưa từng sai người điều tra, nhưng có điều tra cũng chẳng thu được gì. Ba ấy à? Vốn dĩ ba đã suýt chút nữa cưới một cô gái khác rồi nhưng ông trời có mắt giúp ba gặp được mẹ. Khi ba sắp chết tới nơi thì được mẹ cứu sống. Sau đó, ba luôn nghĩ về mẹ, ba nghĩ một ngày nào đó, khi trở lại Thiên An, sau khi tìm được mẹ, ba sẽ báo đáp mẹ thật tốt. Nhưng lúc đó ba quá yếu ớt, không có tiền cũng không có quyền, sao có thể bảo vệ được mẹ con đây? Vậy nên, ba quyết định bước lên một con đường hoàn toàn khác với mọi người. Khi Vương Nhất miêu tả lại những sự việc đã xảy ra, Vương Tử Lam nghe rất chăm chú, Lý Khinh Hồng cũng thế. Đó là một câu chuyện rất dài rất dài. Khi mới nghe được một nửa, Vương Tử Lam không chống chọi được với cơn buồn ngủ nên bé mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng câu chuyện vẫn không ngừng lại, Vương Nhất vẫn tiếp tục kể. Từ việc gia nhập ẩn vu, quen biết những người đồng đội trong đội cho tới những nhiệm vụ gay cấn, Lý Khinh Hồng đều yên lặng lắng nghe anh kể. Khi nghe đến đoạn Vương Nhất bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, hai hàng lông mày của Lý Khinh Hồng nhíu chặt lại. Khi nghe đến đoạn đồng đội của Vương Nhất tử trận trên chiến trường, Lý Khinh Hồng có thể cảm nhận được sự bị thương và vô lực sâu sắc trong lời nói của anh. Khi nghe tới đoạn Vương Nhất trở thành chiến thần trong quân đội, nét mặt của Lý Khinh Hồng bỗng dịu dàng hẳn đi, cô thật tâm thật lòng vui cho Vương Nhất. Khi nghe tới đoạn cường địch cửu đại ở phương xa đến nước Hát, Vương Nhất xông lên tiền tuyến. Tim của Lý Khinh Hồng như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đó là lúc Vương Nhất gần kề với cái chết nhất. Khi nghe tới đoạn sau 5 năm tham gia quân đội, Vương Nhất vì tìm giai nhân mà xuất ngũ, khuôn mặt bình tĩnh của Lý Khinh Hồng cuối cũng thay đổi, mắt cô đỏ lên nhưng lại kiên cường không để nước mắt rơi xuống. Cuối cùng, ba cũng tìm được mẹ, mẹ cũng sinh ra Tử Lam. Hai người là thiên sứ của cuộc đời ba sẽ mãi trân trọng hai người. Nếu thời gian có quay ngược thì anh cũng không hối hận vì đã yêu em. Không vì đất nước, không vì người trong thiên hạ, anh chỉ làm chiến thần bảo vệ hai người. Kể xong cũng đã khuya, Vương Tử Lam đã chìm sâu trong giấc ngủ. Ánh đèn ngủ ở đầu giường mờ ảo, mơ hồ chiếu lên ngũ quan tinh tế của Lý Khinh Hồng. Tuy câu chuyện của Vương Nhất đã kết thúc nhưng cô vẫn đang đắm chìm trong đó, một lúc lâu sau vẫn không thể dứt ra. Lý Khinh Hồng chưa từng lên chiến trường. Cũng chưa từng cầm súng, càng chưa từng giết người nhưng cô có thể cảm nhận được Vương Nhất để từ một người bình thường từng bước trở thành chiến thần nước Hát khó khăn tới nhường nào. Nhưng khó khăn mà anh đã trải qua, những vất vả mà anh đã chịu đựng, không ai có thể hiểu được. Cô tắt đèn, âm thanh hơi run run, đây là câu chuyện của anh sao? Xuyệt, đừng đánh thức con. Vương Nhất cúi đầu nhìn, thấy Vương Tử Lam vẫn đang ngủ say mới yên lòng gật đầu. Đây là câu chuyện của Vương Nhất. Nhưng tất nhiên trong đó vẫn còn nhiều tình tiết anh không kể. Ví dụ như chuyện đại ca Tiêu Minh mất tích khiến Khương Nhã Mi khóc tới mức ngất xỉu, ví dụ như tổ chức thần bí Võng Lược,
hoặc sự ra đời của thất si nước hát, hoặc việc gặp được Lãnh Nhan. Như Tôn Ngộ Không trải qua 7.781 kiếp nạn, cuối cùng trở thành người thắng được Phật Tổ. Lúc này, một thân người ấm áp tiến tới gần anh, từng giọt nước mắt lành lạnh rơi trên khuôn mặt Vương Nhất. Lý Khinh Hồng chủ động ôm lấy Vương Nhất, nói nhỏ vào tai anh, Vương Nhất, cảm ơn tất cả những gì anh đã trải qua, nếu đã quay trở về thì hãy khiến em yêu anh đi. Khiến con tim em điên cuồng yêu anh, khiến em chấm tin vào tình yêu một lần nữa. Khi nói hai câu cuối, tiếng cô nhỏ như tiếng muỗi, vì nó chạm tới nỗi đau thừa xưa mà cô không muốn nhớ lại nhất. Trong bóng tối, hai mắt của Lý Khinh Hồng vẫn sáng ngời, soi sáng bóng tối trong lòng Vương Nhất. Anh trịnh trọng gật đầu, được. Sáng sớm hôm sau, Lý Khinh Hồng đã đưa Vương Tử Lam đến nhà trẻ từ sớm, còn Vương Nhất vẫn luyện tập theo thói quen. Nhưng mới tập được một nửa thì bị một âm thanh hơn 80 đề, si, ben cắt ngang. À, quá khủng rồi. Anh nhìn về hướng âm thanh thì thấy em vợ Lý Tuyết Nhi hừng hực xông vào phòng. Cô ta đi đến trước mặt anh rồi giơ điện thoại ra cho anh xem. Vương Nhất nhận lấy, trên màn mình xuất hiện một dòng tiêu đề màu đen nổi bật trên nền trắng. Bên dưới còn có một đoạn video dài 5 ps. Video quay cảnh một người đàn bị trói và bị một người phụ nữ cầm roi ra quật mạnh. Tuy đã được sensor nhưng vẫn có thể dễ dàng xác định được đó là con trai của chủ tịch dược phẩm Thường Kỳ Thường Dĩnh. Ừ, Vương Nhất trả điện thoại cho Lý Tuyết Nhi rồi tiếp tục chống đẩy. Lý Tuyết Nhi lo lắng, anh rể, anh nói gì đi chứ, đây là tin lớn đó, không ngờ Thường Dĩnh lại có sở thích như vậy. Anh đã xem từ lâu rồi, các mặt báo đều có. Vương Nhất không thèm quay đầu. Khi Lý Tuyết Nhi định nói tiếp gì đó thì ánh mắt cô ta bỗng trở nên kỳ lạ. Lý Tuyết Nhi hỏi, anh rể, đừng nói chuyện này là do anh làm đó. Vương Nhất nhún vai, ai biết được. Vương Nhất càng nói thì Lý Tuyết Nhi càng nghi là do anh làm. Cô ta lập tức lẽo đẽo đi theo Vương Nhất, anh rể, anh nói cho em biết đi, có phải là do anh làm không? Vương Nhất vừa định mở miệng thì chuông điện thoại của anh vang lên. Trên màn hình là một dãy số lạ. Ai đó? Vương Nhất nghe máy, bỗng nhiên, một giọng nữ trầm truyền đến. Anh là Ngài Vương, Vương Nhất sao? Là tôi, cô là. Tôi là người đại diện pháp lý của dược phẩm Thường Kỳ, Quan Như Đình. Người ở đầu dây bên kia bình tĩnh đáp lời. Dược phẩm Thường Kỳ. Lý Tuyết Nhi nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, không ngờ đối phương lại hành động nhanh như thế, mời luôn người đại diện pháp lý luôn rồi. Lý Tuyết Nhi vừa định hỏi Vương Nhất nên làm thế nào thì thấy anh không chút sợ hãi mà nói, có chuyện gì không? Nếu không thì tôi cúp máy đây. Thấy Vương Nhất không chút khách khí như thế, Quan Như Đình cũng nói thẳng vào vấn đề, video trong tin tức hôm nay là do anh up lên đúng không? Vương Nhất không thừa nhận, chỉ thản nhiên nói, nếu trong lòng cô đã có đáp án thì tại sao còn hỏi tôi? Lời này rõ ràng mang chút bớn cợt, Quan Như Đình nén giận nói tiếp. Vậy sao anh còn không xóa đi? Hành vi của anh đã có thể cấu thành tội rồi. Dược phẩm Thường Kỳ hoàn toàn có thể làm thủ tục pháp lý và kiện anh ra tòa. Ngoài ra, hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức họp báo để đính chính sự việc này. Mong anh hãy tới hội trường và thừa nhận đây là hành vi công kích dược phẩm Thường Kỳ, đồng thời đưa ra bồi thường. Rõ ràng Quan Như Đình đã có chuẩn bị từ trước, cô ta ngừng lại một chút rồi uy hiếp, đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Chúng tôi đã điều tra tất tần tật thân phận của anh rồi, là người nhà họ Lý ở Thiên An, nếu anh không phối hợp thì chúng tôi sẽ dùng tới biện pháp cưỡng chế. Sau khi Quan Như Đình liệt kê một tràng thủ đoạn công chúng của dược phẩm Thường Kỳ thì Lý Tuyết Nhi có chút sợ hãi, anh rể, chúng ta phải làm thế nào đây? Không ngờ Vương Nhất chỉ cười nhạt một cái, hiển nhiên là không hề quan tâm, cô Quan, đây là năng lực của bộ phận công chúng các cô sao? Nếu như thế thì tôi khuyên mấy người nên từ chức đi. Cái gì? Quan Như Đình không ngờ tới Vương Nhất lại dám nói ra những lời kiêu ngạo như thế, trong phút chốc, cơn thịnh nộ bùng lên, ý anh là sao? Tôi nói cho cô biết một chuyện, tôi tin rằng sau khi nghe xong chuyện này thì chắc chắn mấy người sẽ hủy họp báo. Vương Nhất ngừng lại một chút rồi bình tĩnh nói, Trương Lượng đã bị bắt rồi, thời hạn 24 giờ thanh minh cũng đã qua. Đợi đến khi cảnh sát thẩm vấn. Nếu Trương Lượng lỡ miệng khai ra mấy người thì sự tình không chỉ dừng lại ở mức độ mất mặt như thế này đâu. Vương Nhất nói xong, người đại diện pháp lý cũng không đáp lời nào. Thậm chí anh còn có thể nghe được tiếng thở gấp của cô ta thông qua điện thoại.
Tôi tin cơ quan có thể phân biệt được việc nào quan trọng hơn. Ngoài ra, video gốc đang nằm trong tay tôi. Nếu muốn lấy lại thì bảo Thường Dĩnh đến trước nhà tôi rồi quỳ xuống nhận tội. Nói xong, anh liền cúp máy. Lý Tuyết Nhi sững sờ nhìn Vương Nhất. Người bình thường khi nghe những lời lúc nãy đều sớm sợ tới nhũn chân rồi. Vương Nhất không những không sợ mà còn uy hiếp ngược lại đối phương. Đây là dược phẩm thường kỳ đó. Sau khi cúp máy, Vương Nhất quay lại phòng khách. Anh tự rót cho mình một tách trà rồi từ từ nhâm nhi. Lý Tuyết Nhi đi tới rồi hỏi, anh rể, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Nói thẳng với cô ta chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vương Nhất bình tĩnh cười vừa chậm rãi nói, đợi. Đợi. Lý Tuyết Nhi kinh ngạc, đợi ai? Dược phẩm thường kỳ, phòng chủ tịch. Một người đàn ông trung niên mặc vest đang âm trầm ngồi tại bàn làm việc, trước mặt ông là một nam một nữ đang đứng. Trên cơ thể của người đàn ông toàn vết roi, còn người phụ nữ tóc ngắn thì mặc một bộ quần áo khá chuyên nghiệp. Hai người này chính là Thường Dĩnh và Quan Như Đình. Tên đó nói thế nào? Sắc mặt của Thường Kỳ đen như đít nồi. Vẻ mặt của Quan Như Đình cũng chẳng khá hơn, tuy sợ chủ tịch sẽ nổi giận như cô ta vẫn phải báo cáo. Kết quả là Thường Kỳ còn đen mặt hơn, cuối cùng ông ta không nhịn được mà đạp bàn cắt lời Quan Như Đình. Hiếp người quá đáng. Rõ ràng là không hề đặt chúng ta vào mắt. Đã không chịu phối hợp thì thôi đi, đằng này còn uy hiếp ngược lại. Thường Kỳ tôi đã từng bị người khác uy hiếp thế này bao giờ? Chủ tịch, xin ngài hãy nghe tôi nói hết đã. Quan Như Đình cắn răng tiếp tục báo cáo, anh ta nói mình đang giữ video gốc. Nếu muốn lấy lại thì chiều nay bảo tiểu thiếu gia đến trước cổng nhà họ rồi quỳ xuống nhận sai. Chát! Nghe tới đây, Thường Kỳ càng tức giận hơn. Ông đưa tay tát thẳng vào mặt Thường Dĩnh, cái đồ phế vật vô dụng này, dám lén làm cái thể loại chuyện này dưới mắt tao. Mà làm thì làm đi, còn bị người khác phát hiện, bây giờ thì hay rồi, liên lụy tới cả dược phẩm thường kỳ rồi đó. Thường Dĩnh không dám đáp lời, cả người cúi thấp xuống đất. Chủ tịch, chúng ta phải làm sao đây? Quan Như Đình vội vàng hỏi. Còn làm sao nữa, hủy buổi họp báo đi. Thường Kỳ tức giận nói, thằng nhãi đó nói đúng. Nếu tên họ Trương kia khai ra thứ gì không nên khai thì chúng ta tiêu tùng. Quan Như Đình, mau đưa hắn ta ra đi. Chuyện này, Quan Như Đình khó xử nói, chủ tịch, muốn cứu anh ta ra không phải là một việc dễ dàng. Vậy cũng phải cứu. Thường Kỳ nổi giận, ông ta bồi thêm một đạp vào mông Thường Dĩnh, đều do mày gây chuyện, còn không nhanh đến cổng nhà người ta rồi quỳ. Thường Dĩnh nghe xong, không dám tin vào tai mình, anh ta trợn tròn mắt, ba. Con là con trai ba đó, ba muốn con quỳ xuống xin lỗi thật sao? Nói thừa. Vẻ mặt của Thường Kỳ vô cùng hung tợn, tao biết là nó đang hiếp người quá đáng nhưng tôn nghiêm và công ty cái nào quan trọng hơn, chẳng lẽ trong lòng mày không tự đong đo cân đếm được sao? Thường Dĩnh biến sắc, cuối cùng anh ta cúi đầu nói, con biết rồi, con sẽ đi. Không ai thấy được hận ý dâng lên trong mắt Thường Dĩnh không chỉ vì Vương Nhất mà còn là vì ba của anh ta. Vương Nhất đã ngồi ở phòng khách gần nửa tiếng rồi, ấm trà cũng gần cạn đáy. Ngược lại, Lý Tuyết Nhi không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách, bộ dạng vô cùng bất an. Cuối cùng, cô không nhịn được mà hỏi, anh rể, anh nói chúng ta phải đợi, nhưng rốt cuộc là đợi cái gì? Vương Nhất cười chỉ ra phía ngoài biệt thư, không phải tới rồi sao? Hả? Lý Tuyết Nhi nhìn về hướng đó thì phát hiện ra một người đàn ông đang đứng ngoài cổng biệt thự. Sau khi nhìn rõ ông ta là ai, Lý Tuyết Nhi bỗng vô cùng kinh ngạc. Đó là cố vấn cũ của cô, Dương Siêu. Tay Dương Siêu xách một túi thuốc bổ vô cùng có giá trị, vội vã đến trước mặt Lý Tuyết Nhi, sau đó quỳ trước mặt cô ta. Em Lý Tuyết Nhi, thầy sai rồi, thầy xin em nhanh quay lại trường học đi. Thầy Dương, thầy cố vấn cũ quỳ trước mặt mình, Lý Tuyết Nhi bỗng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất vẫn bình tĩnh ngồi cười uống trà, cô ta mới kịp phản ứng lại. Thì ra người bọn họ đang đợi là thầy Dương. Tuyết Nhi, quay lại trường học đi, xem như thầy xin em. Dương Siêu thiếu nước nằm bò xuống trước mặt Lý Tuyết Nhi, hèn mọn nói, thầy thừa nhận việc bắt em thôi học là lỗi của trường. Chúng tôi cũng biết sai rồi, em mau về trường đi. Lý Tuyết Nhi định đồng ý nhưng bỗng suy nghĩ lại, sao cô phải chịu cảnh để người khác gọi tới gọi lui như thế. Thế nên, Lý Tuyết Nhi trợn mắt. Dựa vào cái gì? Thầy bảo em cút thì em cút rồi đó. Bây giờ thầy bảo em quay lại,
nếu em quay lại thật thì không phải mất mặt lắm sao? Dương Siêu như sắp khóc, Tuyết Nhi, thầy đã quỳ xuống cầu xin em rồi, em còn muốn thế nào nữa? Lý Tuyết Nhi còn định nói gì đó nhưng Vương Nhất bỗng đứng dậy rồi cười nhạt, Tô Hiệu bảo ông tới đúng không? Dương Siêu sửng sốt, Vương Nhất đoán đúng rồi, là Tô Hiệu bảo ông ta đến. Sáng nay, ông ta bị Tô Hiệu tức giận gọi tới văn phòng, sau đó đưa cho ông ta báo buổi sáng. Trên báo chỉ đăng hai tin mới, một tin là Trương Lượng bị bắt giữ, một tin sở thích đặc biệt của con trai thứ hai nhà họ Thường. Người khác không biết mối liên hệ giữa hai chuyện này, nhưng Tô Hiệu còn không biết sao. Ông ta nghĩ mãi không ra, sao mới có một ngày trôi qua mà Thường Dĩnh đã bị người khác xử rồi. Tô Hiệu giao cho Dương Siêu một nhiệm vụ, đó là bất kể phải dùng cách gì thì ông ta cũng phải mời được Lý Tuyết Nhi quay lại trường, nếu không thì chính ông ta cũng đừng hòng mà quay về. Thế nên Dương Siêu mới tới đây, còn quỳ trước mặt Lý Tuyết Nhi. Quay về nói với Tô Hiệu, chuyện quay lại trường tính sau đi. Vương Nhất quay lại sofa, sau đó bèn nói, còn nữa, dù có học lại thì chưa chắc đã chọn Đại học Thiên An. Dương Siêu vội vàng nói, đừng mà, ngài Vương, dù ngài có đưa ra yêu cầu gì thì trường chúng tôi cũng sẽ. Thầy Dương vẫn chưa hiểu sao. Sắc mặt Vương Nhất lạnh đi, đây là chuyện mà chỉ cần xin lỗi là có thể giải quyết sao? Dương Siêu ngẩn người. Bảo Tô Hiệu đích thân tới đây xin lỗi. Vương Nhất cười lạnh, quỳ trước cổng nhà cả buổi. Dương Siêu tái mặt, ông ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất, ông ta chỉ có thể rời đi. Sau khi Dương Siêu ra về, Lý Tuyết Nhi lập tức ngồi xuống cạnh Vương Nhất rồi kích động hỏi, anh rể, sao anh biết bên trường sẽ tới cầu xin em quay lại? Rất đơn giản, tất cả phải bắt đầu từ chuyện Trương Lượng bị tóm. Vương Nhất mỉm cười. Thuốc em kê cho bác Trương là đúng nhưng chất lượng thuốc lại có vấn đề. Nguồn thuốc là do trường nhập từ dược phẩm Thường Kỳ, chứng tỏ bên trường là người biết rõ sự việc. Trương Lượng, dược phẩm Thường Kỳ và trường học, cả ba bên đều đã trói chặt với nhau, bất cứ bên nào bị phát hiện đều sẽ chết cả lũ. Tư Bản Vĩnh Viễn là người mạnh nhất, trường học muốn xây dựng thì phải cần tiền, mà thứ dược phẩm Thường Kỳ không thiếu nhất chính là tiền, con trai Thường Kỳ còn học ở Đại học Thiên An. Bên trường không đối xử với cậu ta như tổ tông mới là lạ. Lý Tuyết Nhi vừa hiểu vừa không hiểu, cô ta gật đầu sau đó mắng to, thật xảo quyệt. Ngừng một lúc, cô ta lại hỏi, anh định bắt Hiệu trường quỳ thật sao? Vương Nhất chắp tay ra sau lưng rồi nhìn về phía đằng xa, làm sai thì phải trả giá, nếu không thế giới này sẽ loạn mất. Dương Siêu đi rồi, Tô Hiệu lại tới. Nhưng lần này, cổng lớn lại đóng chặt. Ông ta nhìn vào bên trong biệt thự, cơ mặt co rút kịch liệt. Nhưng ông ta vẫn quỳ xuống trước cổng. Ánh mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu thì mồ hôi tuôn ra như suối. Trên đường kẻ qua người lại, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tô Hiệu đang quỳ trước cổng. Khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, Tô Hiệu vô cùng tức giận nhưng ông ta cũng chẳng còn cách nào khác mà bắt buộc phải quỳ. Ông ta biết rõ hậu quả của chuyện này. Một khi Trương Lương thú nhận thì cái chức hiệu trưởng của ông ta cũng không giữ nổi. Ông ta mất mười mấy năm mới bò lên được vị trí này, sao có thể vì chuyện này mà từ bỏ. Có nhiều lúc, khi con người đứng trước lợi ích, tôn nghiêm và giới hạn đều không đáng một xu. Dù căm phẫn hay nhục nhã thế nào thì ông ta cũng phải quỳ cho xong. Một lúc sau, một chiếc xe cũng dừng lại trước cổng tử viên. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống rồi cũng quỳ trước cổng biệt thự. Người đó chính là Thường Dĩnh. Hai người cùng quỳ trước cổng, chịu đựng ánh nắng mặt trời chói chang. Dù có nóng thế nào cũng quyết không đứng dậy. Trong biệt thự, Lý Tuyết Nhi không nhìn nổi nữa, cô ta không nhìn được mà nhìn phía Vương Nhất đang mang dáng vẻ lạnh lùng, anh rể, bọn họ đã quỳ hai tiếng đồng hồ rồi. Vậy thì sao, cứ để bọn họ quỳ tiếp đi. Vương Nhất lạnh nhạt, có như thế thì bọn họ mới nhận ra lỗi sai của mình. Tuyết Nhi, em phải hiểu rõ một chuyện, trong cái thời đại người tốt tuyệt chủng, kẻ xấu nắm quyền này, chúng ta không thể mềm lòng với những người đã hại mình. Chỉ cần mềm lòng một lần thôi cũng sẽ khiến bọn họ trở nên ngược ngạo. Chỉ có đánh đau đánh đớn thì bọn họ mới biết sợ. Lý Tuyết Nhi gật đầu, cô ta như hiểu như không, nhưng cảm thấy anh rể mình đang rất nghiêm túc. Hai tiếng nữa lại trôi qua, khi mặt trời sắp lặn thì Vương Nhất mới bước ra khỏi biệt thự rồi mở cổng ra. Đứng lên đi, anh bình tĩnh nói.
Tô Hiệu và Thường Dĩnh đều cảm thấy nhẹ nhõm và định đứng lên nhưng do quỳ quá lâu nên đầu gối đã bị mất cảm giác, sau đó họ lại ngã nhào trước mặt Vương Nhất. Đã biết sai chưa? Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt hỏi. Biết sai rồi. Tô Hiệu và Thường Dĩnh cắn răng thốt ra ba chữ. Còn dám tái phạm không? Vương Nhất hỏi tiếp. Không dám. Tô Hiệu và Thường Dĩnh đều nằm trước mặt Vương Nhất, khuôn mặt hai người vô cùng méo mó. Tôi biết hiện giờ mấy người đang rất hận tôi nhưng không sao, trong mắt tôi mấy người chẳng là cái thá gì cả. Vương Nhất cười lạnh, nếu thấy không phục thì hoan nghênh tới tìm tôi lần nữa. Tôi tên là Vương Nhất. Nói xong, anh đứng trước mặt Thường Dĩnh xóa đoạn video, cút đi. Quan Như Đình lập tức xuống xe đỡ Thường Dĩnh vào trong rồi lái xe rời đi. Reng reng reng. Chính lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên, là cấp dưới gọi cho cô ta. Đã đưa Trương Lượng ra ngoài chưa? Sau khi nối máy, Quan Như Đình lo lắng hỏi. Đây là chuyện liên quan mật thiết đến sự an nguy của dược phẩm Thường Kỳ. Nhưng một tin xấu truyền đến, sếp, đã cứu được người ra ngoài rồi nhưng mà hắn ta đã thú nhận cả rồi. Cái gì? Sắc mặt Quan Như Đình trong phút chốc liền trở nên trắng bệch. Khi tin này tới tai Thường Kỳ, ông ta trợn mắt rồi lập tức ngất xỉu tại chỗ. Sau khi ổn định tinh thần, Thường Kỳ nghiến răng, Quan Như Đình, thông báo cho thằng nhãi đó là nó đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Thường rồi, từ nay về sau, nó không còn liên quan gì tới dược phẩm Thường Kỳ nữa. Ngay sau đó là một tiếng gầm giận dữ. Vương Nhất, Thường Kỳ này quyết đấu với cậu tới cùng. Nếu không bằng cậu thành nghìn mảnh thì cơn giận trong lòng tôi khó mà tan được. Sau khi ăn tối xong, Lý Tuyết Nhi liền quay về ký túc xá của trường. Anh rể, nếu có thời gian thì anh tới Đại học Thiên An chơi nhé, em sẽ giới thiệu mấy đứa bạn cùng phòng cho anh. Trước khi đi, Lý Tuyết Nhi liên tục dặn dò thì Vương Nhất mới chịu đồng ý. Lý Khinh Hồng ngạc nhiên, sao mới có hai ngày mà anh và Tuyết Nhi đã thân như thế? Chắc là do anh sinh ra đã được người khác yêu thích. Vương Nhất sờ mũi cười khan. Không phải lần đầu tiên gặp mặt Tử Lam đã gọi anh là ba rồi sao? Tự luyến, Lý Khinh Hồng trợn mắt rồi đi rửa chén. Anh giúp em. Vương Nhất cũng đi vào phòng bếp cùng rửa bát với Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng có hơi kháng cự nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Vương Nhất thì cô mới nhịn xuống. Trong bếp chỉ có tiếng nước chảy róc rách, không khí vô cùng gượng gạo. Hôm nay, việc hợp tác với nhà họ Lý đã được thông qua rồi. Kế hoạch có thể được triển khai trong vài ngày tới. Đột nhiên Lý Khinh Hồng lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc. Ngoài ra, em cũng đã chọn xong nữ diễn viên rồi, là một người tên là Vương Thanh Hòa, là học trò của Lạc Si. Em biết Lạc Si sao? Vương Nhất kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng gật đầu, Lạc Si Thái Kim Phụng, đương nhiên là biết rồi. Vậy nên Vương Nhất cũng không nói nữa mà quay đầu nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển về đêm. Lạc Si Thái Kim Phụng là nổi tiếng nhất trong thất si nước hát. Cô ấy không thuộc giới giải trí nhưng cả vòng giải trí đều lưu truyền những truyền thuyết về cô ta. Một miếng voan trắng che mặt, một bản nhạc du dương, bất cứ ai nghe Lạc Si đánh đàn đều sẽ vô cùng chấn động. Nhưng muốn nghe Lạc Si đánh đàn thì chỉ có thể dựa vào một chữ duyên. Nếu có duyên thì không cần bỏ ra một đồng vẫn có thể được xem Lạc Si biểu diễn. Nếu không có duyên thì dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không được chứng kiến một lần. Từng có người bỏ ra cái giá 10 triệu đô la Mỹ để mời Lạc Si ra mặt vì ông ta đàn một bản nhưng lại bị từ chối. Cuối cùng vị tỷ phú này thẹn quá hóa giận, cưỡng ép Lạc Si đánh đàn cho hắn, cuối cùng thảm bại. Việc này cũng phủ lên người Lạc Si một tấm màn bí ẩn. Không ai biết ngoại hình của Lạc Si ra sao vì không ai có năng lực khiến Lạc Si tháo tấm voan che mặt xuống cả. Trừ một người đàn ông. Điều khiến Vương Nhất bất ngờ là Vương Thanh Hòa lại là học trò của Lạc Si. Thấy Vương Nhất trầm mặc như thế, Lý Khinh Hồng lại hỏi tiếp, công việc thế nào rồi? Anh có cần đến Lệ Tinh không? Vương Nhất vội vàng từ chối, anh sẽ tự giải quyết chuyện tìm việc. Lý Khinh Hồng ừ một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô cảm thấy nếu hiện giờ ba người bọn họ sống chung rồi thì người làm ba như Vương Nhất cũng phải có một công việc ổn định, hơn nữa còn có không gian phát triển. Vương Nhất cũng suy nghĩ về vấn đề này, anh có nên tìm một công việc nào đó không? Không thể cứ ở nhà rảnh rỗi mãi được. Reng reng reng. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Là Tăng Quốc Vinh gọi. Vương Nhất hơi sững sốt, trễ thế này rồi mà ông ta còn gọi anh làm gì?
Có chuyện gì sao? Cậu Vương, tôi muốn báo cáo một chút về việc cậu đã phân phó. Ở đầu bên kia, Tăng Quốc Vinh nịnh nọt, là thế này, ngày mai công ty ẩn long muốn chuyển vào tòa nhà quốc tế. Bọn họ mới đến nên muốn tạo mối quan hệ tốt với chủ tòa nhà. Vậy nên một tuần sau bọn họ sẽ tổ chức một bữa tiệc, tất cả giám đốc doanh nghiệp trong tòa nhà quốc tế đều được mời. Vậy sao? Vương Nhất gật đầu, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Lý Khinh Hồng đang dạy toán cho Vương Tử Lam. Nếu tất cả giám đốc đều được mời thì chắc Lý Khinh Hồng cũng được mời. Chủ nhân của tòa nhà quốc tế cũng được mời. Vương Nhất bất giác cười lên, vậy thì ông đi là được rồi, dù gì trước đây đều do ông giải quyết. Vấn đề chính là ở đây. Tăng Quốc Vinh đau khổ nói, cậu Vương, cậu quên mất trong buổi đấu giá lần trước, tôi đã nói là mình không phải chủ nhân của tòa nhà quốc tế rồi sao? Nghe tới đây, Vương Nhất cũng gật đầu, được, tôi biết rồi, nói với doanh nghiệp ẩn long là tôi sẽ tới. Vậy thì tốt rồi, Tăng Quốc Vinh thở phào một hơi. Ngoài ra, bảo ẩn long gửi cho nhà họ Lý một thiệp mời đi. Bỗng Vương Nhất nói thêm một câu. Tăng Quốc Vinh nghi hoặc, không hiểu tại sao phải mời nhà họ Lý nhưng vẫn đồng ý với Vương Nhất. Cùng lúc này, tại tòa nhà ẩn long. Tuy đã rất muộn rồi nhưng đèn trong phòng chủ tịch vẫn còn sáng. Bên trong phòng không ngừng truyền đến những tiếng chửi mắng của Thường Kỳ. Tên Vương Nhất đáng chết, nếu không phải tại hắn thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này. Đừng để tôi tóm được cậu, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà khiến cậu nhà tan cửa nát đấy. Thường Kỳ tức giận tới mức hất cả gạt gàn xuống, Quan Như Đình đứng cạnh sợ tới mức không dám nói nửa lời. Ở phía đối diện, Kim Thành Vũ đang bình tĩnh nhìn Thường Kỳ nổi điên, anh ta nhẫn nại đợi Thường Kỳ xả xong mới cười cười an ủi. Chủ tịch Thường, ông là bậc trưởng bối nên còn hiểu rõ hơn tôi câu nói nóng nảy hại tim nhỉ, ông bớt giận đi. Bớt giận, tôi bớt giận thế nào đây? Nét mặt Thường Kỳ vô cùng tức giận, ông ta gầm lên, đều tại hắn nên tôi mới phải đối xử với con trai nhỏ quyết liệt như thế, còn phải đuổi nó khỏi nhà họ Thường. Đều đã tuyên bố mở họp báo rồi, nhìn những tên nhà báo vô lương tâm này xem, chúng đang viết cái quái gì vậy? Kim Thành Vũ nhìn xuống. Trong phút chốc vui vẻ hẳn lên. Trên mặt báo tràn ngập những bài viết chỉ trích việc dược phẩm Thường Kỳ bán thuốc giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của dược phẩm Thường Kỳ. Chưa kể tới việc rất nhiều chi nhánh đã phải đóng cửa, giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán đã trượt dài như cầu trượt lao thẳng xuống, chỉ trong vòng một ngày đã giảm tới 70,80%. Không chỉ thế, áp lực từ dư luận quá lớn khiến nhiều công ty có quan hệ hợp tác lâu dài với dược phẩm Thường Kỳ đã đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Khiến dược phẩm Thường Kỳ bị tốn thất nặng nề. Tên Vương Nhất đó, đúng là người suýt chút nữa trở thành em rể tôi, một chiêu sử dụng phương pháp của người khác để làm lợi cho bản thân quá hay. Kim Thành Vũ nhấp một ngầm cà phê rồi chậm rãi nói, Chủ tịch Thường, cảm giác bị trúng kế của bản thân thế nào? Kim Thành Vũ, cậu bớt ở đây cười trên nỗi đau của người khác đi. Đôi mắt Kim Thành Vũ lóe lên sự lạnh lùng, anh ta nói tiếp. May mà bọn nhà báo còn không biết chuyện này có liên quan đến vụ 316, nếu không thì ông đã tiêu rồi. Yên tâm đi, tôi đã mua chuộc hết đám nhà báo rồi. Bộ phận quan hệ công chúng trên Internet cũng đang giúp cậu tẩy trắng, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kim Thành Vũ không quan tâm, anh ta vẫy vẫy tay, trọng điểm hiện giờ của tôi là phải tạo quan hệ tốt với chủ của tòa nhà quốc tế. Em họ đã giao ẩn long cho tôi xử lý thì tôi phải tạo thành tích chút chứ. Bây giờ là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của ẩn long, tôi không cho phép tồn tại bất kỳ yếu tố bất lợi nào. Nghe tới đây, Thường Kỳ bĩu môi, có chút khinh thường, một chủ tòa nhà thôi mà, có gì giỏi đâu chứ. Công ty của ông không thuộc vòng tài chính ở tòa nhà quốc tế, nên ông không biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Kim Thành Vũ vẫy tay, đây là vòng tài chính trung tâm ở Thiên Ân, rất nhiều dự án có bối cảnh của bên trên đều phải được chủ tòa nhà phê duyệt rồi mới phân cho công ty thích hợp. Cũng có thể nói, trong tay chủ của tòa nhà quốc tế nắm giữ vô số hạng mục, nếu có thể giữ quan hệ tốt với ông ta thì còn phải sợ không có bánh lớn sao? Nghe tới đây, Thường Kỳ cũng động lòng, nói vậy nghĩa là chỉ cần tạo quan hệ tốt với chủ tòa nhà quốc tế thì khả năng sẽ trở thành một công ty ngôi sao trong mắt giới thượng lưu. Thậm chí là người đại diện. Kim Thành Vũ cười cười, giống như khi nhắc đến Hương Giang thì nhất định phải nói tới tập đoàn Trường Giang của nhà họ Tiêu. Nếu nhắc đến Yến Kinh thì phải nói tới tập đoàn Bách Đạt của nhà họ Bạch. Như hiện tại, tên Vương Nhất kia là một rắc rối lớn, cần phải loại bỏ.
có gì khó đâu, hắn ta có lợi hại đến đâu cũng chỉ là phế vật trong mắt người nhà họ Lý. Kim Thành Vũ cười đáp, bây giờ nhà họ Lý đã bị chia rẽ rồi. Nghe nói ngoại trừ Lý Thiên Dương thì tất cả những người còn lại đều bị tập đoàn Lệ Tinh phong sát. Ông nói xem, nếu lúc này, Ẩn Long chúng ta bố trí cho họ một vài vị trí tốt, khiến họ quay về Ẩn Long, thì bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào? Đội ơn đội nghĩa, ánh mắt Thường Kỳ chợt thay đổi. Đúng vậy, và rồi nhà họ Lý sẽ bị chia rẽ hoàn toàn. Kim Thành Vũ cười khỉnh, không cần chúng ta ra tay thì người của nhà họ Lý cũng sẽ đối phó với Vương Nhất thôi. Công ty Áo Tân vốn chỉ là một chi nhánh rất nhỏ của nhà họ Lý, nằm trong khu công nghiệp đang phát triển của Thiên An. Nhưng sau khi bị tập đoàn Ẩn Long thu mua, những sản nghiệp khác của nhà họ Lý cũng dần bị nhà họ Kim nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại công ty Áo Tân. Hội nghị đấu thầu của Lệ Tinh, nhà họ Lý vốn ôm thái độ chờ may mắn, không ngờ tới thật sự để Vương Nhất có được cơ hội. Vốn tưởng rằng mở màn thuận lợi, không ngờ lại trải qua một loạt khó khăn, nhà họ Lý từ địa ngục đi thẳng lên thiên đường, lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cuối cùng lại bay lên thiên đường, suýt chút nữa khiến bệnh tim của nhà họ Lý tái phát. Cũng may, hôm qua Lý Thiên Dương đại diện cho nhà họ Lý ký hợp đồng với Lệ Tinh, xem như đã chính thức giành được hạng mục này. Lệ Tinh cũng trả cho nhà họ Lý một phần tiền cọc. 3 tỷ. Tuy rằng đối với tập đoàn Lệ Tinh mà nói, còn chẳng bằng một cọng lông, nhưng đối với nhà họ Lý mà nói, đã là rất nhiều. Sáng sớm, nhân viên trung tâm của nhà họ Lý đã tới phòng họp của công ty Áo Tân mở cuộc họp. Sau khi biết được thông tin về tiền đặt cọc, tất cả mọi người đều cười đến không khép được miệng. Khụ khụ, Thiên Dương, nếu tiền đã chuyển đến, có phải nên chia ra không? Lý Sung nhiều tuổi nhất nói ho khan, ỷ vào bối phận lớn nhất, ra lệnh cho Lý Thiên Dương. Đúng vậy, ông nói tập đoàn Lệ Tinh có phải keo kiệt quá không, tiền đặt cọc chỉ có 3 tỷ, chia ra mỗi người được bao nhiêu chứ? Châu Mỹ Hòa cũng lên tiếng trách cứ, tôi cảm thấy, ít nhất cũng phải 15 tỷ. Dì hai, 3 tỷ cũng được rồi, đừng có nói kiểu đó chứ. Lý Mộng Đình không vui, đây là tiền ba cô ta cực khổ đổi về được. Có thể chia cho họ đã là nể tình người nhà, còn ở đây chỉ trỏ trỏ. Tuy rằng Châu Mỹ Ngọc không lên tiếng, nhưng trong mắt cũng ngập tràn định ý đối với những người khác. Trong mắt bà ta, những người này đều tới muốn tranh đoạt tiền của nhà họ. Được rồi, được rồi. Lý Thiên Dương đột nhiên vỗ lên bàn, hét to một tiếng, lập tức không có ai dám lên tiếng. Mọi người đã quên mất hạng mục này là ai giúp chúng ta giành được sao? Lý Thiên Dương nhìn mọi người trong phòng, nói, là tiểu nhất, mọi người thì sao? Có bỏ ra chút sức lực nào sao? Suốt ngày chỉ biết nói mát. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt đám người Lý Sung, Châu Mỹ Hòa đều có hơi mất tự nhiên, đúng vậy, trong quá trình tranh giành hạng mục này, bọn họ đúng là không làm gì cả. Nhưng Châu Mỹ Hòa ngoài miệng vẫn không buông tha người nói, đây là trách nhiệm của cậu ta, nhà họ Lý chúng ta nuôi cậu ta lâu như vậy. Cậu ta dành hạng mục cho chúng ta thì có sao chứ? Ánh mắt Lý Thiên Dương lạnh lùng, đang muốn lạnh giọng quát lớn, lại bị Châu Mỹ Ngọc ngăn lại. Được rồi, Thiên Dương, mau chia tiền đi, hai ngày nay chúng ta đều không tìm được việc, đã sắp hết tiền rồi. Những người khác cũng không bám giết lấy Vương Nhất không buông, rối rít gật đầu. Trong ngành Lệ Tinh rất có sức ảnh hưởng, ngoại trừ Lý Thiên Dương, sau khi tất cả mọi người bị phong sát, mấy ngày gần đây, nơi bọn họ tìm việc đều gặp khó khăn, còn có nơi biết bọn họ là người nhà họ Lý thì còn đuổi thẳng ra ngoài. Không có cách nào khác, sức ảnh hưởng của Lệ Tinh quá lớn, người họ phong sát, ai dám tuyển. Vậy chẳng phải có ý đối đầu với Lệ Tinh sao? Vì vậy cũng dẫn tới một đám người nhà họ Lý, đều phải dựa vào một mình Lý Thiên Dương nuôi. Lý Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu chia tiền. Nhà Lý Sung và Châu Mỹ Hoa 150 triệu. Nhà Lý Thiên Hạo và Châu Mỹ Hòa 150 triệu, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc mỗi người 150 triệu, tổng là 300 triệu, tính linh tinh vụn vặt, thì tổng chia hết khoảng 900 triệu. Nhìn đến số tiền này, lập tức tất cả mọi người đều nổi giận. Bộp! Lý Sung đập mạnh lên bàn, nổi giận nói, Thiên Dương, ông bố thí cho ăn mày đấy à? Mỗi người mỗi nhà chỉ cho 150 triệu. Đúng vậy, có phải ông keo kiệt quá không? Tôi xem ra là ông đang khinh thường nhà chúng tôi. Lý Mộng Đình cũng rất nghi hoặc, ba, có phải ba đánh thiếu một số không không? 150 triệu thì ít quá, hai ngày thì con cũng tiêu hết rồi.
Lý Thiên Dương lạnh lùng nhìn mọi người, trong lòng lại cực kỳ bất đắc dĩ, những người này, không hề có chút ý thức nào về việc số tiền này là số vốn đầu tư ban đầu của Lệ Tinh cho bọn họ, một khi làm Lệ Tinh không hài lòng, sau này hợp tác thì nắm chắc thất bại. Như câu nói kia, thương nữ thì chẳng biết nỗi hận mất nước, ở bên kia sông còn hát khúc hậu đình hoa. Ông ta lạnh lùng nói, số tiền này Lệ Tinh cho chúng ta là để thực hiện hạng mục, không phải chỉ có lợi nhuận, cho mọi người mỗi người 150 triệu, đã là suy nghĩ cho mọi người rồi. Nhưng 150 triệu, đủ mua cái gì chứ? Làm sao sống qua ngày? Chẳng một ai để tâm, ai cũng chỉ chăm chăm xem trong túi mình có thể cất bao nhiêu tiền. Nhìn những người nhà họ Lý trước mặt này, trong lòng Lý Thiên Dương trào lên một cảm giác vô lực, hiện tại không phải chúng ta nên suy xét xem làm sao để thực hiện hạng mục này thật tốt chứ không phải chuyện mỗi người được chia bao nhiêu tiền. Châu Mỹ Hòa lập tức trợn trắng mắt, giọng nói cũng trở lên nhanh hơn, đây không phải việc của ông sao, liên quan gì đến chúng tôi. Lệ Tinh đã nói rõ ràng, đại diện hợp tác chỉ có một mình ông, những người chúng tôi đều bị xếp vào sổ đen, còn trông vào chúng tôi làm gì. Trong chốc lát, giọng nói bất mãn với Lý Thiên Hoành càng lúc càng nhiều, cuối cùng lan tràn ra đầy phòng họp. Ha ha, xem ra nhà họ Lý có chút mâu thuẫn rồi nhỉ. Đúng lúc này, một tiếng cười thong dong truyền đến, ngay sau đó, đoàn người đã tự tiến vào phòng họp. Nhìn thấy người đến, tất cả mọi người đều không gây rối nữa, đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn thanh niên dẫn đầu đoàn người. Kim Thành Vũ, sao cậu lại tới đây? Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc hơi biến đổi, hỏi. Người vừa tới đúng là Kim Thành Vũ, chẳng qua, anh ta hơi nheo mắt lại, tôi cảm thấy, các người vẫn nên khách khí với tôi thì sẽ tốt hơn. Tôi biết nhà họ Lý các người nhìn thấy nhà họ Kim chúng tôi thì chẳng khác nào chuột thấy mèo, trốn còn không kịp, nhưng mọi người yên tâm, hôm nay tôi dùng tư cách cá nhân để tới đây. Kim Thành Vũ tiếp tục nói, mọi người có khó khăn, tôi tới giúp mọi người giải quyết khó khăn. Lý Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, dứt khoát từ chối, chúng tôi không có khó khăn gì cả, bây giờ mời cậu rời đi cho. Hả, phải không vậy, vậy vừa rồi lời qua tiếng lại là sao? Kim Thành Vũ không có chút hoang mang nào ngồi xuống, cười nói, gia đình nghèo khó như nhà có tang trăm ngày, giống với nhà họ Lý các người vậy, là căn nguyên của mọi cuộc cãi vã, đơn giản chỉ vì một chữ, tiền. Câu này nói ra khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn, tức khắc, Lý Mộng Đình vẻ mặt tức giận nói, rốt cuộc anh muốn nói gì? Đừng kích động, tôi nói, tôi tới là để giúp mọi người giải quyết vấn đề. Ánh mắt Kim Thành Vũ lướt nhìn mọi người xung quanh, nói, tôi cũng biết tất cả mọi người trừ Lý Thiên Dương ra, tất cả đều đã bị tập đoàn Lệ Tinh phong sát, mấy người hiện giờ một công việc cũng không tìm được, đã không thể sung sướng nữa. Mà tập đoàn Ẩn Long của tôi, vừa vặn là không sợ tập đoàn Lệ Tinh, hơn nữa, Ẩn Long trước đây vốn là của nhà họ Lý các người, thậm chí trước đây dì Châu còn là phó tổng của Ẩn Long, hiện giờ, tôi tình nguyện cho các người một cơ hội trở về Ẩn Long. Lời này vừa nói ra, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Chỉ có Lý Thiên Dương sắc mặt âm trầm, Kim Thành Vũ, cậu tới là để thọc gậy bánh xe. Có thể nói như vậy. Kim Thành Vũ nhún vai, không sao cả nói, chim khôn lựa cành mà đậu, so với ôm khư khư một hạng mục như vậy, chịu sự khinh thường ghẻ lạnh của Lệ Tinh, mỗi ngày đều vì chút tiền mà cãi vã, không bằng trở về xí nghiệp Ẩn Long, tôi nhất định sẽ không bạc đãi các người. Dừng một chút. Kim Thành Vũ vươn năm ngón tay, nói, mỗi người quay trở lại Ẩn Long, lương mỗi tháng sẽ không kém 150 triệu, như dì Châu, Mộng Đình đây có thể trung thành với Ẩn Long, sau khi chuyển sang chính thức, có thể tiến thẳng vào tầng lớp lãnh đạo, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Mỗi tháng, 150 triệu. Sau khi chuyển chính thức có thể tiến thẳng vào vị trí lãnh đạo. Cái này, có thể thấy, sau khi Kim Thành Vũ nói xong đãi ngộ, tất cả mọi người đều dao động. Thấy thế, Kim Thành Vũ tiếp tục nói, cửa đã mở cho các người, có đi hay không, tự các người xem đi, nếu đồng ý, bây giờ có thể cùng tôi quay về Ẩn Long. Nói xong, cũng không cho người nhà họ Lý tự hỏi, đã quay người đi thẳng. Mọi người Lý gia còn đang ngơ ngác ngồi trong phòng họp, chưa phục hồi lại tinh thần. Lý Thiên Dương vội vàng nói, mọi người đừng nghe cậu ta nói, nhất định là cậu ta chuẩn bị âm mưu gì đó. Thiên Dương! Tôi vẫn nên đi Ẩn Long thì hơn. Không đợi Lý Thiên Dương nói xong, Lý Sung đã khinh thường ngắt lời ông ta, làm việc cho cậu ta một tháng được trả 150 triệu,
ở nơi này của ông, phí nửa ngày cũng mới được 150 triệu, có thể so sánh sao? Anh cả, anh! Lý Thiên Dương ngơ ngác mà nhìn một màn này, nửa câu cũng chẳng nói nên lời. Tôi cũng muốn đi ẩn long, dù sao cũng là công ty trước đây của chúng ta, tôi còn có cảm tình. Trên mặt Châu Mỹ Hòa tràn ngập vui vẻ, nói với Lý Thiên Dương. Hạng mục chó má gì đó của Lệ Tinh, ông cứ giữ lại tự mình làm đi. Châu Mỹ Hòa cũng đứng dậy rời đi. Các người! Rất nhanh, nhà họ Lý đều đã đi hết, còn lại hai người Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc. Lý Thiên Dương nhìn về phía hai người, thấy vẻ mặt hai người cũng rất phức tạp, nhộn nhạo không yên. Mộng Đình, Mỹ Ngọc, hai người cũng. Ba, xin lỗi ba. Lý Mộng Đình đứng lên, nhìn Lý Thiên Dương nói, tiền ở thế giới này không phải vạn năng, nhưng nếu không có tiền thì không thể được. Thái độ của những người Lệ Tinh đó, con đã chịu đủ rồi, con muốn đến ẩn long. Nhưng ẩn long bây giờ đã là của nhà họ Kim, trước kia nhà họ Kim đối với chúng ta thế nào, hai người quên rồi sao? Lý Thiên Dương vô cùng đau đớn nói. Vậy thì sao chứ? Lý Mộng Đình oán hận nói, đều tại tên rác rưởi Vương Nhất Hải chúng ta thành ra thế này, muốn trách thì trách anh ta đi. Mẹ, chúng ta đi. Nói xong, Lý Mộng Đình kéo theo Châu Mỹ Ngọc rời đi. Phòng họp rộng lớn, chỉ còn lại một mình Lý Thiên Dương ngơ ngác ngồi đó. Ông ta dựa lưng vào ghế, chớp mắt như già đi 10 tuổi. Hôm sau, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cùng đưa Vương Tử Lam đi nhà trẻ, sau đó thì đến tòa nhà quốc tế. Thời gian sau đó, Vương Nhất vẫn luôn ở trong tòa nhà quốc tế, như Lý Khinh Hồng nói, anh phải có một công việc thích hợp. Anh muốn xem xét lại một chút không? Lý Khinh Hồng vừa lái xe vừa liếc Vương Nhất, ở Lệ Tinh, em sẽ không bạc đãi anh đâu. Vương Nhất nghe vậy cười khổ, chẳng lẽ anh nhìn giống tên mặt trắng sao, còn cần em bao dưỡng à? Em không có ý đó. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng chợt thay đổi, giải thích nói, em chỉ muốn giúp anh thôi. Anh biết. Vương Nhất nghiêm túc nhìn Lý Khinh Hồng, nghiêm mặt nói, nhưng anh sẽ dùng năng lực của chính mình chứng minh cho mọi người thấy, năm đó em lựa chọn không sai. Tất cả những lời hứa của anh sẽ thực hiện từng lời. Lý Khinh Hồng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng chuyên chú của Vương Nhất, gương mặt nóng bừng vội vàng rời mắt đi. Vương Nhất đã nói như vậy, cô ta là vợ còn có thể phản đối sao? Hiện giờ Lý Khinh Hồng chỉ biết thời gian 5 năm trước của anh, lại không biết rằng bây giờ anh đã là giàu có nhất nhì cả nước. Sau khi xuống xe, Vương Nhất nhận được điện thoại của Lãnh Nhan. Thiếu chủ, hôm qua đã xảy ra tất cả 3 chuyện lớn. Giọng nói của Lãnh Nhan vẫn lạnh lẽo như trước. Kim Thành Phong bị Kim Thúy Như điều đến tập đoàn Kim Thị, làm thư ký của cô ta. Tiếp tục đi. Đối với kết quả này, Vương Nhất cũng đã đoán ra, cho thấy Kim Thúy Như đã nghi ngờ Kim Thành Phong. Thứ hai, hôm qua Kim Thành Vũ của xí nghiệp ẩn long đến nhà họ Lý, kéo tất cả người của nhà họ Lý đi, lấy Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc dẫn đầu nòng cốt nhà họ Lý, toàn bộ đều đi nhờ vả nhà họ Kim. Vương Nhất vẫn không nói gì, chỉ là đôi mắt đã sâu thẳm. Nếu nhóm người kia còn thành thật, anh có thể nhớ đến tình cảm trước đây mà thả cho bọn họ một con ngựa, nhưng hành động hiện tại của đám người Lý Mộng Đình đã khiến Vương Nhất dần mất đi kiên nhẫn. Anh hỏi, bọn họ đến công ty nào của nhà họ Kim? Là ẩn long vừa chuyển đến tòa nhà quốc tế. Vậy à? Trong mắt Vương Nhất hiện lên sát khí, nếu đã rời khỏi nhà họ Lý, thì vĩnh viễn không thể trở lại. Chuyện cuối cùng là gì? Lãnh Nhan tạm dừng một chút, nói. Hội thương nghiệp biết thiếu chủ về Thiên An, cố ý phái minh chủ của thương hội Hồng Ưng tới hỗ trợ thiếu chủ, có lẽ 2 ngày nữa sẽ tới. Vương Nhất vừa nghe, cũng vừa lòng cười cười, tên nhóc kia, đến rồi chắc sẽ có chuyện. Sau khi tắt điện thoại, anh liền đi lên lầu, đối diện đi đến một đám người quen. Cả trai lẫn gái đều khoác dáng vẻ xã hội tinh anh, tây trang dày da, váy công sở, nói cười cười đi vào tòa nhà quốc tế. Đúng là mấy người Lý Mộng Đình. Châu Mỹ Ngọc. 4 người họ đang nói về chuyện hôm qua được sắp xếp đến bộ phận nào, tiền lương bao nhiêu, ngôn ngữ hành động như thể việc được bước vào tòa nhà quốc tế để làm việc là vinh dự lắm. Đây không phải Vương Nhất sao? Đột nhiên, Lý Mộng Đình thấy Vương Nhất, lập tức giẫm giày cao gót bước tới, cực kỳ kiêu ngạo mà đi tới trước mặt Vương Nhất, nơi này đều là thương nghiệp tinh anh ở đây làm gì? Đám người Châu Ngọc Vân, Lý Sung, Châu Mỹ Hoa cũng không ngờ sẽ gặp Vương Nhất ở tòa nhà quốc tế, rất nhanh, cũng tỏ ra khinh miệt ra mặt.
Trước đó, Vương Nhất để Lý Mộng Đình pha trà rót nước cho anh, với tính cách của Lý Mộng Đình, không để anh đi quét rác thì sẽ không bỏ qua. Tôi làm việc ở đây, Vương Nhất bình tĩnh nói. Trùng hợp vậy, tôi cũng làm việc ở đây. Trên mặt Lý Mộng Đình mang theo nụ cười lạnh, có thể tiết lộ là công tác ở công ty nào không? Xin lỗi, không thể. Vương Nhất lạnh lùng nhìn cô ta một cái, định tránh cô ta, đi đến phòng làm việc của Tăng Quốc Vinh. Lý Mộng Đình chặn trước mặt Vương Nhất, đồng thời, ánh mắt trở lên lạnh lùng âm u. Vương Nhất, bây giờ tốt nhất anh nên khách khí với tôi một chút, hiện giờ tôi đã là quản lý nhân sự của xí nghiệp Ẩn Long, cho anh một câu, mau cút đi. Câu này nói rất lớn, khiến cho mọi người qua lại chú ý tới. Nghe vậy, ánh mắt Vương Nhất cũng lạnh đi, từ khi nào, việc làm việc ở tòa nhà quốc tế lại do xí nghiệp Ẩn Long quyết định. Đúng là không phải do xí nghiệp Ẩn Long quyết định, nhưng chắc hẳn là anh biết, chủ tịch của Ẩn Long hiện giờ là ai? Lý Mộng Đình cười lạnh. Còn không phải là Kim Thành Vũ à? Vẻ mặt Vương Nhất lạnh lẽo, hỏi ngược lại. Lý Mộng Đình không biết Vương Nhất lấy đâu ra tự tin, vậy mà bình tĩnh như vậy, nhưng cô ta vẫn nói, Kim Thành Vũ là trưởng tử của nhà họ Kim, sau lưng chính là nhà họ Kim, chống lại nhà họ Kim, anh chán sống rồi. Những lời này khiến Vương Nhất rơi vào trầm tư. Lý Mộng Đình còn tưởng rằng Vương Nhất đang sợ, giọng điệu càng thêm trào phúng, đừng tưởng tôi không biết, với bằng cấp kia của anh, cả đời cũng không thể làm việc ở tòa nhà quốc tế, bây giờ tôi đã là quản lý nhân sự của Ẩn Long, anh đi rót cho tôi một ly trà, nếu tôi có thể uống, có thể cho anh vào Ẩn Long làm nhân viên tạp vụ, thế nào? Đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung, Châu Mỹ Hòa không một ai nói giúp cho Vương Nhất, trên mặt mang theo nụ cười xem diễn. Giờ khắc Mộng Đình trả thù đến rồi. Gương mặt Vương Nhất vẫn không có biểu hiện gì, chẳng qua, ánh mắt đã vô cùng lạnh lẽo. Tự vả miệng mình 10 cái. Anh ra lệnh nói. Cái gì? Lý Mộng Đình còn tưởng mình nghe nhầm. Đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh uống nhầm thuốc à? Ngày đó khi đánh cược, tôi nhớ rõ cô chỉ thực hiện việc bưng trà rót nước, nhận lỗi nhận sai, còn việc nhận làm nô tì. Hầu hạ tôi không cần điều kiện thì đã thực hiện chưa? Vương Nhất đạm mạc nói. Anh muốn làm gì? Lý Mộng Đình bị khí thế của Vương Nhất dọa sợ lui về sau hai bước, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Hầu hạ tôi một ngày còn được, cô còn chẳng xứng hầu hạ tôi. Chỉ thấy Vương Nhất nhàn nhạt nói, nếu là nô tì, thì phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện, tôi bắt cô vả miệng 10 cái, cô phải tự vả mình 10 cái. Anh. Gương mặt Lý Mộng Đình đỏ bừng lên, anh nằm mơ đi. Cô không đánh, vậy tôi tự mình ra tay. Vừa dứt lời, Vương Nhất đã cho Lý Mộng Đình một cái tát. Chát! Ngay lập tức, nửa khuôn mặt đã sưng vù lên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn này, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời. Lý Mộng Đình ôm má, rốt cuộc tinh thần cũng phục hồi lại, điên cuồng hét lên với Vương Nhất, anh dám đánh tôi. Còn thiếu 9 cái nữa. Cho cô nợ. Ánh mắt Vương Nhất lạnh lùng nhìn Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung và những người nhà họ Lý khác, nói, tôi đã nghe nói, chuyện nương nhờ nhà họ Kim, hy vọng tất cả các người đều không hối hận. Dứt lời, Vương Bác đi vào thang máy tòa nhà quốc tế. Lý Mộng Đình còn định đuổi theo, lại bị Châu Mỹ Ngọc ngăn lại. Mộng Đình, không nên xúc động, đây là tòa nhà quốc tế, hơn nữa chúng ta còn là ngày đầu tiên đi làm, không thể làm lớn chuyện được. Đúng vậy, Mộng Đình, tương lai còn dài, chỉ cần anh ta còn ở tòa nhà quốc tế, sau này muốn dạy dỗ thế nào cũng được. Dưới khuyên nhủ của mọi người nhà họ Lý, cơn tức Lý Mộng Đình mới dần ổn định lại. Đối thoại của họ Vương Nhất nghe rất rõ ràng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho rằng được làm việc ở tòa nhà quốc tế là được lên thiên đường sao? Sai rồi, là tới địa ngục. Vương Nhất móc di động ra, gọi một dãy số, giọng nói lạnh nhạt. Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, phải điều mấy người nhà họ Lý mới nhập chức đến chi nhánh, hơn nữa, mãi mãi không được thăng chức. Tức chết con, tức chết con. Đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung đang đứng chờ bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, tin bọn họ nhậm chức đã được thông báo, tiếp đến chính là một loạt thủ tục chụp ảnh, phát thẻ nhân viên. Lý Mộng Đình vẫn chưa hết tức vì chuyện hồi sáng, đến giờ gương mặt vẫn còn tái xanh. Má phải có sơ cứu. Độ sưng đã giảm xuống, nhưng thoạt nhìn vẫn đỏ bừng, hơn nữa hai bên trái phải nhìn qua thì không cân xứng.
Đối với Lý Mộng Đình người yêu cái đẹp mà nói, là không thể chịu đựng nổi. Được rồi, Mộng Đình, lề lối một chút, cậu ta chỉ là tên phế vật không bằng cấp vô văn hóa, sao có thể so với thương nghiệp tinh anh chúng ta chứ? Châu Mỹ Ngọc ở bên cạnh an ủi, vỗ đùi Lý Mộng Đình nói, hơn nữa không phải mẹ đã nói rồi sao, nếu cậu ta ở tòa nhà quốc tế, chúng ta sẽ có cách chỉnh chết cậu ta. Đúng vậy, Mộng Đình, hôm qua Kim Tổng không phải hứa sẽ cho chúng ta phục hồi lại chức vị cũ sao? Trước kia chúng ta ở Ẩn Long là chức vụ gì, hiện tại vẫn là chức đó. Lý Sung mặt mày cũng hồng hào nói, cháu là quản lý nhân sự, bác là quản lý thị trường, Mỹ Hòa chủ quản phân xưởng đóng gói, Mỹ Ngọc một tháng nữa sẽ thành quản lý tài vụ, trọng trách phục hưng nhà họ Lý, còn phải dựa vào chúng ta. Nghe vậy, buồn bực trong lòng Lý Mộng Đình cũng vơi dần. Lúc này, một cô gái mặc chính trang đi đến trước mặt mọi người, mỉm cười nói, thủ tục nhận chức của các vị đã hoàn thành, mời mọi người đến các bộ phận báo tin trước. Đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung đều sôi nổi rời đi. Lý Mộng Đình cũng muốn đi, cô gái ngăn cô ta lại, lấy lòng nở nụ cười, chị Mộng Đình, em ở bộ phận nhân sự tiểu cao, là cấp dưới của chị. Vừa nói, cô gái lấy từ trong túi ra một hộp mỹ phẩm sáng lấp lánh, thừa dịp xung quanh không có ai, đưa cho Lý Mộng Đình, đây là sản phẩm chăm sóc da bạn trai em mua từ nước ngoài tặng cho em, sau này chị là lãnh đạo của em, sau này mong chị chiếu cố em một chút. Lý Mộng Đình thu lại nụ cười, được, nói hay lắm. Đây là quyền lợi của chức vị cao mang lại, Lý Mộng Đình lập tức yêu ngay cảm giác này. Chỉ cần tôi ở đây thuận lợi thăng tiến, đi chết cô thì cũng chẳng khác giết một con kiến. Nghĩ đến nỗi nhục vào buổi sáng, tâm tình Lý Mộng Đình nháy mắt âm u lạnh lẽo. Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Cao, Lý Mộng Đình đi vào phòng nhân sự. Vừa vào cửa, đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Chị Lý, tôi là bộ phận nhân sự. Sau này có việc cần đến tôi, cứ việc giao phó. Còn tưởng rằng là lãnh đạo mới sẽ là một bác gái thời kỳ mãn kinh, không ngờ là một chị gái xinh đẹp như vậy. Chị Lý, tôi có thẻ hội viên của hai thẩm mỹ viện, tan làm cùng tôi đến. Vừa đến đã nhậm chức quản lý, chị Lý tương lai rộng mở, sau này thăng chức. Cũng đừng quên nhân viên lâu năm chúng tôi nhé. Phòng nhân sự đa số là nữ giới, nên càng nắm rõ việc nhìn mặt đoán ý, tận dụng mọi thứ. Ngoại trừ tự giới thiệu, gần như tất cả các đồng nghiệp đều lấy lòng Lý Mộng Đình. Ngay tức khắc, tâm tình Lý Mộng Đình có hơi lâng lâng, đối với vị trí quản lý này càng yêu thích không thể rời tay. Dầm. Đúng lúc này, cửa phòng nhân sự bị bật mở, một người đàn ông mặc chính trang trong tay xách một chồng công văn còn chưa mở. Mặt không có biểu cảm gì đi đến. Theo người đàn ông đi vào, vốn tiếng hoan hô đang khắp phòng nhân sự lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc chính trang này, vội vàng cúi chào. Chào Phó Tổng Châu. Vẻ mặt Lý Mộng Đình mờ mịt, không biết người đàn ông này là ai. Lúc này, một nữ đồng nghiệp lặng lẽ nhắc nhở Lý Mộng Đình, đây là Phó Tổng Giám đốc của công ty, chỉ kém Kim Tổng một bậc. Lý Mộng Đình vừa nghe, không dám chậm trễ. Cũng vội vàng đứng lên hô một tiếng, chào Phó Tổng Châu. Ừ. Phó Tổng Châu nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Mộng Đình, cô chính là quản lý hôm nay vừa nhậm chức, cô Lý sao? Là tôi. Lý Mộng Đình trịnh trọng gật đầu, trong lòng hơi nghi ngờ, sao mình vừa nhậm chức, đã kinh động đến người bên trên, ngay cả Phó Tổng Giám Đốc cũng tới. Bịch. Phó Tổng Châu tiện tay ném tập công văn trong tay xuống, dùng giọng điệu của cấp trên ra lệnh, được. Cô có thể thu xếp đồ đạc rồi đến chi nhánh. Sau khi Phó Tổng Châu tuyên bố, tất cả bộ phận nhân sự đều hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, hoang mang nhìn nhau, không phải cô ta vừa nhập chức sao, sao lại đến chi nhánh rồi. Chính Lý Mộng Đình cũng cảm thấy choáng váng, ngây ngốc nhìn Phó Tổng Châu, một lúc lâu cũng không nói được câu nào. Qua một lúc, cô ta mới miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, Phó Tổng Châu. Ngài có phải đi nhầm phòng rồi không? Đây là phòng nhân sự. Tôi chính là muốn đến phòng nhân sự. Phó Tổng Châu vung tay lên, ra lệnh nói, đừng nói nhảm nữa, đến chi nhánh báo danh, đừng làm mất thời gian của tôi. Không phải. Lý Mộng Đình lập tức nóng nảy, chạy đến trước mặt Phó Tổng Châu, nói, có phải nhầm lẫn chỗ nào không? Tôi là được Kim Tổng mời về làm quản lý mà, sao lát nữa lại phải đến chi nhánh? Những đồng nghiệp khác cũng mang vẻ mặt hoang mang, quản lý vừa nhậm chức, còn chưa ngồi nóng chỗ, sao lại được điều đi chi nhánh chứ? Là lệnh của Kim Tổng,
nhưng giấy bổ nhiệm vừa mới từ bên trên gửi xuống, điều cô đi chi nhánh. Vì để khiến cho Lý Mộng Đình hết hy vọng, Phó Tổng Châu đích thân mở túi công văn ra, lấy ra một phần tài liệu đi tới, lớn tiếng đọc diễn cảm, vì sự phát triển lâu dài của công ty, ban lãnh đạo quyết định, bởi vì cô Lý Mộng Đình kinh nghiệm chưa đủ, ngay lập tức hủy bỏ chức vị quản lý bộ phận của cô Lý Mộng Đình. Chuyển đến chi nhánh, hy vọng có thể mài dũa nhiều hơn, có thể nhanh chóng trở thành trụ cột của công ty. Thình thịch, khi Phó Tổng Châu nói dường như sức lực toàn thân của Lý Mộng Định cũng mất dần đi, cả người không có sức lực ngồi xuống, như người mất hồn, vẻ mặt dại ra. Ngay sau đó, cô ta lại có vẻ như không cam lòng, đập mạnh lên bàn, không, tôi không tin, tôi không phải là trưởng phòng nhân sự thì là ai. Phó Tổng Châu ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này thì không cần cô lo lắng, cái ghế kia của cô, có rất nhiều người muốn ngồi. Vừa nói, Phó Tổng Châu vừa nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại trước một nhân viên nữ, đúng là Tiểu Cao vừa đưa tuýp kem dưỡng ra, là cô. Tôi. Vẻ mặt Tiểu Cao dại ra chỉ mũi mình, ngay sau đó, kích động mà nói lăng lộn xộn, liên tục khom lưng, cảm ơn Phó Tổng Châu khen ngợi, cảm ơn Phó Tổng Châu khen ngợi. Những người khác cũng đều hâm mộ nhìn Tiểu Cao. Xun xoe nói, Tiểu Cao, chúc mừng cô thăng chức thành quản lý nhân sự. Tiểu Cao, không, quản lý Cao, sau này có việc cần nhờ đến tôi, cứ việc nói với tôi, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, tôi cũng bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quản lý Cao, hôm nay không mời khách là không được nha. Nói đúng nói đúng. Quản lý Cao cười như hoa nở, đột nhiên cô ta như nhớ ra gì đó, đi tới trước mặt Lý Mộng Đình đang hồn bay phách lạc. Tươi cười trên mặt biến mất, xòe bàn tay trước mặt cô ta. Làm gì đấy? Lý Mộng Đình nghi hoặc nhìn quản lý Cao. Vừa rồi tuýp kem dưỡng da tôi đưa cho cô đâu? Trả lại cho tôi. Quản lý Cao như đổi thành một người khác, vô cùng cay nghiệt. Nói xong cũng mặc kệ Lý Mộng Đình có đồng ý hay không, đã lấy lại tuýp kem dưỡng da. Những đồng nghiệp khác cũng rối rít theo, phải đưa quà của mình ra trước. Còn thất thần gì nữa, nhanh chóng đến chi nhánh đi. Còn muốn tôi mời cô đi sao? Vừa lấy lại đồ của mình, quản lý Cao lạnh giọng quát Lý Mộng Đình. Lý Mộng Đình hồn bay phách lạc rời khỏi phòng nhân sự, đi đến chi nhánh. Lại giật mình phát hiện, không chỉ một mình cô ta, mà tất cả trụ cột của nhà họ Lý, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung, Châu Mỹ Hòa, Châu Mỹ Hoa, tất cả đều bị đuổi ra, đều đi chi nhánh. Tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, văn phòng diện tích khoảng 80 m². Vương Nhất khoanh tay mà đứng, dáng người rong ròng đứng trước cửa sổ sát đất to lớn, quan sát toàn bộ thành phố Thiên An. Ngài Vương, chuyện ngài giao phó tôi đã làm xong rồi. Lúc này, một viên thịt lăn đến trước mặt Vương Nhất, vẻ mặt tươi cười ngồi chờ một bên, đúng là Tăng Quốc Vinh. Kim Thành Vũ của Ẩn Long không ở công ty, tất cả mọi chuyện đều do Phó Tổng Châu quyết định, trước mắt, phòng nhân sự Lý Mộng Đình, phòng tài vụ Châu Mỹ Ngọc. Phòng thị trường Lý Sung và bộ phận sản xuất Châu Mỹ Hoa, đều bị điều đến chi nhánh, lương tháng chỉ có 15 triệu. Dừng lại một chút, đột nhiên Tăng Quốc Vinh cười sán lạn, hỏi, ngài Vương, ngài xem đã hài lòng chưa? Không tệ. Vương Nhất khẽ gật đầu, thuận miệng nói. Nghe câu này, Tăng Quốc Vinh như thể vừa được uống mật ngọt vậy. Dừng lại một chú, lại cẩn thận nói, ngài Vương, có chuyện này tôi không có nên nói ra hay không? Vương Nhất quay đầu, kinh ngạc liếc Tăng Quốc Vinh một cái. Chỉ thấy ông ta mang vẻ mặt xấu hổ, ra vẻ muốn nói lại thôi, vừa nhìn đã biết là có chuyện muốn nhờ vả. Nói đi, chuyện gì? Vương Nhất hơi mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tăng Quốc Vinh. Thật sao, Tăng Quốc Vinh được sủng ái mà lo sợ, có hơi do dự. Thật, Tăng Quốc Vinh lúc này mới dám nói ra, là như vậy, ngài Vương, ngài thấy tôi cũng có ít tiền vốn. Thương nhân theo đuổi cái gì chứ? Chính là địa vị, có địa vị, mới có thể tính toán lợi ích tương lai.